chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang xem bộ truyện thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, tập 5, chương 48 nhà quê, Nguyễn Thu Nguyệt chạy xuống lâu đi, Phùng Tú Anh đưa tay đi túng Nguyễn Thu Dương, bị Nguyễn Thu Dương bỏ rơi cánh tay hất ra, Phùng Tú Anh liền không có lại đưa tay túng nàng lên, đứng nàng trước nhẹ nhàng hút khẩu khí, Thu Dương, ngươi nhị tỷ nàng vừa tới, ngươi nhường một chút nàng, nàng tại nông thôn ăn nhiều năm như vậy khổ, chúng ta không thể tới để nàng thụ bỉ khuất, đúng không? Nguyễn Thu Dương ngẩng đầu, con mắt đỏ ngầu nhìn về phía Phùng Tú Anh, là ta để nàng tại nông thôn chịu khổ sao? nàng tại nông thôn chịu khổ đâu có chuyện gì liên quan tới ta a à. là ta để nàng thụ ủy khuất sao dựa vào cái gì đến đoạt giang phòng của ta phùng tú anh nhìn không thông nàng thế là đứng tình thế khó xử khí nàng trong lòng cũng là ấm ức kìm nén đến hoảng nguyễn thu dương bên ngoài khóc thét diệp thu văn ở đâu nức nở nàng cũng không thể lại đi đem nguyễn khê nguyễn khiết làm khóc a à. nguyễn khê rõ ràng trong lòng kìm nén bụng oán khí căn bản không thể kích động thế là nàng đứng nghĩ sẽ, vẫn là trước quay người vào nhà Hống Diệp Thu Văn đi, Diệp Thu Văn là trong nhà nhất đứa bé hiểu chuyện, cũng là nhất bớt lo hài tử, nàng không giống Nguyễn Thu Dương a không trò chuyện, bình thường trong nhà mặc kệ xảy ra chuyện gì, Phùng Tú Anh cũng đều sẽ hỏi thăm Diệp Thu Văn ý kiến, để nàng hỗ trợ quyết định. Thế là nàng tiến Diệp Thu Văn gian phòng đóng cửa lại, ngồi tại bên giường vỗ vỗ Diệp Thu Văn lưng, nhỏ giọng cùng với nàng, "Thu Văn, ngươi chớ cùng tiểu khê kiến thức, nàng chút năm tại nông thôn thụ không ít vĩ khuất." ngươi nhường một chút nàng lại đúng là nông thôn không có người dạy nàng cấp bậc lễ nghĩa cho nên thô lỗ giả mang chút ngươi lý giải dưới ta à, Diệp thu văn vẫn là nằm lì ở trên giường mang theo nồng đậm giọng mũi nói mẹ ta không có trách tiểu khê ta cũng sẽ không trách nàng ta chỉ là đột nhiên muốn ta thân cha mẹ ruột nếu như không phải bọn hắn không tại tiểu khê cũng không cần đến cùng ta tranh đại tỷ nàng vốn là trong nhà đại tỷ tất cả đều là lỗi của ta nàng nhìn ta không vừa mắt cũng là phải lấy nàng hút lấy mũi khóc lên phùng tú anh nhìn nàng dạng đau lòng phải không được vỗ lưng của nàng thu văn ngươi nhanh đừng a à, ngươi lại mẹ nó tâm cũng đều phải vỡ vụn ngươi không có mặt cho sai nhiệt tình chu đáo nơi nào đến sai nàng không lĩnh tình còn để ngươi khó xử là vấn đề của nàng nàng là trong lòng đối với chúng ta có oán khí cho nên mới sẽ dạng chúng ta cho nàng thời gian có được hay không Diệp Thu Văn khóc thúc thích một lát, ngồi thẳng lên đến xem hướng Phùng Tú Anh. Nàng hai con mắt khóc đến đỏ rực, nhìn xem Phùng Tú Anh, ta lúc đầu muốn cùng nàng thật tốt làm tỉ muội, mang nàng thật tốt chơi, hiện tại xem ra là không được, nàng chán ghét ta. Phùng Tú Anh vỗ vỗ bờ vai của nàng, không thương tâm, nàng sớm muộn sẽ phát hiện ngươi đại tỷ tốt. Diệp Thu Văn hút hút mũi, tạ ơn mẹ an ủi ta. Phùng Tú Anh cười cười, ta biết ngươi là nhất hiểu chuyện thiện lương nhất lấy nàng nắm lên Diệp Thu văn tay, Thu Dương bình thường nhất nghe lời ngươi, ngươi giúp mẹ khuyên nhủ nàng đi, để nàng không nên cùng Tiểu Khê tranh, bên cạnh gian phòng tặng cho Tiểu Khê cùng Tiểu Khiết ở đi, không muốn lại nháo, Diệp Thu văn đầu, tìm khăn lau lau con mắt, liền đứng dậy đi khuyên Nguyễn Thu Dương đi, đương nhiên nàng không có ở trên lầu khuyên, là đem Nguyễn Thu Dương kéo đi dưới lầu, Phùng Tú Anh không có lập tức cùng đi theo, nàng lưu tại trên lầu đi gõ gõ Nguyễn Khê cửa phòng. Hỏi ra âm thanh hỏi, Tiểu Khê tiểu Khiết, các ngươi an tâm ở ở giữa đi, ban đêm cho các ngươi cầm hai đầu tấm thảm, còn có gì cần cùng ta? Vốn định lại bổ câu cùng đại tỷ cũng được, nhưng ngẫm lại Nguyễn Khê đối dịp Thu Văn thái độ, nàng nuốt xuống không có. Nguyễn Khiết bị Nguyễn Khê kéo vào gian phòng thời điểm, trái tim nhảy gần như sắp bạo tạc. Nguyễn Khê khóa trái cửa phòng nàng vẫn là không dám thở mạnh dưới, cảm giác từ vừa rồi giống như trải qua trận ác chiến, chỉnh người còn hãm tại trong kinh hoàng hỗn hỗn độn độn không biết tất nhiên là ở đâu. Nàng che lấy trái tim nhìn xem Nguyễn Khê, cảm giác Nguyễn Khê tựa như là thần. Nàng không biết Nguyễn Khê là thế nào dám, dù sao nàng vào nhà sau toàn thân trung lợi hại hơn. Nếu như là nàng, nàng khẳng định cái gì cũng không dám, thực thực nghe thu xếp, để ở cái kia ở đâu. Nguyễn Khê nhìn thấy sắc mặt của nàng, nhìn xem nàng cười, là bị hù dọa, là nhanh bị hù chết. Nguyễn Khiếp khó khăn nuốt vào khẩu khí, tỷ, Tại sao ta cảm giác ngươi đột nhiên cùng biến người, ngươi làm sao? A lợi hại a, bên trong cũng không phải các nàng lớn lên nông thôn, là chưa quen cuộc sống nơi đây trong thành a, Nguyễn Khê nói, ta không lợi hại làm sao bây giờ? Ở đâu bị ngoại kia mấy khi dễ chết. Ngươi nhìn ra được sao? Phùng Tú Anh trong nhà không phải quyết định người, ngược lại kia dịp Thu Văn càng giống là nữ chủ nhân. Chúng ta không phải tới làm khách, ta là về nhà muốn nàng bày ra nữ chủ nhân dáng vẻ đến chào hỏi sao làm sao bởi vì nàng tập ngàn vạn cưng chiều tại thân cho nên hiện tại nhà đã không họ nguyễn là họ diệp lấy nàng tại bên giường ngồi xuống nguyễn thu dương không phải tốt chung đụng người nàng hẳn là không nghĩ nguyễn trường phú cùng phùng tú anh đem ta tiếp đến sợ ta chiếm đồ đạc của nàng ảnh hưởng cuộc sống của nàng trong mắt nàng chỉ có diệp thu văn đại tỷ đem diệp thu văn bưng lấy hộ đến cùng cái gì giống như Nguyễn Thu Dương bên ngoài khóc ồn ào, Nguyễn Khiết tự nhiên cũng đều nghe được, nàng còn che ngực, không có cách nào ngăn chặn trong lòng khẩn trương. Nguyễn Khê nhìn xem nàng tiếp tục, từ không lợi hại lên, không để các nàng biết chúng ta không dễ ức hiếp, chẳng lẽ buồn bực không lên tiếng trong cậy vào Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh chủ động che chở chúng ta. Trong cậy vào bọn hắn, không bằng đi thắp nén hương trong cậy vào Bồ Tát, hơn nửa ngày, Nguyễn Khiết, tỷ, ta vô dụng, không thể giúp ngươi nguyễn khê trên giường đứng lên nói ngươi cái gì đều đừng làm trốn ở đằng sau ta đi ngươi là nguyễn trường phú cháu gái đừng lời nói ngươi chỉ cần ghi nhớ ta đi học học tập cho giỏi đem tri thức học vững chắc nguyễn khiết đi theo bên cạnh nàng tỷ ta tất cả nghe theo ngươi nguyễn khê mở ra cửa tủ treo quần áo đem bên trong tất cả quần áo đều lấy ra ném lên giường nguyễn khiết đi lên hỗ trợ vừa đem bên trong quần áo tất cả đều thanh không ra tới nghe được bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó là Phùng Tú Anh giọng hỏi, bên ngoài không có Nguyễn Thu Dương tiếng khóc, Nguyễn Khê ôm đem quần áo mở cửa phòng, đem quần áo thả Phùng Tú Anh trong tay, sau đó nàng cùng Nguyễn Khiếp Nghệ Nhân ôm lấy, hỏi Phùng Tú Anh, phóng tới cái kia gian phòng, Phùng Tú Anh nói, thả phía bắc ở giữa đi, Thu Nguyệt ở giữa, Nguyễn Khê nhịn không được tiếng hừ, nàng náo thành dạng nghĩ ở hướng mặt trời gian phòng. Vì cái gì không để nàng cùng dịp thu văn ở ở giữa đâu? Diệp Thu Văn gian phòng cũng không nhỏ, giường cũng không nhỏ, ở hai người dư xài, Phùng Tú Anh giải thích, Thu Văn không quen cùng người ở ở giữa, không phải ngủ không yên, nuôi phải thật đúng là quý giá a, à, là công chúa bản chủ đi. Nguyễn Khê không có lại lời nói, cùng Nguyễn Khiếp đi theo Phùng Tú Anh đem quần áo ôm đi Nguyễn Thu Nguyệt gian phòng, lại trở lại từ gian phòng đi thu thập hành lý. Các nàng mang quần áo không nhiều, thu thập cũng nhanh, tùy tiện treo treo xong, thu thập xong Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết đều ngồi vào trên giường nghỉ ngơi, Phùng Tú Anh xuống dưới làm cơm tối đi, các nàng vừa tới bên trong, tự nhiên không đi tham gia náo nhiệt, Nguyễn Khê hướng trên giường nằm, dài thở vào nói, mệt chết, Nguyễn Khiết ngồi tại Nguyễn Khê bên cạnh, cũng nếm thử chậm rãi buông lỏng, sau đó nàng chợt quay đầu nhìn Nguyễn Khê, đại bá cùng đại bá mẫu định rất thích dịp thu văn đi, cái gì đều cho nàng tốt nhất, liền thu dương thu nguyệt danh tự đều là cùng với nàng lên. Nguyễn Khê cười dưới, trêu chọc nói, kém nhà cũng đổi thành họ diệp vì có thể để cho diệp thu văn tại không thuộc về trong nhà có của nàng lòng cảm mến để nàng mang theo đệ đệ diệp phàm trong đáy lòng nhận bọn hắn làm phụ mẫu vì không để diệp gia tỷ đệ thụ đinh ủy khuất bọn hắn thật đúng là nhọc lòng a à. nguyễn Khiết lại cười không nổi nhìn xem nguyễn khê tỷ ta đều không nghĩ ở đâu ta thay ngươi cảm thấy ủy khuất bọn hắn có thể làm diệp thu văn hoa a à nhiều tâm tư vì cái gì đối ngươi đến đều là mặc kệ không hỏi Nguyễn Khê không có vấn đề nói, bởi vì người tinh lực cùng tâm tư bao quát yêu, đều là rất có hạn, cho thêm khẳng định thiếu cho kia. Bọn hắn đem phần lớn tâm tư đều tiêu vào dịp gia tỷ đệ trên thân, còn lại một phần nhỏ tâm tư tiêu vào cái khác mấy hậu sinh bé con trên thân, đến ta tự nhiên không có, nào có kia tinh lực cùng tâm tư còn đi quản không ở bên người ta. Nguyễn Khiết nhìn chầm chầm Nguyễn Khê nhìn, tỷ, nếu không chúng ta trở về đi. Nguyễn Khê ngồi dậy, trực tiếp tại trên đầu nàng chụp được, về sau loại lời nói không thể lại chúng ta tới bên trong cũng không phải vì đến đòi hỏi tình thương của cha tình thương của mẹ hưởng thụ thân tình ngươi cho ta ghi lại chúng ta là đến đi học đọc sách lại nhất định phải đọc tốt nguyễn kiết đưa tay xoa xoa đầu tốt a à. phùng tú anh mặc dù bị chơi đùa mệt bở hơi tai nhưng nàng y nguyên vây lên tạp về tại trong phòng bếp nấu cơm dịp thu văn ở phòng khách ngồi khuyên nguyễn thu dương để nàng không nên lại nháo nhiều thông cảm thông cảm nguyễn trường phú cùng phùng tú anh nguyễn thu dương tức giận khuôn mặt cùng con mắt đều đỏ rực ai bảo bọn hắn tiếp đến diệp thu văn nhỏ giọng nói nàng làm sao cũng là chị ruột của ngươi a à, ngươi tuyệt đối không được lại loại lời nói mẹ tính tính tốt có thể tung lấy ngươi nếu là gọi cha nghe được không phải đánh ngươi không thể tào tháo tào tháo đến diệp thu văn vừa dứt lời chợt nghe đến nguyễn trường phú thanh âm ta trở về phùng tú anh tại phòng bếp nghe được lên tiếng câu hỏi không phải có việc không trở lại sao nguyễn trường phú nói tới đó không có việc gì, bận biệu sẽ liền trở về, lấy hắn hướng phòng bếp đi, làm sao? Không có làm cơm của ta, Phùng Tú Anh nói, đủ ăn, Nguyễn Trường Phú hỏi, thế nào? Hai hài tử đều thu xếp tốt sao, Phùng Tú Anh lột tỏi không ngẩng đầu lên, tốt cái gì nha? Mới vừa vào cửa đến phòng khách ngồi xuống, liền nước bọt cũng không kịp uống náo trận, khóc kia kêu, ta khuyên hống kia, đầu óc đều nhanh nổ tung, Nguyễn Trường Phú con mắt hơi mở, ai náo? Cùng Tú Anh còn không có tái xuất lời nói, chợt nghe đến cửa phòng bếp ngoại truyền đến âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ba ba, Nguyễn Trường Phú quay người lại, chỉ thấy Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương đứng ở ngoài cửa, hai nữ ba tử con mắt đều hồng hồng, hắn mi tâm nhào, đều là làm sao, Nguyễn Thu Dương hút mũi nói, là kia nhà quê, nàng vào cửa nổi điên, đại tỷ họ Diệp không họ Nguyễn không phải chúng ta đại tỷ, nàng mới là đại tỷ, còn đem phòng ta cướp đi nguyễn trường phú nhìn xem nàng lặng tiếng một lát sau đó mặt đen lên trách mắng ngươi là ai là nhà quê ai dạy ngươi nguyễn thu dương bị dọa đến chỉnh người kém nhảy dựng lên nàng nhìn xem nguyễn trường phú mộng hơn nửa ngày nháy mắt cà lăm ta nàng nguyễn trường phú sắc vẫn hung ngươi lại hồ bác đạo câu ta hút chết ngươi tin hay không bỗng nhiên sẽ để ngươi nhiều học một ít ngươi đại tỷ ngươi nghe không hiểu trời đến muộn điên điên khùng khùng lấy hắn nhìn về phía dịp thu văn chậm dần ngữ khí hỏi, "Thu Văn, tiểu khê đến khi phụ ngươi?" Diệp Thu Văn thẳng đều biết Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh không yêu làm ầm ĩ, Phùng Tú Anh vừa rồi đã hống qua nàng, để nàng khuyên Nguyễn Thu Dương cũng là vì lắng lại mâu thuẫn, nàng không thể lại đem sự tình bốc lên tới, cho nên nàng vội lắc lắc đầu, "Không có." Tiểu Khê rất tốt, Nguyễn Trường Phú nói, "Ta nha, nàng vừa nông thôn tới, làm sao có thể khi dễ các ngươi?" Nguyễn Thu Dương trừng lên mắt, "Làm sao không có khả năng a?" À? nàng còn phải lại lời nói quả thực là bị diệp thu văn cho lôi đi bị diệp thu văn kéo đến bên ngoài nguyễn thu dương gấp buồn bực nói vì cái gì không để ta a à. diệp thu văn nói cha mẹ bôn ba mấy ngày đừng cho bọn hắn thêm phiền phức mẹ sẽ nguyễn thu dương tức giận đến đạp xuống chân đem ta huống bỗng nhiên diệp thu văn vậy ngươi về sau lời nói cẩn thận nha nguyễn thu dương tiến hừ nhà quê nhà quê là nhà quê trong phòng bếp nguyễn trường phú tùy tiện cầm đồ vật đệm bụng hắn ăn đồ vật hỏi phùng tú anh thu văn cùng thu dương đều là tiểu khê gây khóc phùng tú anh đầu nói trong nội tâm nàng tồn lấy oán trước đó thẳng đều kìm nén đâu vào cửa sau sắc mặt nhìn không tốt không nhận thu văn là đại tỷ thẳng nàng mới là đại tỷ thu văn họ diệp không họ nguyễn thu văn thương tâm khóc đi về sau muốn ở hướng mặt trời căn phòng kia thu dương chết sống không nhường hai người náo trận thu dương khóc nguyễn trường phú tê khẩu khí A à, lợi hại, Phùng Tú Anh nói, đặt ở nông thôn nuôi xấu, ta nhìn so Thu Dương còn lợi hại hơn. Nguyễn Trường Phú nhẹ nhàng hút khẩu khí, tạm thời trước để tùy đi, chúng ta không mang qua nàng, không tốt trực tiếp giáo huấn, nắm chắc không tốt độ nàng còn phải náo, đã nàng tính tình không tốt, kia cùng Thu Văn Thu Dương cùng Thu Nguyệt, để các nàng để cho nàng, đừng cũng không có việc gì đi trêu chọc nàng, ta đem người nhận lấy, không phải gọi bọn nàng mỗi ngày đánh nhau. Phùng Tú Anh mắt nhìn Nguyễn Trường Phú, Thu Văn cùng Thu Nguyệt ngược lại là không có gì, Thu Văn làm người rộng lượng sẽ không cùng Tiểu Khê so đo, nàng nhất thông tình đạt lý. Thu Nguyệt tiểu tâm tư thiếu, là Thu Dương, cùng nàng cây kim so với cọng râu đối đầu, Nguyễn Trường Phú ngẫm lại, kia để Thu Văn trông coi Thu Dương, Phùng Tú Anh đầu, chỉ có thể dạng. Chương 49: Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, Phùng Tú Anh vừa làm tốt cơm, Nguyễn Thu Nguyệt ngửi ngửi hương vị liền xuất hiện tại cửa phòng bếp nàng là trong nhà mũi nhất linh chỉ là thời gian ăn cơm hoặc là có ăn ngon nàng phần lớn thời điểm đều là lần đầu tiên xuất hiện nhưng cái thứ nhất xuất hiện không là cái thứ nhất ăn mà là chân chạy phùng tú anh gọi nàng đi tìm ngươi tam ca ngủ ca cùng hồng binh trở về ăn cơm vừa rồi nguyễn hồng binh tốt không tìm được dịp phàm cùng nguyễn hồng quân liền lại mình đi ra ngoài tám thành là ở đâu chơi ở đến bây giờ còn không ngờ trở về nam hài tử chính là da một chút có thời gian liền ra ngoài điên căn bản sẽ không ở lại nhà nguyễn thu nguyệt quen thuộc cho người ta chân chạy làm việc nghe vậy liền đi dịp phàm nguyễn hồng quân cùng nguyễn hồng binh đều không có ra đại viện rất nhanh liền bị nguyễn thu nguyệt tìm tới gọi trở về tại nguyễn thu nguyệt đi theo dịp phàm nguyễn hồng quân cùng nguyễn hồng binh tốt phòng thời điểm nguyễn khê cùng nguyễn khiết hai người vừa vặn từ trên lầu đi xuống mấy người tại phòng ăn bên ngoài đụng tới dịp phàm nguyễn hồng quân cùng nguyễn khê nguyễn khiết đều nhìn nhau lẫn nhau Nguyễn Khê chưa thấy qua Diệp Phàm cùng Nguyễn Hồng Quân, nhưng từ tuổi tác bên trên có thể phân biệt ra được, Diệp Phàm hiện tại 14 tuổi, là thiếu niên bộ dáng, mặc trên người sạch sẽ áo sơ mi trắng, mặc kệ là tướng mạo khí chất vẫn là mặc quần áo đóng vai, toàn thân trên dưới liền hai chữ sạch sẽ, mà Nguyễn Hồng Quân chỉ có 11 tuổi, còn chưa thoát tiểu hài bộ dáng, nhưng hắn vóc dáng không thể so Diệp Phàm thấp bao nhiêu, hắn mặc một thân cựu quân trang, quần áo ở trên người lộ ra lớn một vòng lớn tay áo cùng ống quần đều là xoắn tới, hắn còn không giữ cúc áo mở lấy không hảo hảo xuyên, nón lính cũng lệch qua trên đầu, lại quần áo cũng gọi hắn xuyên được không còn hình dáng, trong tay hắn còn cầm đem đầu gỗ tay, thương, đi đâu liền biêu 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 mấy lần, biêu đến Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết trên người thời điểm, hắn a à một tiếng, giống như cái kia đồ ngốc đồng dạng, mở miệng liền nói, ai cũng không cho phép nói, để cho ta tới đoán một cái. Hai vị này chịu chính là ta kia nhị tỷ cùng đường tỷ đi. Nguyễn Thu Nguyệt ở bên cạnh nói, vậy ngươi lại đoán một cái, ai là nhị tỷ ai là đường tỷ? Nguyễn Hồng Quân cầm đầu gỗ tay, thương, vòng quanh Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết chạy một vòng, đem hai nàng từ trên xuống dưới nhìn một lần, sau đó dừng lại cầm tay, thương hướng Nguyễn Khê trên thân một chỉ, ngươi, chính là ta nhị tỷ. Đúng hay không? Nguyễn Khê vừa mở miệng cùng hắn chào hỏi, Nguyễn Trường Phú lúc này chợt từ trong nhà ăn ra tới, hắn nhìn thấy Nguyễn Hồng Quân không nói hai lời, đi lên một cái nắm chặt lỗ tai của hắn liền hướng phòng bên trong túng, ngươi lại trộm lão tử y phục mặt đúng hay không? Nguyễn Hồng Quân bị nắm chặt phải khuôn mặt vạn vẹo, miệng bên trong hung hăng nhắc tới, ba 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 cha. Đau 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 đau. Điểm nhẹ điểm nhẹ điểm nhẹ. Âu 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 âu, Nguyễn Khiết thực sự nhịn không được, bộ dạng phục tùng nở nụ cười. Nguyễn Thu Nguyệt đi lên cùng Nguyễn Khê Nguyễn Khiết nói, các ngươi đừng để ý tới hắn, hắn chính là cái kẻ ngu nguyễn khê cùng nguyễn khiết như cũ còn chưa mở miệng diệp phàm lại đi tới cùng với các nàng chào hỏi các ngươi tốt ta là diệp phàm nguyễn khê đơn giản lại khách khí trả lời ngươi tốt nguyễn khê nguyễn khiết nói theo ta là nguyễn khiết diệp phàm rất là khách khí lễ phép nói một đi ăn cơm đi hắn vừa dứt lời lại nghe được diệp thu văn thanh âm tất cả nhanh lên một chút tới dùng cơm nha nguyễn khê nguyễn Kiếp đi theo diệp phàm nguyễn thu nguyệt đi đến trong nhà ăn Đến bên trong chỉ thấy Nguyễn Hồng Quân đã đem nón lính lấy xuống, trên người quân trang áo khoác cũng thoát, thân trên chỉ mặc cái bạch sau lưng. Nguyễn Trường Phú liếc nhìn một chút phòng bên trong tất cả mọi người, lên tiếng, "Đều biết hay chưa?" "Không còn giới thiệu một chút, những người khác không có lên tiếng, Nguyễn Hồng Quân nói, "Giới thiệu một chút đi, ta còn không biết đâu." Hắn nói chuyện có cổ tử lãnh đạo phạm, Nguyễn Trường Phú nghe vậy hướng hắn mặt tối sầm, "Ngươi cho lão tử thật dễ nói chuyện." Nguyễn Hồng Quân lại bị dọa đến giật mình, đoạn trốn đến dịp phàm sau lưng, Nguyễn Trường Phú trừng hắn, ra tới. Mình giới thiệu, Nguyễn Hồng Quân cái này liền lại đoạn nhảy ra, cùng Nguyễn Khê Nguyễn Khiết nói, ta là Nguyễn Hồng Quân, trong nhà ngưu nhất nam nhân. Nguyễn Trường Phú lại nguyết hắn một cái, hắn lập tức lại thu liễm nụ cười trên mặt, Nguyễn Khê vẫn là bộ kia sống yên biển lặng bộ dáng, lên tiếng thách khí nói, ta là Nguyễn Khê, Nguyễn Hồng Quân mười phần vênh váo, ngươi nhưng là ta nhị tỷ nói hắn lại nhìn về phía Nguyễn Khiết, vậy ngươi chính là ta đường tỷ. Nguyễn Khiết gật gật đầu, ta là Nguyễn Khiết, hiện tại xem như đều biết, người một nhà tự nhiên cũng liền ngồi xuống ăn cơm. Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương ngồi tại một, hai người hốc mắt còn có chút đỏ, chưa xong tiêu xuống dưới, Nguyễn Hồng Quân ngược lại là chú ý chi tiết. Nhìn xem Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương nói, đại tỷ tứ tỷ, hai ngươi thế nào rồi? Con mắt đỏ ngầu, sẽ không là ở nhà không đi. Có phải là kéo tóc rồi? cào khuôn mặt không có nguyễn trường phú ngại nguyễn hồng quân nói nhiều quá ồn lại hướng hắn nhìn một chút nguyễn hồng quân hơi thu liễm chút nói thầm nói làm sao ngay cả lời cũng không khiến người ta nói trên mặt bà những hài tử khác đều thức thời không ai tiếp lời này nguyễn trường phú cùng phùng tú anh từ cũng không đề cập tới nguyễn trường phú đang ăn cơm nhìn về phía nguyễn khê nói các ngươi vừa tới nơi này hết thảy đều còn chưa quen thuộc trước hết làm quen một chút hoàn cảnh nơi này trước tiên có thể tại trong đại viện ngao du không đi ra chạy loạn ta sợ các ngươi ra ngoài chạy mất đợi đến chủ nhật thời điểm có thời gian gọi thu văn thu dương không được liền tiểu phàm hồng quân mang các ngươi ra đi chơi một chút nguyễn khê không hề có hứng thú với những thứ đó chỉ mở miệng chúng ta lúc nào có thể đi học nghe nói như thế nguyễn trường phú còn không có lên tiếng nguyễn hồng quân ở bên cạnh nói các ngươi làm sao vừa đến đã nghỉ lên học a à? đi học nhàm chán lại không có tác dụng gì suốt ngày trong phòng học nghe những lão sư kia ong 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 nghe được đầu đều đau nguyễn trường phú không có lại đối nguyễn hồng quân mặt đen ngữ khí cũng không nặng ngậm miệng nguyễn hồng quân biểu môi một cái môi không nói lời nào nguyễn trường phú cái này lại nhìn về phía nguyễn khê nói chờ ta an bài một chút đi còn có hộ khẩu học tịch rất nhiều thứ lo liệu không có đơn giản như vậy các ngươi đọc qua mấy năm tiểu học vậy liền trực tiếp từ lần đầu tiên bắt đầu đọc được hay không nguyễn khê gật gật đầu làm được Nguyễn Thu Dương bỗng ở bên cạnh nói, phiền toái như vậy còn không bằng không lên, tiểu học đều không có đọc xong, bên trên sơ trung thì có ích lợi gì, đi cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ nghe không hiểu. Ta nói, để ở nhà giúp ma ma một dưỡng dưỡng gà đủ loại đồ ăn là tốt nhất, nông thôn đến, am hiểu nhất hẳn là những sự tình này đi, đi học đơn thuần lãng phí. Tại Nguyễn Thu Dương lúc nói chuyện, Diệp Thu Văn vẫn tại bên cạnh nhẹ nhàng đụng nàng cánh tay, nhưng là nàng sửng sốt không có dừng lại miệng nàng thậm chí còn vung dịp thu văn một chút, sau đó nhìn Nguyễn Khê nói, ta nói không đúng sao, bàn cơm phía trên mùi thuốc súng nháy mắt đến, những người khác ngẩn người. Nguyễn Khê nhìn xem Nguyễn Thu Dương, ánh mắt long long nhìn nói, cha mẹ ngươi cũng là nông dân, ngươi cũng như thế nhìn không cha mẹ ngươi sao. Bần nông làm mất mặt ngươi thật sao, ngươi là nơi nào đến nhà tư bản tiểu thư sao, nghe được nhà tư bản tiểu thư năm chữ, Nguyễn Thu Dương nháy mắt mở to hai mắt nhìn, ngươi nói ai là nhà tư bản đâu. Nguyễn Khê còn không có lại nói ra lời, Nguyễn Trường Phú ba một tiếng đem đổ vỗ bàn bên trên, hắn nhịn nửa ngày khí, sau đó nhìn về phía Nguyễn Thu Dương, lăn đi lên, Nguyễn Thu Dương tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, đứng đến nói, dựa vào cái gì gọi ta lăn. Ta còn không có ăn no đâu. Ngươi tại sao không gọi nàng lăn a? Nàng nói ngươi là nhà tư bản, ngươi không nghe thấy sao, mắt thấy Nguyễn Trường Phú phát tác, Diệp Thu Văn bận biểu túng Nguyễn Thu Dương, Quả thực là đem nàng lôi đi, vừa kéo đến trên lầu, Nguyễn Thu Dương chỉ ủy khuất hướng trên mặt đất một ngồi sổng lại khóc đến, nàng một bên khóc một bên nói, vì cái gì luôn mắng ta, dịp thu văn nhỏ giọng nói, Thu Dương, ngươi về sau vẫn là ít nói chuyện đi, không phải thua thiệt chịu đều là ngươi, Nguyễn Thu Dương không hiểu, húc lấy mũi nói, ta nói không đúng chỗ nào sao. Các nàng đi học, đơn thuần lãng phí thời gian lãng phí tiền, có làm được cái gì? còn không bằng ở nhà giúp ma ma làm chút sống ta cảm thấy không có gì đề dịp thu văn nhẹ nhàng hút khẩu khí có tác dụng hay không đều là chính các nàng sự tình các nàng nghĩ đọc học tập thôi tại nông thôn không có cách nào đi học đến trong thành chịu nghĩ lên học a à, ngươi quản nhiều như vậy làm gì nha nguyễn thu dương ta chính là nhìn các nàng không vừa mắt Diệp thu văn lại vậy ngươi nghỉ một ngày khóc mấy trận hôm nay đã là trận thứ hai ta không trêu chọc nàng chẳng phải xong nha nước giếng không phạm nước sông cắt qua cát là nàng động đến trêu chọc chúng ta ba ba chịu sẽ giáo huấn nàng nguyễn thu dương hút hút mũi nàng động trêu chọc ngươi đem ngươi gây khóc ba ba cũng không nói gì diệp thu văn nói bởi vì nàng vừa tới a à, ba ba mụ mụ chịu đối nàng tha thứ một chút chờ một lúc sau ai đều sẽ không có kiên nhẫn đến lúc đó nàng là lại khi dễ chúng ta ba ba mụ mụ chịu sẽ che chở chúng ta nguyễn thu dương mũi hồng hồng nghĩ một lát nói vậy ta về sau đem các nàng không khí, Diệp Thu Văn gật đầu, dạng này liền đúng rồi. Nguyễn Thu Dương cùng Diệp Thu Văn đi lên về sau, bàn ăn bên trên liền rốt cuộc không ai lên tiếng nói chuyện, cho dù là lắm lời Nguyễn Hồng Quân, kìm nén một bụng bát quái cùng tò mò, cũng chỉ quản vùi đầu ăn cơm, sửng sốt chẳng hề nói một câu, Nguyễn Trường Phú trình mặt đen lên, Phùng Tú Anh trên mặt không có biểu tình gì chỉ là ăn cơm, Nguyễn Khiết không giống Nguyễn Khê dạng này nhạt, nàng một mực cúi đầu ăn cơm, trong lòng khẩn trương đến không được nguyễn khê chỉ vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra thanh thản ổn định cơm nước xong xuôi để đổ xuống đơn giản nói một tiếng liền cùng nguyễn khiết thân ra ngoài các nàng chưa có trở về trên lầu mà là đến phòng ở bên ngoài đi thông khí nhưng là cũng không có đi xa nguyễn khiết nhìn xem nguyễn khê nhỏ giọng nói nguyễn thu dương là thật trong đáy lòng nhìn không chúng ta a à. nguyễn khê a à một tiếng nàng là ai vậy chúng ta cần nàng nhìn đến sao lần sau lại không tốt xấu ta trực tiếp vào tay quốc nàng ta là nàng đại tỷ giáo dục một chút nàng cũng là phải nói xong nàng lại cùng nguyễn khiết nói bởi vì bọn hắn đều nhìn không chúng ta cảm thấy chúng ta nông thôn đến cũng sẽ uy uy gà đủ loại đồ ăn làm một chút việc nhà cho nên chúng ta mới càng cố gắng đọc sách hiểu không nguyễn khiết kỳ thật vẫn là chẳng phải hiểu nàng như chúng ta đọc tốt lắm lời nói đại bá sẽ cho chúng ta trong thành tìm một công việc sao hộ khẩu dời tới hẳn là có thể tìm một công việc a à. nói cho cùng cái này cùng đọc sách có hệ nhưng hệ cũng không phải là rất lớn nhất là vẫn là nhìn nguyễn trường phú chỉ nguyễn trường phú cho các nàng thu xếp công việc hoặc là để các nàng bộ đội các nàng liền cùng nguyễn hồng quân bọn hắn đồng dạng thành tích học tập có được hay không đều không có hệ cho nên vừa rồi nguyễn hồng quân mới có thể nói đọc sách không có tác dụng gì như gia bên trong thu xếp không được cho dù là người trong thành dù là thành tích học tập cho dù tốt cũng là xuống nông thôn thanh nguyễn khê đạo trong nội tâm nàng nghi hoặc trước mắt nàng cũng vô pháp cho nàng giải thích cái này đề cho nên nàng chỉ nói đừng hy vọng hắn hắn coi như cho chúng ta thu xếp công việc ta cũng không muốn đi vẫn là trước học tập cho giỏi đi nguyễn khiết nhìn xem nguyễn khê nháy mắt mấy cái nha hai người nói chuyện chợt nghe đến cửa nhà truyền đến một câu đại tỷ nguyễn khê cùng nguyễn khiết quay đầu đi nhìn chỉ thấy nguyễn thu nguyệt cơm nước xong xuôi ra tới xong các nàng phất tay vung xong tay nàng chạy đến Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết trước mặt, có chút thở một ngụm, Nguyễn gia nhiều như vậy đứa bé, Nguyễn Khê đối Nguyễn Thu Nguyệt ấn tượng là tốt nhất, hiện tại nàng gọi nàng đại tỷ, kia ấn tượng liền càng thêm tốt, thế là nàng xong Nguyễn Thu Nguyệt cười một chút, nhìn xem nàng, ngươi không sợ dịp thu văn sinh khí sao, Nguyễn Thu Nguyệt nói, nàng sẽ không tức giận, nàng sẽ chỉ khóc, ô ô ô, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết nhịn không được cười một tiếng ra tới. Đừng nhìn Nguyễn Thu Nguyệt mới 9 tuổi, nguyễn khê cảm thấy nàng tâm lý tuổi nói là trưởng thành đều không quá đáng nhìn xem giống như tùy tiện ngốc ngốc hồ hồ cũng là trong nhà nhất không có tồn tại cảm nhưng trong lòng chuyện gì đều hiểu ước chừng cũng nhìn thoáng được như nhìn không ra nhìn phụ mẫu đối diệp thu văn tốt như vậy nguyễn thu dương lại khi dễ nàng khi thật là phiền muộn nàng lại nhìn xem nguyễn khê nói tính tình của ngươi rất hợp khẩu vị của ta về sau ngươi chính là đại tỷ của ta nguyễn khê nhìn xem nàng cười vậy ta liền miễn cưỡng thu ngươi đi. Nguyễn Thu Nguyệt nói, chớ miễn cưỡng a, à, có ta cô muội muội này ngươi tuyệt đối không lỗ. Nguyễn Khê vẫn là không nhịn được cười, tốt, vậy ta liền không kịp chờ đợi thu ngươi đi. Nguyễn Thu Nguyệt quay đầu nhìn xem, không ta hiện tại mang các ngươi ngao du đi, ngay tại trong đại viện không đi ra. Hiện tại chung quanh sắc trời đã tối xuống tới, chẳng qua cuốn một vòng tiêu cái ăn vẫn là có thời gian. Nguyễn Khê tạm thời cũng không muốn lên lâu đi xem đến Nguyễn Thu Dương, liền gật đầu nói, trước hết đi dạo một vòng đi. Nguyễn Thu Nguyệt cái này liền dẫn Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết hướng nơi khác đi. Cái này đại viện là quân khu gia thuộc đại đội, kỳ thật cùng cư xá không sai biệt lắm, chỉ là nguyên bộ công trình càng thêm đủ. Cái gì cửa hàng tiệm cắt tóc, vườn trẻ chợ bán thức ăn đại lễ đường, có thể nói sinh hoạt phi thường thuận tiện. Ba người một bên đi dạo một bên nói chuyện phiếm, Nguyễn Khiết trầm tĩnh lại sau nói chuyện cũng nhiều. Nàng trong lòng vẫn là để ý dịp thu văn sự tình, cho nên nàng Nguyễn Thu Nguyệt nhà các ngươi có phải là đều là dịp thu văn định đoạt a à? nguyễn thu nguyệt nhìn về phía nguyễn khiết nói không là là cha ta định đoạt nhưng là nàng một lát lại tiếp một câu nhưng là dịp thu văn là nhà chúng ta mặt trời tất cả mọi người phải vây quanh nàng chuyển nguyễn khiết không rõ tại sao vậy nguyễn thu nguyệt nói không ngờ phản vẫn luôn là cha ta đây hắn công việc phi thường bận biệu, nhiều khi đều không ở nhà chuyện nhỏ quản được không nhiều mẹ ta bình thường có chuyện gì đều sẽ trước dịp thu văn ý kiến nguyễn thu dương cũng cái gì đều nghe nàng dịp phàm là nàng thân đệ đệ tự nhiên nghe nàng nguyễn hồng quân kia đồ đần chỉ nói trộm xuyên ba ba quần áo đi ra ngoài chơi không có việc gì cùng người khung chuyện trong nhà hắn không tâm không có gì để nói nhiều nguyễn khiết lại nhưng cha mẹ ngươi đem trong nhà đồ tốt nhất đều cho nàng các ngươi không có ý kiến sao nguyễn thu nguyệt nói nguyễn thu dương cảm thấy kia là dịp thu văn nên được Nàng là nhất bưng lấy Diệp Thu Văn, nói là Diệp Thu Văn tính đồ đều không quá đáng, Diệp phàm Nguyễn Hồng Quân bọn hắn nam hài tử là thế nào đều tốt, không yêu so đo không yêu tranh. Còn lại một cái ta, ta cũng không dám có ý kiến gì, Nguyễn Thu Dương không khi dễ ta cũng không tệ, ta mỗi ngày bị Nguyễn Thu Dương khi dễ, cũng không ai giúp ta a, à. trong nhà hài tử quá nhiều, ta cũng không phải lão tiểu, đều nhanh thành trong suốt, Nguyễn Khê nghe xong nở nụ cười, đi theo câu vậy các ngươi xuyên dịp thu văn quần áo cũ sao nguyễn thu nguyệt nói chịu xuyên nha nàng xuyên xong cho nguyễn thu dương nguyễn thu dương xuyên xong lại cho ta quần áo đều không có xấu cũng không thể ném đi chịu là xuyên nha không phải còn cho ngươi gửi sao ta cùng nguyễn thu dương trừ ăn tết sẽ làm bộ đồ mới lúc khác cũng sẽ không làm bởi vì quần áo cũ xuyên không xấu nàng là lão đại nha không có cách nào nói nàng nhìn về phía nguyễn khê a à, ta nghĩ đến trước kia điều kiện gia đình còn không tốt lắm thời điểm mẹ ta liền theo chúng ta nói qua dịp thu văn cùng dịp phàm là có mấy trăm khối tiền trợ cấp cho nên nàng đối tốt với bọn họ một điểm gọi chúng ta không đỏ mắt không tranh về sau liền quen thuộc a kỳ thật dịp phàm cùng chúng ta không sai biệt lắm chính là dịp thu văn trôi qua tốt nàng đặc biệt yếu ớt cái gì không thể cùng người khác ngủ cùng một cái phòng không phải ngủ không yên một bộ y phục xuyên bao lâu liền không thể xuyên không phải trên thân sẽ ngứa liền kem bảo vệ da cũng không thể dùng trên lệch, không phải mặt ngứa, trời, nhiều lắm. Nguyễn Khê nghe chỉ là cười, mà Nguyễn Khiết nghe xong liền con mắt đều trừng lớn, nàng từ nhỏ sinh trưởng ở nông thôn, kiến thức thực sự là có hạn, cho nên xong không tưởng tượng ra được có người trải qua cuộc sống như vậy, là cổ công A, à, thực sự khó có thể tưởng tượng, nàng sững sờ một hồi nói, thật giả nha. Nguyễn Thu Nguyệt quay đầu nhìn nàng, sự tình đều là thật, nhưng người ta dịp thu văn những cái này mau bệnh là thật hay giả, vậy ta liền không ngờ, ta cũng không dám nói lung tung, phản nàng chính là mau bệnh nhiều. Nguyễn Kiết nháy mắt nhìn về phía Nguyễn Khê, Nguyễn Khê chậm rãi nói, sẽ khóc hài tử có sữa ăn, mà lại Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh ở trên người nàng tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng tâm tư, trả giá càng nhiều tình cảm liền càng sâu, chịu sẽ không để cho nàng thụ ủy khuất. Trong nhà những hài tử khác cũng đều không có ý kiến, đều không cùng với nàng tranh, vậy thì càng thêm quen thuộc thành tự nhiên, thành theo lý thường nhưng nguyễn thu nguyệt nghe xong một chút đầu đại tỷ ta cảm thấy ngươi nói đúng nguyễn khê nghe được nàng hô đại tỷ liền không nhịn được cười lại nàng vậy ngươi đối cha mẹ ngươi là thái độ gì nguyễn thu nguyệt nhưng nhìn thoáng được không có thái độ gì a à, phản bọn hắn cũng không thích ta ta có thế đối bọn hắn có thái độ gì lại nói câu tổn thương ngươi tâm sao ngươi ta vừa vặn rất tốt nhiều ngươi hẳn là hận bọn hắn a à. nguyễn khê thở dài ta cùng ngươi không sai biệt lắm ta cũng không có gì cái gọi là bọn hắn nhiều như vậy hài tử nhiều ta một cái thiếu ta một cái cũng không đáng kể mà lại bọn hắn chịu không trông cậy vào ta cái gì ta phí kia lực hận bọn hắn làm gì nguyễn thu nguyệt nhìn xem nguyễn khê cười một chút vậy liền đúng khó trách ta cùng ngươi hợp ý nguyên lai like chúng ta là đồng bệnh tương liên ba người trò chuyện nói chuyện tại trong đại viện đi một vòng cũng liền đi về nhà cốt lần lượt đi rửa mặt sau đó trở lại riêng phần mình gian phòng nằm xuống đi ngủ khóa trái cửa phòng nằm ở trên giường nguyễn khê cùng nguyễn khiết nói thấy được chưa liền xem như nuôi dưỡng ở bên người cũng chưa chắc trôi qua hạnh phúc nên bị xem nhẹ vẫn là sẽ bị coi nhẹ ngươi suy nghĩ một chút bên người mấy cái này đã không chú ý được đến bọn hắn như thế nào lại lại phân ra tâm tư cho thân ở nông thôn ta ta cảm thấy nguyễn thu nguyệt còn không bằng ta đây ta tốt xấu còn có da da nải nải đau còn có ngũ thúc che chở còn có ngươi cô muội muội này nguyễn thu nguyệt có cái gì bị xem nhẹ cũng coi như còn bị Nguyễn Thu Dương khi dễ, Nguyễn Kiếp thở dài, nói như vậy giống như cũng thế, Nguyễn Khê, đủ thường nhạt đi. Chương 50, xấu hổ chết, phía bắc gian phòng bên trong, nặng nề trong bóng đêm, Nguyễn Thu Dương cùng Nguyễn Thu Nguyệt song song nằm ở trên giường đi ngủ, ngay từ đầu hai người bình an vô sự, ai cũng không để ý tới ai, nằm xuống bối bối, đều đem chính đang không khí, nhưng nằm nghiêng ngủ một lát, Nguyễn Thu Dương bỗng nhiên nằm thẳng thân thể lớn chữ trải rộng ra, đặt xuống mở cánh tay cùng chân cố ý đụng phải nguyễn thu nguyệt nguyễn thu nguyệt không nghĩ đụng phải nàng liền chuyển lấy thân thể ra bên ngoài tránh ra một kết quả nàng vừa tránh ra nguyễn thu dương cũng xê dịch thân thể lại chen đến bên cạnh nàng dạng này chen mấy lần trực tiếp đem nguyễn thu nguyệt chen đến bên trên giường nguyễn thu nguyệt hấp khí nhịn một hồi thực sự không có thể chịu ở chợt chen chân vào đạp nguyễn thu dương một chân nguyễn thu dương vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng đạp ai nha một tiếng kêu mắng nàng, nha đầu chết tiệt kia muốn chết a. À? Dài tính tình đúng không?" Nguyễn Thu Nguyệt nén giận hỏi nàng, rốt cuộc muốn ngủ bao lớn địa phương. Nguyễn Thu Dương lại cố ý hướng nàng bên này chen một điểm, trực tiếp đem Nguyễn Thu Nguyệt chen lớn nửa người huyền không. Nàng nói, "Ta muốn ngủ bao lớn địa phương liền ngủ bao lớn địa phương, không phải mới vừa biết cái đồ nhà quê đại tỷ sao, không vui lòng đi ngủ nàng nơi đó a, à? chớ cùng ta ngủ a." À? Gian phòng của nàng ánh sáng mặt trời, ngủ dậy đến thoải mái hơn hôm nay nàng bị Nguyễn Khê khi dễ, Nguyễn Thu Nguyệt không ít cười trên nỗi đau của người khác, Nguyễn Thu Nguyệt đã nhanh bị nàng dồn xuống giường, không có cùng với nàng nói nhảm, thế là lại đưa chân đạp nàng một chút, Nguyễn Thu Dương bị nàng đạp hỏa khí ứa ra, lần này phản chân liền đạp trở về, nàng đặt chân trọng Nguyễn Thu Nguyệt lại bị chen lấn không có địa phương, trực tiếp liền bị nàng cho đạp trên mặt đất đi, banh động một thanh âm vang lên, truyền đến sát vách Nguyễn Khê trong phòng. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết đã chuẩn bị đi ngủ, chính là vừa muốn ngủ đợi nguyễn khê bị thanh âm này cả kinh bổng dưng mở to mắt vô ý thức vĩnh tay tới nguyễn khiết cũng là vừa muốn ngủ bị bừng tỉnh nàng lần thứ nhất ngủ loại này nhà lầu còn không phải rất thích ứng thế là khẩn trương ôm chặt lấy nguyễn khê cánh tay hỏi nàng làm sao rồi là phòng ở muốn sập sao nhưng nàng mới vừa nói xong liền nghe sát vách nguyễn thu nguyệt cùng nguyễn thu dương đánh lên nguyễn khê nói sát vách đánh nhau nguyễn khiết nghe thanh âm nguyễn thu dương cùng thu nguyệt nguyễn khê khẳng định là thu nguyệt hôm nay theo chúng ta đi phải gần nhìn nguyễn thu dương bị bắt nạt khóc lại cười trên nỗi đau của người khác nguyễn thu dương một ngày này nghẹn khí không có địa phương phát tiết cho nên thừa dịp không có những người khác phát tại thu nguyệt trên thân nàng bình liền yêu khi dễ thu nguyệt không có khả năng cùng nàng an an ổn ổn ngủ ngủ chung nàng một bên nói một bên lôi ra tấm thảm rời giường nguyễn khiết cũng liền bận rộn đi theo nàng thân nguyễn khê nhanh lấy bước chân mở cửa phòng ra ngoài đi đến căn phòng cách vách đưa tay mở ra lại kéo đèn sáng chỉ thấy nguyễn thu dương cùng nguyễn thu nguyệt một cái quỳ gối trên giường một cái đứng tại trước giường hai người chính lẫn nhau hao tóc đâu nguyễn khê không nhiều do dự đi lên một cái nắm chặt nguyễn thu dương tóc gọi nàng buông tay nguyễn thu dương ai nha một tiếng hét thảm nháy mắt liền buông tay buông ra nguyễn thu nguyệt nhưng nàng lại mắng nguyễn khê nhà quê muốn chết a à. ta cùng nguyễn thu nguyệt đánh nhau thí sự ít tại cái này cho ta xen vào việc của người khác, căn bản không tính cái này người trong nhà, tốt nhất là thành thật một chút. Nguyễn Khê lười nhắc cùng với nàng nói nhảm, nàng sau Nguyễn Thu Dương lớn 4 tuổi, mang theo hình cùng thể lực bên trên nắm nàng đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nàng dắt lấy Nguyễn Thu Dương tóc không buông tay, đem nàng kéo xuống giường lại ra bên ngoài kéo, nhưng nàng ngay tại Nguyễn Thu Dương quỷ hô quỷ kêu âm thanh bên trong đem Nguyễn Thu Dương kéo tới Diệp Thu Văn bên ngoài gian phòng, đưa tay gõ hai lần cửa, chờ dịp thu văn mở cửa phòng nàng trực tiếp đem nguyễn thu dương đi đến bịt lại từ hôm nay trở đi nàng cùng ngủ dịp thu văn nháy mắt sửng sốt cái nhà này bên trong cho tới bây giờ không ai an bài như vậy qua nàng nguyễn khê cũng mặc kệ nàng là cái gì tình biểu lộ nhìn xem nàng nói tiếp không phải nhất hiểu chuyện hào phóng nhất thông tình đạt lý sao nhìn đoán không ra hai nàng không giao đắt như vậy sao không phải một người ngủ một gian phòng cùng người khác một gian ngủ không được thật sao vậy liền từ bây giờ muộn bắt đầu đi thích ứng không phải lấy kết hôn không phân phòng nhưng không nói rõ ràng nói xong nàng vẫn mặc kệ dịp thu văn là cái gì sắc mặt biểu lộ xoay người xong nguyễn thu nguyệt nháy mắt bận bịu kéo lên nguyễn khiết về phòng của mình bên trong đi phòng tiện tay đem cửa khóa trái cùng nguyễn khiết đứng tại cạnh cửa không nhúc nhích nguyễn thu nguyệt ngược lại là cùng nguyễn khê có ăn ý cũng liền bận bịu chạy về phòng của mình trở tay liền giữ cửa cho khóa lại nguyễn thu dương tự nhiên sẽ không đi đoạt dịp thu văn gian phòng cho dù là nguyễn khê đem nàng lấp đầy nàng biết mình cùng nguyễn khê náo không chiếm được lợi lộc gì tự nhiên vẫn là đi tìm nguyễn thu nguyệt tại nguyễn thu nguyệt ngoài cửa phòng liều mạng gõ cửa nguyễn thu nguyệt ở bên trong không ra nàng liền lại đập lại đá lại mắng động tỉnh nháy mắt huyên náo lớn dưới lầu nghỉ không nghe thấy cũng không được nguyễn trường phú cùng phùng tú anh là sắp điên từ chạng vạn tối đến bây giờ cái này đều náo bao nhiêu trận, đến cùng còn có để hay không cho người sống yên ổn. Nguyễn Trường Phú mặt đen lên lên lầu, Phùng Tú Anh cũng trầm mặt đi theo trên mặt tới. Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm là con mèo đêm, hai người cũng còn không ngủ. Nghe được động tĩnh đợi, Nguyễn Hồng Quân một cái cá chết xoay người từ trên giường nhảy dựng lên, vĩnh tai nói, nếu như ta không có đoán sai, trên lầu đang đánh nhau. Hắn vừa nói xong cũng nghe được Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh mở cửa phòng lại lên lầu bậc thang thanh âm. Nguyễn Hồng Quân cơm nước xong xuôi đến bây giờ một mực đè ép bên trong bát quái chi hỏa, không biết Nguyễn Khê cùng Nguyễn Thu Dương ở giữa là chuyện gì xảy ra, hỏi cũng không ai nói cho hắn. Hiện tại có náo nhiệt nhìn, hắn hỏa tốc mở cửa đuổi kịp lâu đi, lên trên lầu, chỉ thấy Nguyễn Thu Dương đang đứng tại phía bắc ngoài cửa phòng phá cửa đâu, tóc rối bời giống như là bị chó gặm qua, quần áo trên người cũng có xé rách qua vết tích, mà Diệp Thu Văn đứng tại gian phòng của mình cổng. Nguyễn Trường Phú nhìn thấy Nguyễn Thu Dương dạng này, khí không đến một chỗ đến, cởi trên chân dép lê đã sắp qua đi quất nàng. Nguyễn Thu Dương bị dọa đến thét lên, vọc một chút chạy đến Diệp Thu Văn thân trốn tránh. Nàng trốn ở Diệp Thu Văn thân hướng về phía Nguyễn Trường Phú hô, lại muốn đánh ta. Là Nguyễn Khê, là Nguyễn Khê hao tóc ta đem ta từ trong phòng đẩy ra ngoài. Nàng để ta từ hôm nay trở đi cùng đại tỷ ngủ. Nguyễn Thu Nguyệt đem cửa phòng khóa trái. Không để ta, Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh chính là sắp điên, trong đầu thần kinh rút gấp thình thịt đau. Nguyễn Trường Phú nhịn xuống tính tình, đem dép lê ném đến mặt vào, đi đến Nguyễn Thu Nguyệt ngoài cửa gõ cửa, mở miệng nói, Thu Nguyệt, nhanh lên đem cửa mở ra, để tứ tỷ đi ngủ. Gian phòng bên trong một lát không có động tĩnh, nhưng chợt truyền ra Nguyễn Thu Nguyệt tiếng khóc, nàng một bên khóc một bên nói, là tứ tỷ không để ta ngủ đem ta từ trên giường đá xuống đến, ta đầu gối đều quảng phá, là đại tỷ giận mới đến giúp ta. Ta không dám mở cửa, nàng khẳng định vẫn là sẽ đánh ta, nàng nếu không muốn ngủ gian phòng của ta, nàng lại một mực cùng thu văn tỷ muốn tốt, để nàng cùng thu văn tỷ ngủ không được sao, thu văn tỷ như vậy thích tứ tỷ, cái gì đều chiếu cố nàng, khẳng định là sẽ không cự tuyệt, không tin hỏi thu văn tỷ. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Kiết Phòng liền đứng tại đứng tại cạnh cửa bên trên, không có hướng trên giường đi nghe được Nguyễn Thu Nguyệt khóc đến thảm hề hề, cũng nói đoạn văn này, Nguyễn Khê nhấp lấy khóe miệng, trên khóe miệng tất cả đều là cười. Nguyễn Trường Phú đứng tại Nguyễn Thu Nguyệt ngoài cửa tình thế khó xử, nếu là Bình có tinh lực cũng coi như, hắn cái này trên đường vừa đi vừa về mệt mỏi hơn 10 ngày vừa tới nhà, trời còn phải sáng sớm đi đơn vị đi làm, không có nhiều như vậy tinh lực quản cái này sự tình, dạng này náo xuống dưới, không biết đêm nay còn có thể hay không đi ngủ, không có cách nào, hắn xác thực chỉ có thể xin giúp đỡ hiểu chuyện hào phóng dịp thu văn hài tử khác đều náo nhất là hôm nay một cái sau một cái trục đánh đều chưa chắc có hiệu quả chẳng lẽ muốn nháo đến nửa đêm thế là hắn đành phải nhìn xem dịp thu văn nói thu văn ba ba mụ mụ cũng thực sự là quá mệt mỏi giày vò bất động liền để thu dương ở nơi đó chịu đựng ở một đêm có được hay không trời chờ sự tình qua đi để thu dương ngủ trở về chính là Nguyễn Trường Phú đều như thế khó xử mở miệng năng nỉ nàng. Diệp Thu Văn có thế giống Nguyễn Khê Nguyễn Thu Nguyệt dạng này không hiểu chuyện khóc trống nói không được sao, nàng không thể. Nàng nhếch nhếch miệng gật đầu nói, cha mẹ, nhóm đều mệt mỏi như vậy, nhanh đi nghỉ ngơi đi, Thu Dương liền giao cho ta, ta trời liền nghỉ ngơi qua, ban đêm thiếu nghỉ ngơi một hồi cũng không có việc gì, ngày trời còn muốn đi làm, sớm nghỉ ngơi một chút. Nguyễn Trường Phú bên trong dễ chịu, sắc mặt cũng đẹp mắt, theo lớn tiếng nói, nhóm từng bước từng bước đều tốt cùng nhóm đại tỷ học một ít từng cái không có không có lá gan vì cái rắm lớn một chút sự tình không phải khóc chính là náo khuyên náo cả nhà không được an bình có biết hay không nhóm cha mẹ có bao nhiêu mệt mỏi nhóm đại tỷ không thể cùng người ngủ một phòng vẫn là nguyện ý để thu dương cùng với nàng ngủ một đêm đây là cái gì tinh thần nhóm từng bước từng bước đều cho ta thật tốt học lời này không phải nói cho nguyễn thu dương một người nghe mà là trên lầu tất cả nữ hoa tử. Nguyễn Thu Dương ở bên cạnh nói, nhà chúng ta liền đại tỷ tốt nhất, Nguyễn Trường Phú Trừng Nàng, có nàng một nửa, cũng không thể một đêm náo nhiều lần như vậy, Nguyễn Thu Dương không phục, kia là ta náo sao? Là Nguyễn Khê. Nhìn nàng không đến đợi, trong nhà náo qua sao, Nguyễn Trường Phú lại nàng một chút, ngậm miệng, tranh thủ thời gian đi ngủ đi, nói xong hắn không có đứng, quay người xuống lầu chuẩn bị đi ngủ, kết quả hắn vừa xoay người một cái, liền thấy nguyễn hồng quân cà lơ phất phơ đứng tại đầu hắn hắn lông mày lại dựng lên tới làm gì không có chuyện làm đúng không nguyễn hồng quân nhất là sợ hắn quay người vung ra chân một bước ba cái bậc thang giống như con khỉ nhảy lên về gian phòng của mình đến gian phòng cửa nhảy lên giường nằm xuống thở phào một hơi nói may mà ta chạy nhanh không phải phải gặp ương dịp phàm tại bên cạnh hắn tựa ở trên gối đầu đọc sách kia còn đi tham gia náo nhiệt nguyễn hồng quân không thấy được đặc sắc bộ phận, đi lên đợi đã ngưng chiến, đáng tiếc đáng tiếc, Diệp Phàm, Nguyễn Hồng Quân không chịu ngồi yên lời nói, lại tiếp tục nói, ta cùng nói, ta cái này nông thôn đến tỷ tỷ, tuyệt lợi hại, nhìn nàng dáng dấp cái dạng kia, không chỉ có xinh đẹp còn một thân linh khí, con mắt giống như biết nói chuyện, kết quả tính cách thế mà bốc lửa như vậy, không nghĩ tới a à không nghĩ tới, lấy có trò hay nhìn đi, có người thu thập Nguyễn Thu Dương đại tỷ tại nhà ta địa vị cũng phải dao động đi dịp phàm không hứng thú nhàm chán nguyễn hồng quân lệch nói tiếp nói nếu là đánh lên ta khẳng định giúp ta nông thôn đại tỷ ta thích nàng cái này tính tình hỏa bạo khó chịu liền làm ta không thích đại tỷ nàng tổng cho ta một loại chính là dừng lại nghỉ nửa ngày chính là quá tốt cho nên rất giả dối biết hay không biết hay không loại cảm giác này mà lại nàng giống như cái gì đều không thèm để ý đặc biệt hiểu chuyện sẽ đến sự tình nhưng là trong nhà đồ tốt đều là nàng ta đầu óc đừng nghĩ không dịp phàm đúng vậy không có hứng thú gì quản hắn đồ trong nhà đều là ai cùng hắn không hắn thu về sách phóng tới cạnh đầu giường bàn làm việc bên trên kéo đèn bàn nằm xuống nói tranh thủ thời gian ngủ đi trời còn muốn đi học đâu nguyễn hồng quân cũng nằm xuống đi học đi học đi học không hiểu rõ làm sao như thế thích học đi học có làm được cái gì dù sao cha lấy có thể cho ta thu xếp đến trong bộ đội đi, hỗn cái bằng tốt nghiệp là được, Diệp Phàm không nói chuyện, chợp mắt đi ngủ đi. Trên lầu, Diệp Thu Văn mang Nguyễn Thu Dương gian phòng, còn cầm lực giúp nàng chải chải tóc, Nguyễn Thu Dương nhìn xem Diệp Thu Văn giường cũng không dám bên trên, Ê A lấy hỏi, đại tỷ, ta có thể ngủ sao? Diệp Thu Văn gật đầu nói, ngủ đi, trời thu nguyệt hết giận, liền tốt, Nguyễn Thu Dương do dự nửa ngày mới lên giường, nhưng nàng cùng Diệp Thu Văn nói, Nguyễn Thu Nguyệt chính là ăn cây táo rào cây sung đồ vật, từ nhỏ cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, kết quả Nguyễn Khê các nàng vừa đến, nàng lập tức liền làm phản. Nàng tám thành chính là cảm thấy Nguyễn Khê có thể cho nàng chỗ dựa, cho nên mới dám dạng này, chờ xem, chờ cha mẹ không có nhịn, nhìn Nguyễn Khê còn thế nào phách lối. Diệp Thu Văn nhẹ nhàng hút khẩu khí, đừng làm rộn là được, cha mẹ không thích nhất làm ầm ĩ tiểu hài. Nguyễn Thu Dương ứng thanh, ta lần này ghi nhớ lấy mặt kệ xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ nhìn xuống tính cách. Diệp Thu Văn đưa tay kéo đèn, ừm, tranh thủ thời gian ngủ đi. Gian phòng cách vách bên trong, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết nằm dài trên giường, thấp giọng cười một trận. Nguyễn Khiết nói, Thu Nguyệt mới vừa rồi cùng Nguyễn Thu Dương đánh thành như thế đều không có khóc, cho nên mới là trang A. Nguyễn Khê gật gật đầu, đầu gối cũng không có quảng phá. Nguyễn Khiết hiếu kỳ, Diệp Thu Văn hiện tại không biết là cái gì tình. Nguyễn Khê nói, Vừa bị Nguyễn Trường Phú khen ngợi dừng lại, lại một lần dùng hành động bắt được Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh, hẳn là rất hưng đi. Nàng càng như vậy hiểu chuyện phải gọi người đau, mà lại cố ý cường điệu nàng tại hy sinh chính mình, Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh liền càng sẽ không để cho nàng thụ nhiều ủy khuất, sẽ tại trong sinh hoạt địa phương khác liều mạng tiếp tế nàng. Hiểu chuyện nguyện ý trả giá người, là sẽ không làm chút chuyện liền cường điệu mình hy sinh cái gì. Diệp Thu Văn là làm một chút việc muốn từ trong lời nói khoa trương ra mười phần hiểu chuyện cùng trả giá tới. Nàng vừa rồi cường điệu phải như vậy hiển, nói nàng trời ở nhà nghỉ ngơi qua, ban đêm thiếu ngủ một hồi cũng không có gì. Khi Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh tự nhiên cảm thấy nàng hiểu chuyện đồng thời bị ủy khuất, hy sinh giấc ngủ của mình. Nguyễn Kiếp nghĩ nghĩ nói, nàng mắc thật nhiều a, à, Nguyễn Khê, cho nên nàng trôi qua tốt, những đứa trẻ khác đều là không có cơ, nên bị bị nên nhốn nháo, trêu đến đại nhân đau đầu, không đem đại nhân tức giận đến cắn răng, thậm chí đều muốn đánh chết bọn hắn, nhưng đứa nhỏ này bên trong, liền có như vậy một cái khắp nơi gọi người thư thuận ý, ai có thể không thương, cái này người A, có đợi chính là như vậy, càng long không biết hòa thân tham nha, nhưng hòa thân để hắn hưng A, từ trạng vạn tối tốt đến bây giờ, tất cả nháo kịch cuối cùng ở trong màn đêm lắng động xuống, Nguyễn Khiếp ôm lấy Nguyễn Khê cánh tay ngủ, ngủ được cũng không phải là rất an tâm. Hai người đều có sáng sớm thói quen, cho nên cho dù ở đây không có việc gì vẫn là sớm liền thức dậy mà trong nhà những người khác phùng tú anh muốn dậy làm điểm tâm nguyễn trường phú muốn đi đi làm còn lại mấy đứa bé toàn bộ đều muốn đi đi học tự nhiên cũng đều sớm liền thức dậy rửa mặt xong cùng một chỗ đến phòng ăn ăn cơm sáng nay bàn cơm phía trên bầu không khí muốn so tối hôm qua tốt một nguyễn trường phú trước nhìn xem nguyễn khê nguyễn khiết nói cũng không có việc gì nhóm hai cái làm sao không ngủ thêm một lát trên đường dày vò nhiều ngày như vậy, không mệt mỏi sao, Nguyễn Khê lắc đầu, quen thuộc, ngủ không được, Nguyễn Trường Phú Ân một tiếng còn nói, nhóm hộ khẩu cùng học tịch không biết bao lâu mới có thể làm xuống tới, ta dự định rút ở giữa đi trường học hỏi một chút, nếu không nhìn xem để nhóm đi trước trường học dự thính. Nhóm muốn học cái nào niên cấp tri thức, liền đi đó cái niên cấp phòng học, ngồi tại mặt đường lên tiếng là được, thế nào, Nguyễn Khê gật gật đầu, có thể, Nguyễn Trường Phú nghĩ nghĩ còn nói, còn có nhóm tiểu học không có đọc xong ta sợ nhóm hiện tại trực tiếp bên trên lần đầu tiên sẽ theo không kịp mà lại học kỳ này đều nhanh kết thúc sơ trung nhập môn tri thức nhóm cũng không có học được ta nghĩ đến nếu không nhóm liền dự thính nửa năm mỗi năm sơ cùng tân sinh cùng tiến lên lần đầu tiên thế nào nguyễn khê cũng muốn nghĩ cái kia có thể sơ trung bên trong đều chào hỏi sao nguyễn trường phú ngoài ý muốn nhóm còn muốn đi sơ trung bên trong dự thính nguyễn thu dương phốc là chết cười tiểu học đều không có đọc xong liền nghĩ sơ trung bên trong còn tốt ý ngoài miệng nói ra dịp thu văn ở bên cạnh nhẹ nhàng đụng nàng một chút nàng lập tức đem cười dừng nguyễn trường phú không quản thêm nàng tiếp tục cùng nguyễn khê nói có thể là có thể nhưng là nhóm nghe hiểu được sao cái khác cũng không có vấn đề gì điều kiện chỉ có một cái nhóm lên lớp đợi không thể nghịch ngợm gây sự nguyễn khê nói chúng ta sẽ không nguyễn trường phú nhìn nàng một lát gật gật đầu được thôi ta dành thời gian đi lên tiếng chào hỏi, an bài tốt cùng nhóm nói. Nhóm muốn học cái nào niên cấp mình thu xếp mình đi, ta liền không nhiều nồng, Nguyễn Khê, tạ ơn ngài, những lời này là thực lòng, Nguyễn Trường Phú nghe được, bên trong cũng lộ vẻ xúc động một chút, hắn nhìn xem Nguyễn Khê ánh mắt vô ý thức mềm, ăn cơm đi, nói hai câu hắn lại đem lực chú ý đặt ở trong nhà mặt trời trên thân, hỏi dịp thu văn, thu văn. Tối hôm qua Thu Dương tại gian phòng cùng một chỗ ngủ, ngủ không có nếu như không có, có thể cùng trường học xin phép nghỉ một ngày, ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Thu Văn hé miệng vừa muốn nói chuyện, thanh âm còn chưa có đi ra, Nguyễn Thu Dương chợt mang theo giọng mũi lên tiếng nói, đại tỷ nàng rất sớm đã ngủ, gọi đều gọi bất tỉnh, căn bản không cần nghỉ ngơi, ngược lại là ta khẩn trương lại không được tự nhiên, một đêm đều không ngủ, vây chết ta. Diệp Thu Văn mặt nháy mắt đỏ thấu, nàng tối hôm qua là tại xác định Nguyễn Thu Dương ngủ nên mới ngủ, Ai biết Nguyễn Thu Dương căn bản không có ngủ, không có ngủ cũng coi như, thế mà còn tại dưới loại trường hợp này nói ra, đây là muốn hố chết nàng nha. Nguyễn Thu Dương chính là heo đi. Quả nhiên trên mặt bàn tất cả mọi người nháy mắt đều nhìn về nàng, Nguyễn Hồng Quân nháy mắt lên tiếng nói, "Đại tỷ, không phải nói cùng người ngủ một gian phòng ngủ không yên sao? Nguyên lai like vẫn luôn đang gạt chúng ta nha." Diệp Thu Văn e a một chút, kiếm cớ, "Ta hôm qua quá mệt mỏi." Nguyễn Thu Nguyệt đầy mắt thuần rực rỡ nhưng Thu Văn Tỷ tối hôm qua không phải cùng cha mẹ nói, trời nghỉ ngơi qua, ban đêm thiếu nghỉ ngơi một hồi cũng không có việc gì nha, làm sao trời nghỉ ngơi qua, ban đêm sẽ còn mệt mỏi đâu, dịp Thu Văn, nàng liền lông mày cuối làn da đều đỏ lên, Nguyễn Hồng Quân chính là cái hai thằng ngốc, dùng đũa chỉ vào dịp Thu Văn nói, đại tỷ, thản từ rộng kháng cự sẽ nghiêm trị. Nhanh lên thành thật khai báo, có phải là một mực đang gạt chúng ta, căn bản liền sẽ không ngủ không yên mắt thấy trên mặt bàn bầu không khí muốn xấu hổ tới cực điểm, Diệp Thu Văn mặt đã đỏ đến nhanh nhỏ máu, Nguyễn Thu Dương cái này cũng ý thức được mình vừa rồi nói cái gì, nàng là bởi vì quá khốn đầu óc quá bất tỉnh, thế là nàng bận biệu còn nói, ta nói sai, đại tỷ tối hôm qua không ngủ. Không ngủ, Nguyễn Hồng Quân lại dùng đũa chỉ hướng nàng, Nguyễn Thu Dương, ta còn không hiểu rõ, ta một chút liền có thể nhìn ra, đang nói láo, thân yêu đồng chí nhưng biết nói láo là phi thường không tốt phẩm chất cuối cùng rồi sẽ sẽ hủy cả đời nguyễn trường phú phiền chết rồi đưa tay một bàn tay hô tại đầu hắn bên trên nguyễn hồng quân không dám lãi nhãi nháy mắt cúi đầu xuống uống một hớp lớn cháo đem mặt đều chống lên tới nguyễn trường phú nói ăn cơm cơm nước xong xuôi tất cả cút đi học dịp thu văn đỏ mặt cúi đầu một lát chậm rãi buông xuống đôi đũa trong tay thanh âm nhỏ đến như con mũi một loại cha mẹ ta ăn no ta lên trước học Nói xong nàng không đợi Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh nói chuyện, đứng dậy phá tan ghế liền ra ngoài. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết xem một chút, nàng thay người lúng túng mau bệnh lại phạm, thế là trùng điệp thanh hạ cuốn họng. Chương 51, dễ chịu, ăn xong điểm tâm, trừ Phùng Tú Anh cùng Nguyễn Khê Nguyễn Khiết, người nhà lục tục ngo ngoe đều đi ra ngoài đi, Nguyễn Trường Phú đi làm, cái khác đều đi học, lên tiểu học sơ trung cao trung muốn ra đại viện, Nguyễn Hồng Binh bên trên nhà trẻ thì ngay tại đại viện nguyễn khê nguyễn khiết tạm thời không học có thể lên lại không có chuyện gì khác nhưng liền ở tại nhà cả buổi trưa phùng tú anh đều là bận bận rộn rộn một hồi cũng không có nhàn rỗi nàng trước tiên ở nhà lầu trên lầu dưới làm vệ sinh phơi ga giường tấm đệm tấm thảm rửa sạch người cả nhà quần áo lại đi ra ngoài mua thức ăn bận bịu xuống tới kém nhiều cũng nhanh đến giữa trưa nguyễn khê cùng nguyễn khiết quần áo nhưng không muốn nàng đến tẩy gian phòng cũng không muốn nàng thu thập hai nàng tẩy xong mình quần áo cũng treo phơi lên cũng không cùng Phùng Tú Anh đi ra cửa mua thức ăn, trực tiếp trên lầu gian phòng nghỉ ngơi đi, lên lầu tiếng gian phòng đóng cửa ngồi xuống, có thể nói thì thầm, Nguyễn Kiếp nắm lấy Nguyễn Khê tay nói, trời ạ, à, nói cùng người một cái phòng ngủ cảm giác thế mà là gạt người, vừa thật là xấu hổ chết rồi, nếu là ta, thật muốn tìm cái lỗ để chui vào được rồi, cả một đời ra tới, Nguyễn Khê cười, nhìn thấy Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh sắc mặt không có. Chết cười ta, Nguyễn Kiếp nhếch nhếch miệng có ý tốt nói, ta ai cũng không dám nhìn, giống như lúng túng là ta đồng dạng. Nguyễn Khê thở vào, tốt, Nguyễn Thu Dương có hy vọng cùng dịp thu văn ngụ cùng chỗ. Nguyễn Khiết hơi suy nghĩ một chút, bạn nhất nàng đáp ứng chứ, náo. Nguyễn Khê cười nói, khi nàng nhân thiết là càng thêm sụp đổ rồi, Nguyễn Khiết lại nghĩ nghĩ, giống như cũng đúng nha. Bên trên buổi trưa tương đối ngắn, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết tại gian phòng nói một hồi lời nói lại nghỉ ngơi một hồi, rất nhanh cũng liền đến giữa trưa tại phùng tú anh nhanh làm tốt cơm thời điểm nhà hài tử từng cái đeo bọc sách tới người vừa đến lúc đầu an tỉnh phòng ở chậm rãi liền trở nên ồn ào lên nhất là nguyễn hồng quân cầm hắn đầu gỗ tay thương đến chỗ nào đều là một trận biu 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 nguyễn khê nguyễn khiết tại gian phòng không có xuống dưới lâu sau nghe được nguyễn hồng quân thanh âm to hô một câu thân yêu nhị tỷ đường tỷ lão hán nhi đến rồi nhóm nhanh đi xuống ăn cơm đi lão hán nhi lại chính là cha của bọn hắn nguyễn trường phú nguyễn khê cùng nguyễn khiếp nghe tiếng xuống dưới đến phòng ăn đi ăn cơm trưa phùng tú anh ngay tại phòng bếp xới cơm diệp phàm đang giúp đỡ bưng bát phóng tới bàn ăn bên trên nguyễn thu nguyệt thì tại cầm đũa hướng trên mặt bàn bày mà nguyễn hồng quân cùng nguyễn thu dương đã đi theo nguyễn trường phú ngồi xuống còn lại diệp thu văn không đến nguyễn trường phú nhìn nguyễn thu dương hỏi đại tỷ đâu nguyễn thu dương hắn giọng nhỏ giọng nói nàng nói nàng giữa trưa lớp có việc đến nguyễn hồng quân ở bên cạnh cười đùa nói ai nha buổi sáng để nàng như vậy thật mất mặt nàng thế mà vẫn để ý nha nguyễn thu dương trực tiếp lường hắn một cái không có việc gì ít nói chuyện sẽ chết thật sao suốt ngày chích chích qua oa chích chích qua oa dông dài cảm thấy mình rất ồn ào sao nguyễn hồng quân chịu phục kỹ xảo có thể nhất làm ầm ĩ gây xong cái này gây cái kia còn có mặt mũi nói ta nhao nhao mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên nguyễn trường phú đập bàn một cái nguyễn thu dương nháy mắt ngậm miệng Nguyễn Trường Phú nhìn xem Nguyễn Hồng Quân cùng Nguyễn Thu Dương, muốn ăn đều cút ra ngoài cho lão tử. Nguyễn Hồng Quân le lưỡi nói chuyện, Nguyễn Thu Dương trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng cũng dám nói chuyện. Phùng Tú Anh tại bên bàn ngồi xuống, nhóm hai cái đều nói ít đi. Hai người bọn họ nói chuyện, bàn ăn bên trên nhưng cũng liền yên tĩnh trở lại. Cơm nước xong xuôi cách bàn ăn, người một nhà các bận bịu các. Nguyễn Trường Phú buổi trưa hôm nay có thời gian, liền dự định ở nhà hơi nghỉ ngơi một hồi hắn tiến gian phòng nằm xuống còn chưa ngủ liền thấy phùng tú anh thu thập xong phòng bếp cũng tiến vào hắn không có ngủ tâm tư chống đỡ thân thể ngồi dậy chút tựa ở đầu giường nhìn xem phùng tú anh nói nói thu văn nàng đúng đúng thật một mực đang gạt chúng ta nàng căn bản cũng không có cùng ai cùng một chỗ ngủ ngủ mau bệnh phùng tú anh ở bên cạnh đi xuống nhẹ nhàng hút khẩu khí buổi sáng tại trên bàn cơm nàng cái kia đỏ mặt không nhìn thấy sao bánh bao chỉ ăn nửa cái liền đi Giữa trưa cũng tới ăn cơm, cảm thấy thế nào? Nguyễn Trường Phú thật dài tê khẩu khí, nàng muốn ngủ một mình một gian phòng cứ việc nói thẳng tốt, chúng ta cũng sẽ nói đáp ứng, làm gì vung cái này láo đâu, gọi Thu Dương cho ở trước mặt mọi người nói ra, nhiều khó khăn có thể a." À? Phùng Tú Anh nói tiếp, "là rất khó khăn có thể." Nói xong nàng lại hỏi Nguyễn Trường Phú, "hiện tại nói như thế nào đây?" Là để Thu Dương cùng với nàng ngủ, vẫn là để Thu Dương tiếp tục đi cùng Thu Nguyệt ngủ? Khác sợ ta liền sợ hai nàng náo, Thu Nguyệt tựa như là nhìn Tiểu Khê đến, cũng bắt đầu làm ầm ĩ. Nguyễn Khê không có tới thời điểm, không nhìn cái này nhóc con náo cái gì, nàng so Nguyễn Thu Dương bàn nhỏ tuổi, bình thường sẽ cùng Nguyễn Thu Dương đối nghịch, hiện tại cũng lợi hại lên, một chuyện liền huyên náo kêu cha gọi mẹ, còn đánh nhau hao tóc, Nguyễn Trường Phú nghĩ nghĩ, đã Thu Văn có thể cùng người khác ngủ một gian, không có ngủ mau bệnh, vậy liền để Thu Dương cùng nàng ngủ ngon, nàng là đến cùng Thu Dương muốn tốt sao, mà lại thu dương vốn là muốn ngủ dương gian phòng hiện tại lại cùng thu nguyệt dạng này đối phó dứt khoát trực tiếp đem hai nàng tách ra miễn cho lúc nào cũng gà bay chó chạy phùng tú anh nghĩ nghĩ cũng được thu văn hẳn là có thế bạch nàng đến nhất hiểu chuyện cũng là chúng ta muốn để nàng một người ngủ một gian phòng thực sự là hiện tại tình huống này cho phép chỉ có thể ủy khuất nàng một chút nguyễn trường phú ân một tiếng cứ làm như thế đi nguyễn khê cùng nguyễn kiết buổi sáng nghỉ ngơi giữa trưa cũng liền không có ngủ tiếp ngủ trưa nguyễn thu nguyệt cho tới bây giờ đều không có ngủ ngủ trưa thói quen cơm nước xong xuôi liền tới tìm nguyễn khê cùng nguyễn khiết chơi hiện tại nàng xem như ở nhà tìm tới mình tổ chức cảm giác nói chuyện đều trở nên có lực lượng tâm tình cũng tương đối tốt ở tại nhà không có việc gì nguyễn khê cùng nguyễn khiết muốn đi mua đồ liền dẫn nguyễn thu nguyệt cùng đi lúc xuống lầu nguyễn thu nguyệt hỏi các nàng đến hỏi ma ma đòi tiền sao nguyễn khê lắc lắc đầu nói dùng chúng ta mình có tiền nguyễn thu nguyệt hiếu kỳ nhóm lấy tiền ở đâu a à? nói lên cái này nguyễn khê nhìn nguyễn thu nguyệt cười một chút đến nải nải cho chúng ta nguyễn thu nguyệt tâm thần hướng nải nải tốt như vậy sao ta đều chưa thấy qua nải nải nguyễn khiết nói có cơ hội có thể cùng chúng ta đi xem một chút nải nải nguyễn thu nguyệt ma ma nói quê quán quá xa đơn lội qua đến liền muốn năm sáu ngày muốn đi hai ba ngày đường núi cho nên lần này đi Bọn hắn chỉ đem tiểu đệ, không có mang bọn ta những người khác, nói là không có cách nào mang, Nguyễn Khê ứng một tiếng, là rất xa, trên đường rất dày vò. Nhất là ngồi xe lửa cực kỳ thống khổ, Nguyễn Thu Nguyệt lòng hiếu kỳ nhận lấy đi, lại hỏi, kia quê quán bên kia cái dạng gì a? À? Nguyễn Khê cười nói, Sơn Thanh Thủy Tú rất xinh đẹp, Nguyễn Thu Nguyệt đối phượng Minh Sơn rất có hứng thú, trên đường đi hỏi thật nhiều vấn đề, nghe Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiếp cho nàng giảng nông thôn sinh hoạt là thế nào? nước lão trâu nước trên sườn núi lục sắc màu vàng ruộng bậc thang nàng đều liều mạng đi tưởng tượng ba người nói chuyện đến quầy bán quà vặt một người mua một cây nước đá từ quầy bán quà vặt ra tới các nàng không có lập tức hướng cửa hàng đi mà là tìm bóng mát địa phương ngồi xuống ăn băng côn nguyễn khiết cắn một cái bơ băng côn nói qua cái này thật lạnh thật mát ta cũng chưa từng ăn cái này nguyễn thu nguyệt ở bên cạnh cười nói vậy liền chậm ăn một lần thật tốt nếm thử hương vị nguyễn khiết xông đầu nàng vui vẻ từng cái phóng tới miệng nhếch ăn cũng đi cắn nơi xa nguyễn thu dương cùng nàng đồng học tô manh manh cũng đang ăn băng côn tô manh manh ăn băng côn nhìn thấy nguyễn thu nguyệt mang theo nguyễn khê cùng nguyễn Khiết từ quầy bán quà vặt ra tới thuận tiện kỳ hỏi nguyễn thu dương một câu kia hai cái là ai a à? cùng thu nguyệt cùng một chỗ làm sao chưa thấy qua a à? bọn hắn đều là một cái đại viện phụ mẫu phần lớn đều là đồng sự đi học cũng đều cùng một chỗ cho nên cơ bản một cái đại viện bao nhiêu đều biết Nàng chưa thấy qua Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết, nhưng nhận biết Nguyễn Thu Nguyệt, Nguyễn Thu Dương ăn băng côn nói, nông thôn đến, cô manh manh trắng rồi, là Nguyễn Thu Dương cái kia nông thôn tỷ tỷ. Nàng nhìn chằm chằm Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết nhìn một hồi, còn nói, ai, cái nào là thân tỷ a? À? Cái kia xuyên màu đỏ chót áo tay ngắn cùng váy trắng cái kia, dáng dấp thật xinh đẹp a, à? gương mặt kia cùng bóp ra đến, thật là dễ nhìn. Nguyễn Thu Dương xùy một tiếng, con mắt có vấn đề a? À? Cái kia đẹp mắt a. À? đen phải cùng con lừa phân trứng giống như tô manh manh nói đen a à, chính là bạch mà thôi hẳn là tại nông thôn phơi tại thành qua một đoạn thời gian liền biến trắng nàng nếu là biến trắng ta cảm thấy so đại tỷ diệp thu văn còn tốt nhìn thật thật xinh đẹp nguyễn thu dương liếc xéo bạch nàng thật mù à nha nàng làm sao có thể lớn hơn ta tỷ đẹp mắt nàng đại tỷ diệp thu văn thế nhưng là trường học nhân vật phong vân là trường học xinh đẹp nhất hài tử quản là tiểu học bộ sơ trung bộ cao trung bộ, đều không có so với nàng đại tỷ càng xinh đẹp, nông thôn đến càng là tính được không. Tô manh manh nghe ra Nguyễn Thu Dương tựa như là sinh khí, chỉ còn nói, ta chỉ nói là có khả năng nha. Nguyễn Thu Dương hừ một tiếng, hoàn toàn không có khả năng được không. Một cái nông thôn đến đồ nhà quê, chính là lại cách ăn mặc, chính là đem bột mì đều bôi trên mặt, cũng che lại toàn thân quê mùa, càng có thể có thể so sánh đại tỷ của ta đẹp mắt. Tô man manh phản ứng hơi chút chậm chạp, đến bây giờ nhìn ra mánh khóe, nhìn xem Nguyễn Thu Dương hỏi, thích nàng a? À? Nguyễn Thu Dương lật hạ liếc mắt nói, nàng vừa đến đã đem đại tỷ của ta sạch khóc, lại đoạt gian phòng của ta, sau đó hại cha ta mắng mấy, còn kém đánh, nàng còn giúp lấy Nguyễn Thu Nguyệt cùng một chỗ đánh ta, nói sao? Tô man manh, manh ngẩn người, lợi hại như vậy. Nhìn ra a, à? Nguyễn Thu Dương lại hừ một tiếng, sớm muộn ta muốn báo thù xuất khí, muốn nàng đẹp mắt cô manh manh hắn giọng cúi đầu cắn một cái băng côn ta cái này đầu óc báo thù cái gì đề nghị vẫn là thôi đi nguyễn khê nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt ăn xong băng côn liền cùng đi quốc doanh cửa hàng bởi vì nguyễn thu nguyệt buổi chiều còn muốn đi học các nàng liền không có đi dạo thời gian rất lâu chỉ là lợi dụng giữa trưa khoảng thời gian này nhìn một chút mua trên sinh hoạt muốn dùng đồ vật tỉ như nói kem bảo vệ da khăn tay đâm dây buộc tóc giấy bút cao su cái gì nguyễn khê dừng cho mình cùng nguyễn khiết mua còn cho Nguyễn Thu Nguyệt cũng mua. Nguyễn Thu Nguyệt cầm kem bảo vệ da thời điểm, vui vẻ đến được, đối Nguyễn Khê nói, tạ tạ đại tỷ, cái này ta chỉ nhìn Diệp Thu Văn dùng qua, ma ma chỉ cấp nàng mua cái này, bởi vì nàng nói nàng khuôn mặt bôi trên lệch sẽ ngứa. Nguyễn Khiếp thì nói, ta cùng tỷ đều không dùng qua kem bảo vệ da đâu, bọn hắn chân núi bản mua được thứ này, coi như thiên tân vạn khổ đi một chuyến trên trấn, mua cũng chỉ sẽ mua kia phòng đóng băng, chưa bao giờ dùng qua cái này thơm thơm nông dân tất cả đều dùng cũng không ai cảm thấy có vấn đề gì nguyễn thu nguyệt nhìn một chút nguyễn khiết thu nụ cười trên mặt lại nhìn nguyễn khê nói đại tỷ làm sao trực tiếp gọi mẹ cho nhóm mua đâu nguyễn khê cười cười suy nghĩ nhiều hoa tiền của bọn hắn nguyễn thu nguyệt hoa vẫn là người khác hoa nguyễn khê tại ai trên thân tiêu tiền nhiều về sau liền trông cậy vào ai nhiều một ít chứ sao nguyễn thu nguyệt nghĩ nghĩ nói như vậy cũng là nguyễn thu nguyệt xem như bóc lấy thời gian tốt vừa tới nhà liền có bạn học của nàng ở bên ngoài gọi nàng, thế là nàng cùng Nguyễn Khê Nguyễn Khiết lên tiếng chào hỏi, bọc sách trên lưng liền chạy ra khỏi đi cùng đồng học đi học đi. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết lên lầu, chỉ thấy Phùng Tú Anh tại Nguyễn Thu Dương cùng Nguyễn Thu Nguyệt gian phòng thu dọn đồ đạc. Nguyễn Khê đưa đầu nhìn thoáng qua, hỏi một câu, về sau nàng cùng Diệp Thu Văn ở sao? Phùng Tú Anh ân một tiếng, đã Thu Văn có thể cùng người ở, liền để Thu Dương cùng với nàng ngụ cùng chỗ đi, miễn cho cùng thu nguyệt cùng một chỗ mỗi ngày đánh nhau, huyên náo gà bay chó chạy, để người sống yên ổn. Nguyễn Khê nhịn cười một chút, không có hỏi nhiều nữa cái gì, quay người cùng Nguyễn Khiết phòng đi. Nàng tối hôm qua chỉ là tính tình đi lên, cho nên đem Nguyễn Thu Dương kéo cho Diệp Thu Văn, đang giận trên đầu nói để Nguyễn Thu Dương về sau cùng Diệp Thu Văn ở. Buổi sáng cũng chẳng qua là cảm thấy có hy vọng, kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy, hiện tại đã thành thật về sau hắn cùng Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt đều dùng lại Nguyễn Thu Dương Phiền, dễ chịu. Chương 52, gốc Đồ Chơi, Diệp Thu Văn sau Nguyễn Khê nàng trong tưởng tượng muốn mặt mũi được nhiều, giữa trưa nàng không có trở về ăn cơm, ban đêm nàng như cũ lấy cớ trường học có việc phải bận rộn, sau khi tan học không có đúng hạn về nhà. Một mực chờ nhà đều rửa mặt xong chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng mới học thuộc lòng bọc về tới, đói một ngày, bụng ụt ụt gọi, nàng sau khi trở về không có lên trước lâu, là dẫn đầu đến phòng bếp đi tìm ăn. Chính tìm được thời điểm vừa quay đầu nhìn thấy đứng phía sau cái, nàng bị giật mình kêu lên, thấy là Phùng Tú Anh, nàng lại lớn lỏng một hơi, "Ê a lấy, mẹ, ta trường học có việc vừa làm xong, cho nên vừa trở về. Bụng có đói." Đến tìm đồ ăn, Phùng Tú Anh liền biết nàng một ngày chưa ăn cơm, cho nên cố ý cho nàng lưu lại đồ ăn. Nàng cũng là nghe được động tĩnh đến, nhìn thấy Diệp Thu Văn kinh hoảng như vậy thất thố lại lúng túng tử. Nàng chỉ, chờ một chút, ta giúp đem thức ăn hâm lại." Diệp Thu Văn ngượng ngùng vội nói, "Ta từ trước đến nay đi." Phùng Tú Anh tự nhiên không có để nàng động thủ, gọi nàng đi ra bên ngoài phòng ăn ngồi đi, từ nóng tốt đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên, phóng tới trước mặt nàng lại, tọa hạ từ từ ăn, nhà lại không có cái gì, từ cũng đừng nhiều hướng trong lòng thả. Diệp Thu Văn liễm lấy thần sắc, đến cạnh bàn ăn ngồi xuống ăn cái gì, cúi đầu không. Phùng Tú Anh ngồi nhìn nàng một hồi, lại Thu Văn, cha ta thương lượng, Thu Dương Thu Nguyệt hai cái hiện tại không giao, đặt chung một chỗ ở, một đêm không biết muốn đánh mấy trận, cho nên mẹ thương lượng một chút, Thu Dương cùng ngủ nghĩ sao, nghe được cái này, dịp Thu Văn Dương mắt nhìn Phùng Tú Anh một chút, nàng nhưng thật ra là không nghĩ muốn, trước đó Nguyễn Thu Dương dù đi qua tùy hứng không chú ý, thỉnh thoảng bị Nguyễn Trường Phú Huấn, nhưng đều là khác, nàng không có tạo thành qua ảnh hưởng, đều là giúp nàng. Nhưng bây giờ, nàng thật sâu cảm thấy Nguyễn Thu Dương chính là cái hố, nhưng Phùng Tú Anh đều như thế, nếu như nàng không đáp ứng chính là đem khó xử để lại cho Phùng Tú Anh Nguyễn Trường Phú, lại nàng không thể ngủ một phòng lời nói dối đã bị vạch trần, không đáp ứng càng lộ ra nàng không hiểu chuyện lại phẩm chất có vấn đề, thế là nàng lo liệu sai nguyên tắc, đầu nói, ừm, tốt, Phùng Tú Anh, vẫn là Thu Văn nhất biết thông cảm cha mẹ, dịp Thu Văn làm một chút, hẳn là... Sau đó nàng âm tiết cứng rắn đi xuống xuống tới, Phòng ăn đột nhiên lại lách vào một cái tới, đây là nhà có thể nhất thần quỷ không có thích xen vào chuyện của người khác Nguyễn Hồng Quân, tay hắn cầm hắn cái kia thanh đã chơi đến bao tương đầu gỗ, đứng tại cạnh bàn ăn đi một vòng hướng Diệp Thu Văn một chỉ, nhìn chằm chằm nàng, "Đồng chí, cuối cùng là trở về, buổi sáng không có nhận tội, hiện tại mời chính diện trả lời vấn đề của ta, đến cùng phải hay không nói láo rồi?" Phùng Tú Anh Diệp Thu Văn, Diệp Thu Văn trên mặt biểu lộ hoàn toàn đổ Nàng trước kia chỉ cảm thấy nhà cùng nàng không cùng họ tên bốn cái đệ đệ muội muội làm ầm ĩ, nhưng hắn tất cả đều có chừng mực, cho tới bây giờ đều làm ầm ĩ không đến trên đầu của nàng, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, hiện tại thật là phải hàm răng cũng ngư ngứa, thế nhưng là nàng lại không thể phát tác, một khi phát tác, cũng không phải là cái kia ôn nhu tốt tỳ đại tỷ, nàng kìm nén không có tiếng, Phùng Tú Anh nhìn xem Nguyễn Hồng Quân còn chưa ngủ. Muốn để cha đến nện đúng không? nguyễn hồng quân tiếp tục chỉ vào dịp thu văn ta nhất định phải biết chân tướng không phải ta đêm nay ngủ không yên dịp thu văn giết nàng đi làm sao có loại này đồ ngốc a phùng tú anh đứng dậy liền hướng bên ngoài đi đứng bực này ta đi gọi cha nguyễn hồng quân nhìn phùng tú anh đứng dậy muốn đi một cái níu lại nàng lập tức lại biến mà nói ma 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 mẹ đừng 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 đừng, đừng ta cái này trở về đi ngủ đi khẳng định ngủ được kết quả thời điểm ra đi hắn lại dùng thương chỉ một chút dịp thu văn, khẳng định láo. Biêu, dịp thu văn, mời trực tiếp biêu chết nàng được không? Được không, dịp thu văn kìm nén một bụng ăn cơm, tận lực không tại trên nét mặt hiển lộ tới, phùng tú anh theo nàng cơm nước xong xuôi liền trở về phòng đi, đến phòng lên giường, cùng Nguyễn Trường Phú, thu văn tốt, để thu dương đi theo nàng ngủ, nàng không có gì, đáp ứng, vậy liền không có việc gì, Nguyễn Trường Phú ứng thanh vậy là tốt rồi. Diệp Thu Văn cơm nước xong xuôi lên lầu, lên trên lầu mở cửa phòng liền thấy Nguyễn Thu Dương tại nàng trên giường, chiếm một nửa địa, chính tựa ở đầu giường lật nàng chưa xem xong sách nhỏ, nàng đều là nhìn lung tung, rất nhiều xem không hiểu, nhìn thấy Diệp Thu Văn mở cửa tiếng gian phòng, Nguyễn Thu Dương lập tức buông xuống sách nhỏ lộ mặt đến, nhìn xem Diệp Thu Văn, đại tỷ, ma ma để ta về sau đều cùng ngủ, trở về muộn, nàng đem ta đồ vật đều lấy tới. Diệp Thu Văn nơi này sự tình không vui vẻ, nhưng vẫn là miễn cưỡng một chút, a à, tốt, Nguyễn Thu Dương phải càng vui vẻ hơn, ta về sau liền có thể mỗi đêm đều cùng một chỗ. Diệp Thu Văn không nghĩ mỗi đêm đều nàng cùng một chỗ, liền tối hôm qua một đêm đã đem nàng tổn thương thấu, nàng mở ra tủ quần áo cầm quần áo đến, không có nhận cái này, chỉ Nguyễn Thu Dương, ta đi rửa mặt một chút, chờ Diệp Thu Văn cầm quần áo cửa đi, Nguyễn Thu Dương tiếp tục lật nàng sách nhỏ, một bên lật một mực vui vẻ quê chân, tại miệng hừ hừ lấy tràn ngập chiến đấu cảm xúc mãnh liệt ca khúc, đợi đến Diệp Thu Văn rửa mặt xong trở về ngồi xuống, nàng buông xuống sách nhỏ Diệp Thu Văn nói chuyện phím, Diệp Thu Văn tạm thời không có nàng nói chuyện trời đất tâm tình, kéo đèn liền nằm xuống, Nguyễn Thu Dương cũng nằm xuống, nhưng miệng không có ngừng, tại Diệp Thu Văn bên cạnh tiếp tục, đại tỷ yên tâm tốt, chờ thêm trận ba ba mụ mụ Nguyễn Khê cũng không có kiên nhẫn, ta khẳng định tìm nàng báo thù, thay. Diệp Thu Văn cổng nàng, âm thanh, quên đi thôi, đừng dày vò. Nguyễn Thu Dương chống lên thân thể nói, như vậy sao được chứ? Ta hai ngày này bị ủy khuất, xấu hổ, khó xử, thụ nhiều như vậy, chẳng lẽ liền đều tính như vậy sao? Diệp Thu Văn yên lặng trong lòng nghĩ, tỷ tỷ, để ta xấu hổ khó chịu rõ ràng là a. À. Ta hảo ý thu lưu tại phòng ngủ, không có để ngã ra đất nghỉ, lại quay đầu liền đem ta nội tình cho vén, cho nên nàng, ừm, đều quên đi thôi nàng cũng không muốn lại cái gì làm trò cười cho thiên hạ thật là nhanh không mặt mũi thấy nguyễn thu dương lại nuốt không trôi cái này miệng vẫn là tính toán ta cũng không tính ta cũng không phải là có thế tính dịp thu văn theo giày vò đừng hố ta là được phía bắc gian phòng nguyễn thu nguyệt chữ lớn mở ra nằm ở trên giường không có nguyễn thu dương tại bên người nàng thở nàng chỉ cảm thấy thần thanh thoải mái chung quanh không đều trở nên mát mẻ dị thường hiện tại gian phòng là nàng một cái giường cũng là nàng một cái nàng muốn làm sao ngủ liền làm sao ngủ nghĩ lăn liền làm sao lăn lăn một hồi lại đứng lên từ túi sách sờ nguyễn khê mua cho nàng kem bảo vệ da mở ra ngửi một chút mùi thơm cái này tháng ngày nháy mắt liền mỹ dịu lên quả thực quá dễ chịu á thoải mái mà ngủ ngày thứ hai thoải mái mà lên rửa mặt ăn cơm đi học bắt đầu mỹ hảo một ngày nàng đi học cũng đem nguyễn khê mua cho nàng kem bảo vệ da đặt ở túi sách ở trường học ngược lại là không có lấy đến tại giữa trưa tan học trở về thời điểm nàng đi trên đường đưa cho đồng học nhìn cao hứng ta thân đại tỷ mua cho ta bạn học của nàng biết nàng thân đại tỷ là ai chỉ hâm mộ nói qua đại tỷ thật tốt nguyễn thu nguyệt tâm cao hứng còn mở ra cho nàng đồng học ngửi một chút mùi thơm dùng là không để dùng nàng từ mỗi lần đều chỉ móc một sau đó tại bạn học của nàng nghe xong trả lại cho nàng thời điểm nguyễn thu dương tô manh manh vừa vặn từ bên cạnh trải qua nguyễn thu dương ánh mắt ngược lại là nhạy cảm liếc mắt liền thấy nguyễn thu nguyệt tay kem bảo vệ da nhìn thấy nháy mắt ánh mắt của nàng bỗng dưng vừa mở chẳng qua nàng lúc này ngược lại là chìm ở không có ở trên đường ngăn lại nguyễn thu nguyệt cái gì nàng lôi kéo tô manh manh tăng tốc bước chân chạy đến nhà trực tiếp lên lầu mở cửa phòng xem xét chỉ thấy dịp thu văn kem bảo vệ da yên lặng để lên bàn không hề động thế là nàng mặc lộ vẻ nghi hoặc nghĩ thầm nguyễn thu nguyệt ở đâu ra kia bình kem bảo vệ da nàng nghi hoặc đóng cửa lại, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết vừa vặn từ gian phòng tới, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết xem nàng như không, không để cho chào hỏi, trực tiếp đi xuống lầu, Nguyễn Thu Dương nhếch miệng, cũng xuống lầu đến phòng ăn đi ăn cơm, buổi trưa hôm nay Nguyễn Trường Phú không trở về, Diệp Thu Văn cũng không trở về nữa, trên bàn cơm liền cũng chỉ có 8 cái, trên bàn cơm trừ Nguyễn Hồng Quân chích chích qua qua nhiều, khác đều không có gì. Sau đó sách cơm nước xong xuôi thời điểm, Nguyễn Thu Dương giống như là nhịn không được, chợt nhìn xem nguyễn thu nguyệt hỏi một câu tại tan học trên đường ta nhìn thấy cái kia kem bảo vệ da là ở đâu ra có phải là trộn nhà tiền đi mua nguyễn thu nguyệt không chút hoang mang liếc nhìn nàng một cái là ta thân đại tỷ mua cho ta thế nào rồi phùng tú anh nghe không hiểu cái gì kem bảo vệ da a à, nguyễn thu dương cái này liền để đổ xuống trực tiếp đi đến phòng khách đem nguyễn thu nguyệt túi sách cầm về sau đó nàng ở trước mặt mọi người đem kem bảo vệ da móc đến để lên bàn chính là cái này a à? nhà ta chỉ có đại tỷ mới dùng cái này, Phùng Tú Anh còn không có âm thanh, Nguyễn Khê nhìn xem Nguyễn Thu Dương câu, ta cho Thu Nguyệt mua, làm sao rồi, Nguyễn Thu Dương thế rào rạc nói, lấy tiền ở đâu, Nguyễn Khê nhìn xem nàng, nãy nãy cho, có ý kiến gì, Nguyễn Thu Dương ê a à hai lần, nãy nãy, nãy nãy, lúc nào cho, Nguyễn Khê bạch nàng một chút, đầu óc có vấn đề a. À? Nguyễn Thu Dương không có lại hướng xuống, Phùng Tú Anh nhìn xem nàng nói, nhà không có tiền, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn cơm chứ. Nguyễn Thu Dương từ lấy chán, đành phải lại ngồi xuống ăn cơm. ăn ăn nàng lại tâm bốc lên nước chua, liền Nguyễn Thu Nguyệt đều có thể dùng đồ tốt như vậy, nàng nhưng không có. hiện tại nhà năm cái nữ hài tử, chỉ có nàng dùng kem bảo vệ da là trên lệch, nàng không dịp Thu Văn so, nhưng là Nguyễn Khê Nguyễn khiết Nguyễn Thu Nguyệt đều so với nàng trôi qua tốt, cái này miệng làm sao nhịn a? À. cho nên một lát nàng quay đầu nhìn Phùng Tú Anh, tiếng nói, mama. Ma, ta cũng muốn loại này kem bảo vệ da. Phùng tú anh liếc nhìn nàng một cái, làn da tốt, không cần. Nguyễn thu dương ủy khuất, ta chính là muốn. Phùng tú anh nói, nhà nhiều như vậy hài tử, từng cái cái gì đều muốn dùng tốt nhất. vậy ta còn có ăn hay không cơm rồi. Đại tỷ dùng cái này, là bởi vì mặt của nàng không thể bôi trên lệch, cũng không phải không biết. Nguyễn khê, Nguyễn khiết, Nguyễn thu nguyệt không phải hoa nhà tiền, nàng không xen vào. Nguyễn thu dương chẳng lấy ăn cơm, càng nghĩ càng ủy khuất kia hốc mắt một hồi lại ướt ác, chẳng qua trên bàn cơm không nhiều để ý đến nàng, Nguyễn Hồng Quân nãy nãy tương đối cảm thấy hứng thú, chỉ hỏi Nguyễn Khê, nhị tỷ, nãy nãy rất có tiền sao, nghe Gia Gia là đại đội bí thư, vậy ta quê quán là không là rất có tiền, Nguyễn Khê lắc đầu, tại núi, trôi qua rất khổ, Nguyễn Hồng Quân nghĩ nghĩ, khi nãy nãy khẳng định rất thích, cho nên mới cho nhiều như vậy tiền. Nguyễn Khê cố ý nhìn một chút Phùng Tú Anh, nàng là sợ ta tại cái này thụ ủy khuất, phùng tú anh bị nàng ánh mắt quét đến khuôn mặt nháy mắt đỏ ngào nàng lặng tiếng một lát làm lấy mở miệng tiểu khê tiểu khiết hai ngày này vừa trở về ta bận quá lại làm ầm ĩ phải đầu ta lớn cho nên đều không nhớ ra được mang đến mua đồ là ta sơ sẩy buổi chiều ta mang đến mua có được hay không nhìn xem muốn cái gì tất cả đều mua vừa về đến quên rồi sơ sẩy rồi nguyễn khê một chút không cần ta chính mình kinh mua phùng tú anh vẫn là làm lấy lại đi nhìn xem nha, hoặc là kéo vải, cho một làm thân quần áo mới. Nguyễn Khê rơi xuống ánh mắt nói, vẫn là mang yêu nhất đại nữ nhi đi xem đi, chỉ có nàng phối mặt quần áo mới váy. Phùng Tú Anh trên mặt ý lại không nhịn được, cả khuôn mặt chậm rãi liền đổ xuống tới. Nguyễn Thu Dương chẳng qua nói, làm sao liền mẹ cũng sạch a. À. Hảo ý mang đến mua đồ, có như thế sao? Làm sao gia gia nãi nãy không có giáo, cùng trưởng bối muốn khách khách sao? Phùng Tú Anh không đợi Nguyễn Khê âm thanh, vội vương tay túng một chút Nguyễn Thu Dương, để nàng không nên âm thanh. Cái này sự tình đúng là nàng sơ sẩy, hai đứa bé vừa nhận lấy, nàng lẽ ra nên mang nàng đi mua cần thường ngày vật dụng, lại kéo vải cho nàng một làm thân y phục, một mua đôi giày mới cái gì. Kết quả bởi vì hai ngày này thực sự quá làm ầm ĩ, nàng một hồi quản cái này một hồi quản cái kia, liền cấp quên. Nếu như Phùng Tú Anh là vừa đến đã tự chủ động mang nàng đi mua đồ vật, nguyễn khê khả năng sẽ còn suy tính một chút tiếp nhận hiện tại kinh nàng nhắc nhở mới nhớ tới giống như nàng tại nàng cầu xin muốn cái gì nàng tự nhiên sẽ không lại muốn nàng ăn no để đổ xuống đi không có lại phùng tú anh nguyễn thu dương nhiều phế buổi chiều phùng tú anh đi gõ nàng cửa phòng muốn dẫn nàng nguyễn kiếp đi mua đồ vật nàng cũng không có mở chỉ không cần tỉnh lấy tiền nuôi bảo bối đại nữ nhi đi nàng như thế kiều quý giá không có tiền cũng không thành nàng câu câu có gai câu câu khó nghe không để tốt qua, Phùng Tú Anh bị nàng làm cho thực sự thật mất mặt, thế là đứng ở ngoài cửa thật sâu hút miệng, không có lại tự chuốt nhục nhã, quay người liền liền đi, nàng cảm thấy nha đầu này, quá phận đúng lý không buông tha một chút, không muốn cũng không cần đi, nàng cũng tiết kiệm phiền phức. Nguyễn Thu Dương bởi vì kem bảo vệ gia sự tình, tiếp xuống nửa ngày tâm đều không thoải mái khó, khi đi học cũng không nghe khóa, liền nằm sấp trên bàn thất thần, nghĩ thầm vì cái gì từ không thể có được một bình kia kem bảo vệ da, lại nhất làm cho nàng tiếp chịu không nổi là, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt ba cái so với nàng trôi qua tốt, ở trường học ngơ ngơ ngác ngác đến trưa tới, tan học tốt về sau, nàng đầy trong đầu nghĩ vẫn là chuyện này. Mặc kệ là ăn cơm vẫn là ban đêm tắm rửa chuẩn bị đi ngủ, tâm tư đều đối với việc này, sau đó nàng yểu xìu nghiêm mặt tắm rửa xong về đến phòng, đưa tay muốn bắt bàn làm việc bên trên mục đích bản thân kem bảo vệ da lau mặt thời điểm, cứ như vậy một nháy mắt, nàng đầu óc đột nhiên nổ lên một đóa to lớn thải sắc hỏa hoa tới, tại đoàn kia hỏa hoa phung vượng nhất thời điểm, nàng vô ý thức lùi về từ cầm kem bảo vệ da tay, chậm rãi hướng bên cạnh chuyển hướng bên cạnh chuyển, chuyển đến dịp thu văn kem bảo vệ da bên trên, chậm rãi cầm lên, mở ra, đưa đến bên lỗ mũi nghe cái mùi thơm, đồ tốt hương vị chính là không đồng nhất, hương lắm đây nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có tự mình động đậy dịp thu văn đồ vật, tâm khó tránh khỏi thấp thỏm khẩn trương. Nàng hoảng hốt đến kịch liệt, thế là vội vàng đi đem cửa phòng khóa ngược lại, sau đó trở về nhanh chóng đào rửa sạch hoa cao đến, soi vào gương bôi đến trên mặt, bôi xong nháy mắt, nàng cảm giác từ toàn bộ đều biến xinh đẹp, càng là hương phải không được, nàng nhịn không được vui vẻ vui vẻ, đem dịp thu văn kem bảo vệ da che lại thả lại lúc đầu địa, nhưng vừa buông xuống, nàng chợt nhớ tới đến cái gì, liền bận bịu lại chột dạ đem kem bảo vệ da lấy tới nàng lại lần nữa mở ra kem bảo vệ da nhìn một chút từ đào qua địa dùng ngón tay lay một chút tiêu diệt vết tích vết tích là tiêu diệt nhưng nàng tâm tâm hư đến kịch liệt vẫn cảm thấy kem bảo vệ da rõ ràng biến sợ bị diệp thu văn phát hiện thế là nàng đem mục đích bản thân kem bảo vệ da mở ra đào một vòng đến diệp thu văn kem bảo vệ da dù sao đều là màu trắng quấy một quấy để nằm ngang căn bản nhìn không tới chuẩn bị cho tốt về sau nguyễn thu dương chỉ cảm thấy vô cùng hoàn mỹ tâm tình tùy theo thư sướng sau đó nàng đem hai cái kem bảo vệ da thả lại riêng phần mình vị trí cũ trực tiếp một cái chữ lớn nằm dài trên giường một bên sờ lấy mặt một bên đắc ý a à, thật là thơm thật nhuận nguyễn thu dương dịp thu văn ở một cái phòng về sau nguyễn khê nguyễn khiết nguyễn thu nguyệt bình thường không để ý hai nàng thế là nhà nữ hài tử thành hai cái tiểu đoàn thể bình thường các chơi các không can thiệp chuyện của nhau không có can thiệp lẫn nhau, nước giếng không phạm nước sông. Nguyễn Khê Nguyễn Kiếp thanh thản ổn định đợi đến thứ năm, ban đêm lúc ăn cơm, Nguyễn Trường Phú móc hai tấm đóng dấu giấy chứng nhận, đưa đến Nguyễn Khê tay, đánh tốt chào hỏi, trực tiếp đi trường học dự thính là được. Nguyễn Khê đón lấy dự thính giấy chứng nhận nhìn thoáng qua, con mắt tránh ý, xong Nguyễn Trường Phú một chút, tạ ơn. Nguyễn Trường Phú thật thích nhìn nàng, nha đầu này lên mô hình càng đẹp mắt hắn phùng tú anh sinh nhiều như vậy hài tử, liền Nguyễn Khê dáng dấp nhất là tinh xảo đoan chính, tập hợp vợ chồng hắn hai tất cả ưu, cho nên hắn xông Nguyễn Khê, đừng suốt ngày treo một gương mặt, không bận rộn, tốt bao nhiêu, nghe hắn như thế, Nguyễn Khê lập tức đem trên mặt ý cho thu, Nguyễn Trường Phú, được rồi, hắn không xứng, chẳng qua Nguyễn Khê hắn coi như khách, nhìn xem hắn lại, có thể hay không lại phiền phức ngài. Giúp ta tiểu khiết làm trọn vẹn sách giáo khoa đến, còn có lớp bên ngoài một chút học tập tư liệu, chỉ cần đều cũng có muốn, nhất là sơ trung cao trung, làm những cái này ngược lại là không có vấn đề, nhưng Nguyễn Trường Phú vẫn là hỏi nàng, có thế xem hiểu sao, Nguyễn Khê, xem không hiểu liền chậm rãi học chứ sao, Nguyễn Thu Dương ở bên cạnh xùy một chút, sợ không phải muốn tới đi nhà xí, Nguyễn Trường Phú nhìn nàng, nàng lập tức ngậm miệng cúi đầu đi ăn cơm, thế là Nguyễn Trường Phú không có huấn nàng, lại nhìn Nguyễn Khê, vậy ta cho tìm đi. Suy nghĩ lên cái gì, nếu là muốn học tìm thu văn tỷ hoặc là tiểu phàm đệ đệ hắn hai cái thành tích cũng không tệ nhất là tiểu phàm hắn mỗi cửa thành tích đều rất tốt mỗi lần cuộc thi đều là lớp trước mấy tên nguyễn khê không cần quá phiền phức dịp thu văn không có tiếng bên kia dịp phàm không phiền phức cần tới tìm ta là được dù sao ta liền ở tại dưới lầu nguyễn khê xem hắn không có lại nhiều chỉ nói câu tạ ơn dịp phàm lại ta cái này cũng có rất nhiều khóa ngoại học tập tư liệu đều là ta tự tại tiệm sách đào đến cần đều có thể cấp cho nhìn nhưng là ta không có cao trung ta sang năm lên cấp 3, lại cho nguyễn khê nhìn xem hắn ngẩn người a à, tốt lúc này nguyễn hồng quân chợt ở bên cạnh lấy âm thanh diệp phàm nhìn hắn nhìn hắn rốt cuộc đụng tới hai cái hắn một thích học tập nhìn đem hắn hưng phấn ước gì đem từ tích lũy bảo bối đều lấy ra cho nhìn diệp phàm giống nhìn đồ đần xem xét một chút nguyễn hồng quân có thể không thể Nguyễn Hồng Quân hướng hắn nhăn mặt, ta liền liền liền, Diệp Phàm Ngốc đồ chơi, chẳng qua Nguyễn Hồng Quân hoàn toàn chính xác thực đúng vậy, nhà nhiều như vậy tiểu hài, không có hắn một rất yêu học tập, Diệp Thu Văn là thành tích tốt, nhưng cũng chỉ là kiểm tra đến điểm số không ném, Nguyễn Thu Nguyệt thành tích cũng cũng không tệ lắm, nhưng nàng quá nhỏ, Nguyễn Hồng binh nhà trẻ cũng không sách, còn lại Nguyễn Thu Dương Nguyễn Hồng Quân đó chính là hai cái kẻ ngu, lên lớp liền đi ngủ, thấy sách liền đau đầu, nhiều lắm là nhìn xem sách nhỏ, bình thường túi sách đều không có trang vài cuốn sách, tất cả đều là lung tung ngổn ngang đồ chơi. Ở nhà, cùng hắn có cộng đồng đề có thể là không có, kỳ thật trường học cũng không nhiều, tất cả mọi người không yêu học tập, so với thành tích tốt, giác ngộ cao biểu hiện tốt quan trọng hơn. Chương 53, Trâu Bò A, ban đêm trước khi ngủ, Nguyễn Khê cẩn thận đem dự thính chứng minh cất vào trong bọc. Trừ dự thính chứng minh, trong bọc còn trang mới tinh bản bút ký sắc lá hộp đựng bút, hộp đựng bút bên trong thì là bút chì, cao su, bút chì đao chờ học tập dụng cụ, sắp xếp gọn sau nàng Nguyễn Khiết đem bao cất kỹ trên bàn, liền lên giường kéo đèn đi ngủ, Nguyễn Khiết căn bản không có khốn, vừa nghĩ tới ngày mai sẽ phải đi trường học đi học, nàng liền lại là khẩn trương lại là kích động, đến cùng là tại nông thôn đã lớn như vậy chưa thấy qua A thế, cho nên có việc liền không nhịn được khẩn trương hưng phấn, ngủ không? Nàng liền Nguyễn Khê nói chuyện, nhỏ giọng thu nguyệt nói trong trường học phần lớn đều là trong đại viện hài tử phần lớn đều là con em cán bộ giống ta loại này a à đều không phải vẫn là nông thôn đến nguyễn khê biết nàng là đang lo lắng người nhìn không nổi chính mình lo lắng sẽ mất mặt liền nắm tay nàng nói không phải có ta cùng ngươi đây nha sợ a à. ngươi thời khắc ghi nhớ một là được chúng ta là đến đi học tập đều không trọng yếu nguyễn kiếp nhẹ nhàng hút khẩu khí nặng đầu phục chúng ta là đến đi học tập chúng ta là đến đi học tập nguyễn khê cười cười phải nhớ đến trong lòng đi nguyễn khiếp niệm một hồi cảm giác không có khẩn trương như vậy lại hỏi nguyễn khê tỷ chúng ta ngày mai đi trường học đi cái nào niên cấp a đại bá nói theo chính chúng ta vậy ta tất cả nghe theo ngươi nguyễn khê nghĩ nghĩ nói đi trước nghe một ngày ngủ niên cấp khóa đi nếu như không có a vấn đề chúng ta trực tiếp đi sơ bộ chẳng qua sơ chương trình học một học kỳ đã qua hơn phân nữa chúng ta không đồng nhất đuổi theo cho nên còn tự học Nguyễn Khiết nghiêng đầu nhìn về phía nàng, tự học, từng. Nguyễn Khê, mục tiêu của ta là, tiếp xuống 2 năm rưỡi lúc A không làm, muốn vận dụng bên người hết thảy có thể dùng tài nguyên, lão sư hoặc là thành tích tốt đồng học, tỉ như nói Diệp Phàm đem sơ cao nội dung học xong đồng thời hiểu rõ, dù là không ăn cơm không ngủ được, nhất định phải làm được, Nguyễn Khiết bị nàng kinh đến, 2 năm rưỡi lúc. Học xong sơ cao tất cả tri thức, Nguyễn Khê quay đầu nhìn nàng, không phải học xong, là hiểu rõ, Nguyễn Khiết không phải rất có tự tin, có thể làm sao, Nguyễn Khê, có chí ác làm nên, cùng Nguyễn Khê mình vị trí thời đại so ra, cái niên đại này việc học áp lực có thể nói phi thường nhỏ, sơ cao đều chỉ có 2 năm, những cái kia đi học người gần như đều không thế nào học tập, bởi vì cái này niên đại càng xem trọng là tư tưởng của một người giác ngộ chính trị biểu hiện, thành tích học tập căn bản không có A người chú ý. Rất nhiều người ở trường học hỗn đến sơ hoặc là cao tốt nghiệp, một phần nhỏ đi làm lính phần lớn xuống nông thôn biết được thanh rất nhiều người trình độ văn hóa kỳ thật đều không cao nói là thanh niên có văn hóa kỳ thật căn bản là không có a tri thức tại dạng này hoàn cảnh lớn hạ khôi phục thi đại học mặc dù tham gia cuộc thi người có rất nhiều nhận nói đến chính có mạnh sức cạnh tranh người cũng không phải rất nhiều dù sao từ khôi phục thi đại học đến cuộc thi chỉ có một tháng ôn tập lúc các nàng dùng hai năm rưỡi lúc toàn tâm toàn nhào đối với chuyện này khi đậu xác suất là phi thường lớn nguyễn Khiếp nhìn nguyễn khê vốn là như vậy tràn ngập tự tin thẳng tiến không lùi chỉ cần nghĩ làm sự tình hạ quyết tâm sau nói a à phải làm cho tốt mình mỗi lần đều sẽ thụ lây nhiễm thế là lần này đồng dạng tràn ngập lực lượng trước kia tại nông thôn thời điểm trong nội tâm nàng còn còn có lo nghĩ thật không dám tin tưởng mình có thế đi ra đại sơn hiện tại nguyễn khê đã mang nàng tới nơi này nàng còn nữa không lý do không đi càng thêm cố gắng học thì học nàng một có thể Sáng ngày thứ hai lên, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết rốt cục trong nhà những hài tử khác đồng dạng, rửa mặt xong xuống lầu lúc ăn cơm trên lưng bao, lại trong bọc trang không phải, là học tập cần thiết văn phòng phẩm. Người trong nhà lục tục ngo ngoe đến phòng ăn ngồi xuống, Nguyễn Thu Dương tiến đến nhìn thấy Nguyễn Khê Nguyễn Khiết trên thân ba lô, nàng một bộ không quen nhìn dáng vẻ, ngồi xuống thời điểm biểu môi liếc mắt, nàng hiện tại không trêu chọc Nguyễn Khê Nguyễn Khiết, sau khi ngồi xuống nhìn Diệp Thu Văn hỏi một câu, đại tỷ, Ngươi hôm nay cảm giác thế nào a à? thân thể có hay không a à không thoải mái từ khi đổi phòng sự kiện về sau dịp Thu Văn bây giờ tại nhà không có lấy trước như vậy sinh động nữ chủ nhân dáng vẻ không có lấy trước như vậy đủ nàng chỉ coi Nguyễn Thu Dương quan tâm mình lắc đầu đều rất tốt không có Nguyễn Thu Dương âm thầm thở vào cười không có liền tốt ta lão sợ ngươi cùng ta đi ngủ không thích ứng dịp Thu Văn sách đi ngủ cái này gốc trả được không nguyễn khê nguyễn khiết căn bản không quản nguyễn thu dương một mực cầm lấy đũa ăn cơm nguyễn trường phú là cái cuối cùng rửa mặt xong đến phòng ăn hắn tiến đến nhìn thấy nguyễn khê nguyễn khiết ba lô liền liền chăm chú nhìn thêm xem hết tại cạnh bàn ăn ngồi xuống mở miệng liền hỏi ngày đầu tiên đi học làm sao không xuyên quần áo mới nguyễn khê nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn ở đâu ra quần áo mới nguyễn trường phú cầm lấy đũa quay đầu nhìn về phía phùng tú anh hai đứa bé vừa tới lại muốn đi đi học ngươi không cho làm thân quần áo mới cái này cũng nhiều ít trời đang làm chi đâu phùng tú anh còn không có lên tiếng nguyễn khê cúi đầu xuống nói không có quần áo mới không có giày mới không có cuộc sống mới vật dụng càng không có mới văn phòng phẩm a à đều không có nguyễn trường phú lại đem đổ buông ra nhìn phùng tú anh hỏi chuyện gì xảy ra phùng tú anh sắc mặt khó coi ê a à một chút cái này không vừa tới hai ngày một mực làm ầm ĩ sự tình trong nhà lại nhiều ta liền cấp quên. Ngươi biết, bình thường đều là thu văn giúp nghĩ những việc này, ta cái này đầu óc không dùng được, luôn luôn không chu đáo. Nguyễn Trường Phú nhẹ nhàng hút khẩu khí, một quên quên nhiều ngày như vậy. Phùng Tú Anh ngữ khí rất mềm, về sau ngược lại là lại nghĩ tới đến, tiểu khê nha đầu này cùng ta cáo kỉnh, chết sống nói không muốn, ta gõ bao lâu cử ngươi hỏi một chút các nàng, cái này gọi ta có làm sao đây pháp sao? Nguyễn Trường Phú nhẫn khí, có làm sao đây pháp, có làm sao đây pháp, ngươi mình không thể đi mua sao, Phùng Tú Anh, ta không biết các nàng hoặc là A. Nhất là vải. Cũng không biết kéo bao nhiêu đâu, Nguyễn Trường Phú mặt đen cầm lấy đũa đến, hôm nay chính ngươi đi cửa hàng, đem nên mua đồ vật đều cho mua đủ, đưa đến các nàng trong phòng tất kỹ. Quần áo ngươi liền quản, ta tự mình cho các nàng tìm đi, Phùng Tú Anh khuôn mặt đỏ ngào cúi đầu không có lại nói tiếp, nờ bờ, FP, Nguyễn Khê lúc này lại lên tiếng, đồ vật chúng ta đã mình mua, không cần. Nguyễn Trường Phú nhìn nàng, cái này không phải là các ngươi muốn hay không vấn đề. Đây là hẳn là nhất định vấn đề, Nguyễn Khê cười một chút, là thủ trưởng ngươi tử vấn đề đi. Lời nói này Nguyễn Trường Phú bên trên tê rần, hắn thật dài tê khẩu khí, ngươi nha đầu này, không sạc người không biết nói chuyện đúng không. Nguyễn Khê không có cách nào tâm bình khí, chỉ, các ngươi muốn mua thì mua, dù sao ta là sẽ không cảm kích các ngươi, nói cái này gọi A khốn nạn lời nói nguyễn trường phú triệt để đến tính tình liền hai cây lông mày lông đều dựng lên mặt đen xong nguyễn khê giận ta không muốn ngươi cảm kích ngươi tốt nhất đời này đều gọi cha mẹ nguyễn khê ngữ khí ánh mắt cứng hơn không gọi liền không gọi ngươi đời này muốn nghe đến ta bảo ngươi cha nguyễn trường phú khí quả thực muốn vỗ bàn thậm chí muốn đem cái bàn cho vén cơm tự nhiên là ăn không vô nhìn một lát khí sau hắn trực tiếp đứng dậy lúc xoay người hung hăng đạp một chút ghế mở rộng bước chân liền đi hắn đạp ghế những người khác bị giật nảy mình, chỉ có Nguyễn Khê Diệp phàm trên mặt không nhúc nhích tí nào, Phùng Tú Anh vốn lại lên tiếng hỏi một câu, cơm không ăn rồi. Còn có mua hay không? Nguyễn Trường Phú quả thực muốn hét ầm, ngươi cứ nói đi, cái này vừa hô, lại đem những người khác giật mình kêu lên, cảm giác trái tim đều muốn bị dọa đụng tới. Khoa trương nhất đương nhiên phải số Nguyễn Hồng Quân, trong miệng hắn trang bác cháu không có hướng xuống nuốt, bị kinh trực tiếp há miệng, bác cháu liền từ khóe miệng của hắn chảy xuống sau đó hắn mỗi bị dọa một lần, thân thể đều muốn khoa trương giật lên đến một chút, chờ Nguyễn Trường Phú đi chỉ chốc lát, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nuốt miệng bên trong bát cháo nhìn về phía Nguyễn Khê, liều mạng chớp mắt mấy cái hỏi, ta không phải đang nằm mơ chứ, ngươi vừa rồi lão hán nhi cãi nhau rồi. Đem hắn khí đi rồi. Cơm cũng chưa ăn, trâu bò a, à, hắn chợt đưa tay qua đến một phát bắt được Nguyễn Khê cánh tay, trong mắt phản phất có hai la ge, nhìn Nguyễn Khê nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta đại ca, không phải, ngươi chính là đại tỷ của ta, thụ tiểu đệ cúi đầu, Nguyễn Khê, những người khác. Diệp Thu Văn ăn xong đi trước người, Nguyễn Thu Dương cầm lấy không ăn xong một hơi bánh bao đuổi theo, hai người vừa ra khỏi nhà, Nguyễn Thu Dương liền mở to hai mắt nói, trời ạ, à, Nguyễn Khê nàng là điên rồi sao, nhà chúng ta đến bây giờ còn không ai dám như thế cùng ba ba nói chuyện. Nàng thế mà đem ba ba khí điểm tâm cũng chưa ăn, trực tiếp đi rồi. Diệp Thu Văn nhưng thật ra là khiếp sợ, nàng không nghĩ tới Nguyễn Khê không chỉ có để nàng Nguyễn Thu Dương cùng Phùng Tú Anh kinh ngạc bị khinh bỉ, thế mà còn dám để Nguyễn Trường Phú kinh ngạc bị khinh bỉ, chính là hoàn toàn không có phân tất. Vừa rồi tại trên bàn cơm, nàng liền hô hấp đều là ép, trong nhà không có mặt cho một người dám như thế cùng Nguyễn Trường Phú nói chuyện, nàng nói, có thể là điên rồi đi, Nguyễn Thu Dương đeo bên trên cánh tay của nàng, liền nàng cái này tính tình, không ai sẽ thích, mama sẽ không thích ba ba càng sẽ không thích chờ đi tiếp tục như vậy không được bao lâu nàng chịu muốn chịu ba ba đánh đến lúc đó chúng ta lại bỏ đá xuống giếng lửa cháy đổ thêm dầu để ba ba đem nàng đưa về nông thôn đi trong nhà lại có thể khôi phục thái bình hì hì dịp thu văn nhẹ nhàng hút khẩu khí không có lại nói lời này nguyễn khê cơm nước xong xuôi nguyễn khiết nguyễn thu nguyệt cùng ra ngoài nhưng còn chưa đi đến ngoài cửa lớn nguyễn hồng quân liền theo tới cái mông sau hắn đem nguyễn thu nguyệt một cái kéo ra cùng Nguyễn Khê bên cạnh nói, "Đại tỷ, hôm nay để ta tới hộ tống ngươi đi học, Nguyễn Thu Nguyệt." Ngốc chơi, bình thường Nguyễn Hồng Quân đều là Diệp Phàm cùng đi, Nguyễn Hồng Quân đi theo Nguyễn Khê bên cạnh, Diệp Phàm tự nhiên là cùng lên đến, thế là Nguyễn gia trừ Diệp Thu Văn, Nguyễn Thu Dương, còn lại đều cùng nhau đến trường. Đi trên đường, Nguyễn Hồng Quân gặp người liền giới thiệu, "Hắc, đây là đại tỷ của ta. Ta thân đại tỷ. Thân hiểu không?" nguyễn thu nguyệt diệp phàm trực tiếp nâng tráng tại sao không ai đến đánh chết cái này ngốc đồ vật nguyễn khê xác thực có xấu hổ thế là đối nguyễn hồng quân nói ta trông thấy người liền giới thiệu được không nguyễn hồng quân ngược lại là rất nghe lời lập tức liền ứng tốt đại tỷ nói a ta liền làm a à. nguyễn khiết nhịn không được ở bên cạnh cười hé miệng môi không để cho mình cười ra tiếng sau động tỉnh vẫn là quấy nhiễu đến trước diệp thu văn nguyễn thu dương nguyễn thu dương quay đầu nhìn thấy nguyễn hồng quân bộ kia ngốc dạng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ kia đồ đần có phải là có tật xấu hay không nguyễn khê cùng cha cãi nhau đem cha khí đi hắn hưng phấn a à. là nghĩ cùng một chỗ bị đánh sao là ngốc hết chỗ chê còn mang tam ca các nàng đi cùng một chỗ là ngã tam ca phần nói nàng liền gọi diệp phàm tam ca ngươi đi mau a à. diệp phàm nghe được thanh âm nhìn về phía nàng không vội nguyễn thu dương còn muốn lại gọi diệp thu văn không nghĩ nhận người ánh mắt bận bịu kéo kéo một phát cánh tay của nàng nàng liền không có gọi nguyễn thu dương rất không cao hứng a à nghĩ a à. làm nàng tựa như là trong nhà đại tỷ đồng dạng tất cả mọi người đi theo nàng cái mông sau rõ ràng ngươi mới là nhà chúng ta đại tỷ nàng chính là nông thôn đến đồ nhà quê tam ca đúng vậy ai là thân tỷ không biết diệp thu văn bị nàng nói trong lòng chắn hoảng sâu thở sâu không nói chuyện nguyễn khê không quản thêm diệp thu văn nguyễn thu dương hai người đi trên đường nguyễn hồng quân bọn hắn nói chuyện hỏi bọn hắn đều niệm lớp mấy. Nguyễn Thu Nguyệt không có để Nguyễn Hồng Quân nói nhảm, đơn giản tổng kết, nhà chúng ta phần lớn đều là 7 tuổi bên trên nhà trẻ, là dịp thu văn bởi vì một chút về nguyên nhân học muộn 2 năm, nàng Tam Ca hiện tại cũng là đọc mùng 2, đầu năm nay tốt nghiệp nếu như không đi, sang năm chính là lên lớp 10. Nguyễn Thu Dương hiện tại ngũ niên cấp, ngũ ca là năm thứ tư, ta là năm hai, Nguyễn Khê nghe xong đầu, biểu thị biết, Nguyễn Hồng Quân vừa rồi không có thể nói, cái này liền bận biệu lại lên tiếng hỏi, đại tỷ, ngươi hôm nay dự định đi lớp mấy, nếu không liền đi lớp chúng ta đi, lớp chúng ta a à đều là ta quyết định, ta bảo kê ngươi, Nguyễn Khê nhìn về phía hắn cười cười, ta đi ngủ niên cấp. Chương 54, quá khác thường, một đoàn người tới trường học, tại bên lề đường phân đạo, Diệp Thu Văn cùng Diệp Phàm người hướng đường cái đối diện sơ trung bộ, còn lại đều trực tiếp tiến bên lề đường học bộ đại môn đương nhiên nguyễn thu dương vẫn là không cùng nguyễn khê các nàng cùng một chỗ ở giữa cách khoảng cách cắt cắt nguyễn thu dương vào trường học sau đại môn không lâu liền nhảy lên một chút không gặp nguyễn khê cùng nguyễn hồng quân mấy người tới trường học lầu dạy học trước lại tán một đợt nguyễn thu nguyệt hướng năm hai phòng học nguyễn hồng quân năm thứ tư phòng học mà nguyễn khê cùng nguyễn khiết thì ngủ niên cấp phòng học tách ra thời điểm nguyễn hồng quân xông nguyễn khê hô đại tỷ ta ngay tại bang này có chuyện gì tới tìm ta chờ Nguyễn Hồng Quân hô xong móc ra trong túi sách thương nhảy vào mình lớp phòng học, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết cũng liền tiến trước mắt phòng học, tiếng sau không biết có có chỗ ngồi, liền ở phòng học đứng phía sau đợi một chút, đợi đến lên lớp tiếng chuông vang lên, lão sư kẹp lấy tài liệu giảng dạy tiếng phòng học, cùng đồng học ở giữa tiến hành đứng dậy vấn an hỗ động, Nguyễn Khê nhìn thấy phòng học cuối cùng sắp xếp bên cạnh còn lại chỗ ngồi, liền cùng Nguyễn Khiết ngồi qua. Hai người bọn họ hiện tại có sách giáo khoa, cũng chỉ có thể xuất ra bản bút ký cùng cổ hộp, ngồi tại vị trí trước nhìn xem lão sư nhìn xem bản đen, chuyên tâm nhận nghe lão sư giảng, Nguyễn Khê nghe tự nhiên không áp lực, cho nên thỉnh thoảng sẽ, sau đó ngay tại nàng lần nữa nhìn xem bản đen thời điểm, chợt nghe đến cửa phòng học truyền đến âm thanh, báo cáo, Nguyễn Khê hồi, cùng những bạn học khác xem xét hướng cửa phòng học, liền chỉ thấy Nguyễn Thu Dương đeo bọc sách, cùng một cái khác đâm đem xoát đầu nữ hài đứng cùng một chỗ, chính nhất tay tại đầu một bên. Chờ lão sư nói tiếng đến, lão sư nhìn nàng hai một chút, nói tiếng đến, chỉ hỏi, làm gì rồi? Nguyễn Thu Dương nói, bụng đau, đi nhà xí. Lão sư tốt ánh mắt liếc nàng hai một chút, có chút không vui nói, tiếng đến, Nguyễn Thu Dương cùng Tô Manh Manh thả tay xuống tiếng phòng học, đến bàn học đường vắng bên trong vừa bước, nàng chợt nhìn thấy mình cùng Tô Manh Manh chỗ ngồi bị người cho chiếm, mà lại chiếm nàng chỗ ngồi người thế mà là Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết, ai bảo các nàng ngồi, đem nàng chỗ ngồi đều ngồi bẩn. Nguyễn Thu Dương tại hướng trên chỗ ngồi thời điểm, cùng Nguyễn Khê đối mặt, con mắt liền đã tối xuống, nàng dự định là đến bàn học một bên, trực tiếp để Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết lăng đi, kết quả nàng vừa tới bàn học bên cạnh còn mở miệng, chợt nghe đến lão sư trên bục giảng nói câu, Nguyễn Thu Dương tô manh manh, hai người đến đứng phía sau nghe giảng bài, Nguyễn Thu Dương, nàng vừa muốn lối ra lời nói nghẹn tại tiếng nói bên trong, vô ý thức quay đầu chính là một câu, dựa vào cái gì a? À? lão sư ánh mắt không vui nhìn chầm chầm nàng bên trên 10 tiết khóa đến trễ 8 tiết, ngươi cứ nói đi, nhìn Nguyễn Thu Dương không nguyện ý, hắn lại trọng khiển trách một câu, nhanh lên. Đừng lãng phí mọi người thời gian, cái này lão sư là bọn hắn ban khó nhất gây một cái lão sư, Nguyễn Thu Dương có biện pháp, đành phải nghẹn đầy bụng khí, cùng tô manh manh cùng một chỗ đến đằng sau trước tấm bảng đen đứng, đứng thời điểm phòng lên miệng. Một mực hung hăng nhìn chầm chầm Nguyễn Khê, Nguyễn Khê căn bản không quay đầu lại, tự nhiên nhìn không thấy nàng mắt cùng sắc mặt, chẳng qua trong nội tâm nàng biết, Nguyễn Thu Dương khẳng định lại muốn tức chết, nàng không để ý nàng, để nàng nín chết chính mình là xong. Nguyễn Thu Dương nhìn Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết trực tiếp xem nàng như không khí, ngồi tại nàng cùng tô manh manh trên chỗ ngồi nhận nghe giảng bài, nhất là lão sư còn thỉnh thoảng nhìn xem hai nàng giảng, nàng quả nhiên tức giận đến phổi đều muốn nổ tung, cũng chỉ có thể kìm nén. Nhanh đến nghỉ thời điểm có chút không nín được, vừa vặn gọi nàng bắt được một cái cơ hội, lão sư tại trên bảng đen ra một đạo đề, Hỏi có có hội, đề trở ra có chút siêu khó, hơn mấy người tại trên bảng đen tô tô vẽ vẽ một trận, cuối cùng đều lắc đầu xuống tới, nhìn có người sẽ. Lão sư đang muốn mở miệng giảng thời điểm, Nguyễn Thu Dương chợt đứng ở phía sau nói một câu, chúng ta sẽ không, hôm nay trong phòng học không phải còn có cái dự thính đại đồng học nha, các nàng hẳn là sẽ a. À. Lời này vừa nói ra, lão sư cùng tất cả đồng học đều nhìn về Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết xác thực lớn tại bọn này ngũ niên cấp hài ở trong to đến đặc biệt rõ ràng. Nguyễn Khê quay đầu nhìn một chút Nguyễn Thu Dương, trong lòng tự nhiên minh bạch, nàng chính là nghẹn đầy bụng, sự tình kiếm chuyện nghĩ thẹn nàng cùng Nguyễn Khiết một chút, bởi vì nàng biết các nàng làm sao từng đi học, năm hai đề đều không nhất định hội, chẳng qua là hài tâm lý, bắt lấy điểm cơ hội liền nghĩ trả thù lại, dù sao chính là muốn để nàng cùng Nguyễn Khiết không thoải mái, bởi vì Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết là trên lớp học nghe giảng bài nhất nhận, lão sư cái này tiết khóa đối nàng hai ấn tượng phi thường tốt, không ít lần giảng bài đều là trực tiếp đối hai nàng giảng, thế là hiện tại thái độ cũng tốt, chỉ hỏi, có muốn thử một chút hay không? Sợ Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiếp tâm lý có gánh vác, hắn lại bù một câu, thử một lần, sẽ không cũng quan hệ. Nguyễn Thu Dương vốn lại nói một câu, các nàng như thế lớn, sẽ không cũng quá mất mặt đi, cái này tiết tấu mang thật tốt, lập tức trong lớp hài gật đầu biểu thị tán đồng. Nguyễn Khê im lặng vừa bất đắc dĩ cười một chút, đứng lên nói, lão sư, vậy ta liền thử xem đi. Lão sư tại phấn viết trong hộp cầm lấy một cây phấn viết, chờ Nguyễn Khê đến một giảng bên cạnh thời điểm, hắn đem phấn viết đưa tới Nguyễn Khê trong tay. Nguyễn Khê tiếp xuống đứng ở bảng đen một bên, không chút do dự đặt bút bài thi, học ngũ niên cấp đề mục, lại là siêu khó đối với nàng mà nói cũng là rất đơn giản. Nàng rất nhẹ nhàng viết xong bài thi trình tự, đến bục giảng bên cạnh buông xuống phấn viết, liền về mình chỗ ngồi. Lão sư lúc này quét về phía trong lớp những bạn học khác, hỏi mọi người, các ngươi cảm giác được đúng hay không? Người lên tiếng, Nguyễn Thu Dương mắt trợn trắng xùy một tiếng, đương nhiên không đúng. Lão sư nhìn về phía nàng thời điểm mắt tối sầm lại, nói chuyện liền có chút tính tình ở bên trong. Nguyễn Thu Dương đồng học, vậy xem ra ngươi là sẽ, cái kia phiền phức ngươi đến nói một chút cái này để làm thế nào? Nguyễn Thu Dương ngược lại là lẽ thẳng khí hùng, khó như vậy, ta đương nhiên sẽ không nàng liền đơn giản ứng dụng đề cũng sẽ không, mặc dù nàng sẽ không, nàng biết lấy Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết tên nhà quê trình độ đến nói, càng là không thể nào hội, bọn hắn nông thôn căn bản có lão sư, học liền lên năm, làm sao lại khó như vậy ngủ niên cấp đề, lão sư chầm chầm nàng một lát, đem bục giảng phấn viết nhặt một chút ném vào phấn viết hộp, sau đó lại nhìn một chút trong phòng học những bạn học khác, cuối cùng mở miệng nói, đây chính là tiêu chuẩn đáp án, tất cả đều cho ta xem thật kỹ một chút vừa nói vừa nhìn về phía Nguyễn Thu Dương, Nguyễn Thu Dương, tiêu chuẩn này đáp án ngươi cho ta chết 10 lần. Chết đến minh bạch là chuyện gì xảy ra mới thôi. Nếu như không biết, lại chết 10 lần, ta hạ tiết khóa tới kiểm tra, Nguyễn Thu Dương bỗng dưng sững sờ, con mắt trừng lớn như trâu mắt, nàng vừa muốn nói chuyện, tiếng chuông tan học ở phòng học bên ngoài vang lên, lão sư thu thập giáo án người, dẫm lên chuông tan học âm cuối ra phòng học, tiếng chuông nghỉ trong phòng học đồng học đều quay đầu lại nhìn Nguyễn Thu Dương náo nhiệt, có kia nghịch ngợm tại kia lặp lại, Nguyễn Thu Dương, chết 10 lần. Làm không rõ ràng lời nói, lại chết 10 lần, tiếp lấy lại có người nói, cái này kêu cái gì? Cái này gọi dời lên tảng đá nện chân mình, nói xong trong phòng học truyền ra một trận cười vang, Nguyễn Thu Dương lại mặt dày mặt cũng đỏ, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết lúc này cũng đã đem túi sách thu thập xong, cầm túi sách đứng người lên thời điểm, Nguyễn Khê nhìn về phía Nguyễn Thu Dương mỉm cười nói, vui vẻ sao? Nguyễn Thu Dương tức giận đến đỏ mặt cũng xấu hổ được sủng ái đỏ, nàng bởi vì đánh không lại Nguyễn Khê, cho nên cũng dám đối Nguyễn Khê ra tay, càng có cãi lại, nàng nghẹn đỏ mặt nhìn xem Nguyễn Khê ra phòng học, chỉ đem quai đeo cặp sách siết chặt, câu manh manh ở bên cạnh nhìn xem Nguyễn Khê mang theo Nguyễn Khiết ra phòng học, âm thanh hỏi một câu Nguyễn Thu Dương một câu, đây chính là ngươi báo thù kế hoạch sao, giống như có muốn nàng đẹp mắt, cũng có xuất khí. Nguyễn Thu Dương tức chết, quay đầu nhìn về phía Tô Manh Manh. Xấu hổ, giống như nói nhầm nữa nha, Tô Manh Manh biểu lộ thu vào, yên lặng trở lại trên chỗ ngồi ngồi. Ngũ niên cấp không chỉ một lớp, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết rời đi Nguyễn Thu Dương lớp này về sau, lại khác tìm một cái phòng học tiếng, có bàn học, liền liền chuyển cái băng ghế ngồi ở phòng học phía sau cùng, an tâm nghe lão sư giảng bài, nghe xong buổi sáng mấy tiết khóa, tự nhiên tại tan học tiếng chuông bên trong thu thập túi sách về nhà ra phòng học thời điểm nguyễn khê nghe được nguyễn hồng quân tại bọn hắn cửa lớp miệng sư hống một tiếng đại tỷ ta chờ ca ngươi trước trong nhà chúng ta hội sư nguyễn khiết mỗi lần vừa nghe đến nguyễn hồng quân nói chuyện liền không nhịn được tại miếng môi lại cười mà nhìn xem nguyễn khê nhịn không được cười làm sao dừng nguyễn khiết một cái có cái này một cái đệ đệ phong cách rất na nguyễn thu nguyệt từ cửa phòng học tới một đường đều tại ghét bỏ nhìn nguyễn hồng quân nàng đeo bọc sách đến nguyễn khê trước mặt mở miệng nói, đại tỷ, ta nói có đúng hay không? Hắn chính là cái ngốc, Nguyễn Khê nhịn không được cười, thanh thanh tiếng nói nói, chúng ta về nhà trước đi, bởi vì muốn cùng Nguyễn Khê Nguyễn Kiếp cùng một chỗ, Nguyễn Thu Nguyệt liền cùng đồng học một đạo, dù sao các nàng đồng học nhiều, mà lại lẫn nhau ở giữa đều biết, mà lại phần lớn đều ở tại trong đại viện, tùy tiện kéo người đều là bạn, ra trường học cửa trường, lại có Nguyễn Hồng Quân cái kia ngốc quấy rầy, nguyễn thu nguyệt mới có cơ hội cùng nguyễn khê nói buổi sáng sự tình nàng âm thanh hỏi nguyễn khê nói đại tỷ ngươi buổi sáng tại sao phải gây ba ba sinh khí a mà lại nguyên nhân không phải đừng là ba ba để ma ma cho ngươi cùng nguyễn khiết mua đông nguyễn khê cười một chút hắn là ai a vì cái gì không thể gây ta xác thực không cần bọn hắn mua cho ta đông quên chính là quên làm bộ làm tịch bổ người tới hiếm có tựa như đem ta ném ở nông thôn mười mấy năm mặc kệ cũng đừng coi là dẫn ta tới trong thành lừa gạt ta mấy năm đã cảm thấy là đền bù, về sau bọn hắn đối ta liền lớn bấy nhiêu ân tình, đã bọn hắn lừa gạt ta, ta cũng cần phải làm bộ làm tịch khách khí với bọn họ. Lại nói, ta chỉ nói là một câu mua ta cũng sẽ không cảm kích bọn hắn, hắn phát cái gì tính tình. Làm sao, chẳng lẽ ta hẳn là đối với hắn mang ơn? Nguyễn Thu Nguyệt ngửa đầu nhìn xem nàng, thế nhưng là lời này, bọn hắn khẳng định sẽ càng ngày càng không thích ngươi nguyễn khê lại cười một chút ta tại sao phải bọn hắn thích ta bọn hắn thích ta sẽ đem ta ném ở nông thôn mặc kệ bọn hắn không thích ta cùng càng ngày càng không thích ta lại có thể lớn bao nhiêu khác biệt đâu với ta mà nói dù sao đều một không quan trọng ta tới đây không phải vì làm bọn hắn vui lòng càng không phải là vì tốn tâm tư để bọn hắn thích ta đương nhiên nếu như bọn hắn không cách ứng ta ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ để bọn hắn xấu hổ khó xử Nguyễn Thu Nguyệt ngưng nghĩ nghĩ, cảm thấy Nguyễn Khê xác thực không cần lấy lòng cha mẹ nàng. Nguyễn Khê cùng các nàng huynh đệ tỉ muội mấy cái không đồng nhất, Nguyễn Khê mình có tiền, lại cùng cái nhà này tình cảm, lấy lòng cha mẹ nàng đồ cái gì đâu, hoặc là, đồ bọn hắn cho sau này cho tiền công việc, là coi như không thích, Nguyễn Trường Phú về sau cũng sẽ cho Nguyễn Khê Nguyễn Khiết thu xếp công việc. Dù sao người đều đã từ nông thôn nhận lấy, đây chính là phải chịu trách nhiệm ý tứ, coi như bình thường không thích, đối với việc này cũng không có khả năng mặc kệ, bọn hắn cũng không thích nàng A, à. về sau một hồi thu xếp, dù sao nàng vẫn là Nguyễn gia người nha. Nguyễn Thu Nguyệt thậm chí nhịn không được nghĩ, nếu như nàng cũng có tiền lời nói, nàng cũng dám kiên cường, hừ, nàng kỳ thật cũng không phải nghĩ tới mặt này, nàng hiểu chuyện về sau liền nghĩ qua, đợi nàng công việc sau này độc lập, có thế không trở lại liền không trở lại, bởi vì hiện tại trả, pháp độc lập, cho nên chỉ có thể cái gì đều nhịn phụ mẫu coi nhẹ nàng ủy khuất nàng chịu đựng, Nguyễn Thu Dương khi dễ nàng cũng chịu đựng, cái gì đều nhịn. Lần này bọn hắn tại Nguyễn Khê Nguyễn Khiết vừa tới nơi này thời điểm liền cái này coi nhẹ các nàng, chẳng lẽ để Nguyễn Khê cũng chịu đựng, bọn hắn xác thực đem sự tình làm được gọi người cách ứng, làm được nát nhừ, còn không cho phép người có ý kiến nói ra sao, nghĩ tới đây Nguyễn Thu Nguyệt trong lòng thản nhiên, nhìn về phía Nguyễn Khê nói, đại tỷ chỉ cần ngươi không quan trọng liền tốt, Nguyễn Khê sờ sờ đầu nàng, chúng ta đều một. Đương nhiên, Nguyễn Khê không có ý định tốn tâm tư lấy lòng Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh, cũng sẽ không tốn tâm tư sự tình liền kích thích bọn hắn cùng bọn hắn cãi nhau. Lần này sẽ náo lên, thuần túy là bởi vì nàng vừa tới, mà bọn hắn đem sự tình làm được quá không cách ứng. Mặt này nàng cũng đã sớm nghĩ tới, về sau nàng cùng Nguyễn Trường Phú giao lưu cùng hỗ động sẽ không nhiều. Nàng mỗi ngày đi học, Nguyễn Trường Phú thì mỗi ngày đi làm, bận biểu thời điểm hắn ăn ở đơn vị, có đôi khi còn muốn đi công tác thậm chí 10 ngày nửa tháng không trở lại, bọn hắn có thể gặp mặt cơ hội coi như cũng sẽ không làm sao nhiều, còn lại mẹ ruột Phùng Tú Anh, nàng tự nhiên đã sớm nhìn ra, Phùng Tú Anh căn bản không nghĩ ở trên người nàng phí một điểm tâm, cho nên trọng yếu như vậy sự tình đều có thể quên, bởi vậy càng không khả năng cùng nàng có bao nhiêu giao lưu cùng hổ động, giao lưu cùng hổ động sẽ không nhiều, nghĩ tấp nập cãi nhau tự nhiên cũng là không thể nào, lẫn nhau không trông cậy vào cũng đừng làm trên mặt kia một bộ, liền lấy nhất thực trạng thái ở Trung Hạ là tốt nhất. Cái này sự tình nói đến đây Nguyễn Thu Nguyệt cũng buông lỏng, cái gì lại muốn nói cái gì, dù sao nói đến nói đều kia, thực sự có ý tứ gì. Cùng Nguyễn Khê Nguyễn Kiếp sóng vai một hồi, nàng bỗng nghĩ đến điểm đừng, liền bận biệu lại nhìn xem Nguyễn Khê Nguyễn Kiếp nói, đại tỷ đường tỷ, các ngươi gần đây có có phát hiện, Nguyễn Thu Dương nàng có điểm là lạ. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Kiếp còn nhiều chú ý Nguyễn Thu Dương, liền lắc đầu, chỉ hỏi, quái chỗ nào? Nguyễn Thu Nguyệt thanh thanh giọng nói, các ngươi chú ý sao? Các ngươi vừa tới trời, Nguyễn Thu Dương mỗi lần buổi sáng đều muốn dành với chúng ta phòng rửa mặt, là gần đây mấy ngày nay, nàng đều là cái cuối cùng rửa ráy mặt mũi tới. Nguyễn Khê nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tự như là, có vấn đề gì sao? Nguyễn Thu Nguyệt dựng thẳng lên một cây ngón trỏ, tình nghiêm túc nói, mà lại nàng không chỉ có mỗi lần đều là cái cuối cùng xuống tới, xuống tới ngồi xuống về sau, nàng cũng đều sẽ hỏi Diệp Thu Văn một câu, thân thể có có cái gì không thoải mái, cái này Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiếp cũng không nhớ kỹ, dù sao có rất chú ý Nguyễn Thu Dương đang làm gì, Nguyễn Thu Nguyệt là bị Nguyễn Thu Dương khi dễ nhiều cho nên thói quen chú ý nàng, tại Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiếp ánh mắt nghi ngờ bên trong, nàng nói tiếp, mỗi ngày ta đều ngồi tại Nguyễn Thu Dương bên cạnh ăn điểm tâm, ta mũi là trong nhà nhất linh, ta phát hiện mấy ngày gần đây nhất. Trên người nàng kem bảo vệ da hương vị biến. Nguyễn Khê rốt cục nghe ra trong lời nói trọng điểm, nàng tại trong đầu vuốt một chút Nguyễn Thu Nguyệt tất cả lời nói, một lát sau nhìn xem Nguyễn Thu Nguyệt nói, ngươi ý là, nàng trộn dùng dịp thu văn kem bảo vệ da, Nguyễn Thu Nguyệt vẫn là dựng thẳng một ngón tay, thông minh, nàng như cái thám tử một, ta mũi tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, Nguyễn Thu Dương gần đây dùng kem bảo vệ da cùng chúng ta dùng là một, mà lại nàng mỗi ngày đều sẽ hỏi dịp thu văn thân thể có có không thoải mái, là bởi vì nàng biết Diệp Thu Văn bôi kém kem bảo vệ da sẽ mặc ngứa, nàng dùng Diệp Thu Văn kem bảo vệ da, lại đem mình kem bảo vệ da bổ tiếng. Nguyễn Khiết nhớ tới, thế nhưng là buổi sáng Diệp Thu Văn nói nàng thân thể có không thoải mái a. À? Nguyễn Khê quay đầu nhìn về phía nàng, nhìn xuống trực tiếp bật cười. Nguyễn Khiết không biết nàng vì cái gì cười, còn ngẩn người. Nguyễn Thu Nguyệt dùng ngón tay tại huyệt Thái Dương bên cạnh đi một vòng, gọi Nguyễn Khiết, đường tỷ, ngươi lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Nguyễn Khiết nắm bắt quai đeo cặp sách hướng phía trước, ngưng nghĩ lại một trận, sau đó đột nhiên giật mình, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thu Nguyệt, có chút hưng phấn nói, ta biết, dịp thu văn nàng đang nói láo. Nàng bôi kém kem bảo vệ da căn bản liền sẽ không mặt ngứa, Nguyễn Thu Nguyệt gật đầu, vâng, Nguyễn Khiết đưa tay hư che miệng, có chút giật mình, không phải đâu. Nàng đến cùng nói bao nhiêu nói láo a? À? Nguyễn Thu Nguyệt bày ra tư thế nói, ta muốn đem nàng trên mặt tầng kia giả gia triệt để kéo xuống đến bởi vì sơ trung tan học hơi chậm một chút cho nên nguyễn thu dương cùng bình thường một sau khi tan học tại sơ trung cao trung bộ cửa chính chờ lấy đợi đến dịp thu văn từ trong cửa lớn ra tới nàng chạy lên đeo bên trên dịp thu văn cánh tay cùng nhau về nhà hôm nay nàng tâm tình không tốt nhìn thấy dịp thu văn liền đem nguyễn khê mắng cái thương tích đầy mình nàng một bên dưới chân một bên đá thạch kìm nén bực bội rất là tức giận nói đại tỷ ngươi nói nàng có phải là khắc ta a? À? làm sao mặc kệ tới chỗ nào, mặc kệ là trong nhà vẫn là trường học, chỉ cần ta cùng với nàng đụng tới, ta liền xui xẻo như vậy đâu. Diệp Thu Văn hút khẩu khí nói, không phải đã sớm nói cho ngươi nha, để ngươi đừng trêu chọc nàng, ngươi chính là không nhớ được, nàng liền cha cũng dám sặc, đem cha khí kia, ngươi còn dám trêu chọc nàng, ta cũng là sắc phục ngươi. Nguyễn Thu Dương nhìn Diệp Thu Văn cũng nhanh đối nàng kiên nhẫn, nói chuyện không còn ôn nhu, đành phải nhếch nhếch miệng nhận thua nói, được rồi, ta lần này ghi nhớ, về sau tuyệt đối tuyệt đối lại không còn chủ động trêu chọc nàng. Chúng ta liền an tâm chờ lấy, chờ ba ba ngày nào kiên nhẫn động thủ đánh nàng, đem nàng chạy về nông thôn, Diệp Thu Văn liếc nhìn nàng một cái, hy vọng ngươi lần này có thế vững vàng đi, Nguyễn Thu Dương xoát dựng thẳng lên ngón tay, ta phát thệ, đợi các nàng tốt, Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm ở phía sau cũng tốt. Nguyễn Hồng Quân hiện tại trực tiếp không đem Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương người để vào mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực cố ý từ hai nàng trước mặt qua, không không chào hỏi còn muốn hô một câu, đại tỷ, ta vượt qua địch nhân đến cùng ngươi hội sư. Nguyễn Thu Dương, nàng nghĩ lên một chân đạp lăn cái này xuẩn đông, Diệp Phàm theo ở phía sau, cũng từ các nàng bên cạnh trực tiếp qua. Nguyễn Thu Dương quản Nguyễn Hồng Quân kia ngốc, đưa tay một phát bắt được Diệp Phàm, bắt lấy sau nhìn xem hắn hỏi, "Ca Ngươi làm sao cũng ăn cây táo rào cây sung cùng Nguyễn Khê các nàng tốt lắm, Thu Văn tỷ mới là ngươi thân tỷ a." À. Diệp Phàm liếc nhìn nàng một cái, đều là người một nhà, không phân cái gì trong ngoài đi, mà lại Nguyễn Khê là ngươi thân tỷ, Nguyễn Thu Dương, cái này đều là ai a? À? Người nào a?" À? Diệp Phàm quản nhiều nàng, gỡ ra tay nàng liền hướng phòng bên trong, đến phòng khách trên ghế salon để sách xuống bao, lại phòng bếp giúp Phùng Tú Anh xới cơm bưng cơm. Hắn bình thường trong nhà chỉ cần có cơ hội đều sẽ chủ động giúp làm chút sống, dù sao phụ mẫu không phải hắn cha mẹ ruột, hắn làm không được đương nhiên hưởng thụ hiện hữu hết thảy, hắn không giống Nguyễn Hồng Quân nghịch ngợm như vậy, sau Nguyễn Hồng Quân hiểu chuyện an tâm, là bởi vì hắn cảm thấy mình tư cách tùy hứng, ngượng ngùng cho Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh nhiều thêm phiền phức, cho chặt cơm lấy được đũa, Nguyễn Trường Phú vừa vặn cũng tốt, hắn lần này không chỉ người tốt, trong ngực còn ôm rất nhiều đông trở về, người khác còn có phản ứng gì? Nguyễn Hồng Quân nhìn thấy những cái kia đông nháy mắt liền hưng phấn lên, hắn vọt thẳng đến Nguyễn Trường Phú trước mặt, con mắt phát ra ánh sáng nói, cha, ngươi làm sao mang nhiều như vậy đông trở về a? À? hơn nửa thoạt nhìn đều là mới, Nguyễn Trường Phú không để ý tới hắn, duỗi chân một cái đem hắn đặt xuống mở, nhìn về phía Nguyễn Khê Nguyễn Khiết nói, hai ngươi tới đây cho ta, nên nói buổi sáng đều nói qua, nhau nhau cũng cãi nhau, Nguyễn Khê hiện tại tự nhiên không cùng hắn lại cưỡng, trên mặt nàng cũng cái gì mềm mại sắc, trầm mặt mang theo nguyễn khiết trước mặt hắn nhìn xem hắn nói làm sao rồi nguyễn trường phú rõ ràng vẫn là có tính tình trừng mắt nhìn xem nàng nói xem trọng lần trước buổi sáng cái gì cũng làm cho ngươi cùng khiết làm ra sách mới bao trọn vẹn tân cụ còn có quân trang đều là người mới xuyên qua còn có ngươi muốn sách giáo khoa khóa ngoại sách ta có thể tìm tới toàn bộ đều ở nơi này nguyễn khê đương nhiên biết trừ sách cái khác đông đô là cái này năm tốt nhất nhất thời thượng nhất phong cách, nhìn Nguyễn Hồng quân mắt tỏa ánh sáng liền biết, chính là cán bộ đệ, cũng hiếm có những cái này đông hiếm có có phải hay không. Nguyễn Trường Phú bình thường đại khái là không quen lấy Nguyễn Hồng quân, cho nên Nguyễn Hồng quân đều là trộn hắn y phục mặt ra sóng. Nguyễn Khê nhìn một chút Nguyễn Trường Phú, sắc mặt không biến hóa, một lát trả lời một câu, nha, nhìn Nguyễn Khê cái này, Nguyễn Trường Phú vẫn như cũ đầy bụng tính tình ép không hạ, lớn giọng lên tiếng nói, ta không muốn ngươi cảm kích ta, ta cũng xác thực không dám muốn ngươi cảm kích ta, là ta Nguyễn Trường Phú thiếu ngươi, nói xong gọi Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm ôm vào, phóng tới ngươi nhị tỷ trong phòng ngủ, Nguyễn Hồng Quân ứng thanh vội vàng đi lên, đưa tay ôm một nửa đông trong ngực, còn lại một nửa để lại cho Diệp Phàm sau đó hắn một bên hướng trên lầu ôm một bên hút trượt lấy nước bọc đối Diệp Phàm nói, giờ này khắc này, ta đối đại tỷ của ta cùng ta đường tỷ trong nội tâm tràn ngập vô hạn đố kỵ, bọn chúng mạnh mẽ sinh trưởng, quả thực muốn phá thể mà ra sau đó trầm bồng du dương địa a năm âm thanh dịp phàm bị hắn a phải mắt trận trắng dưới lầu người khác đã đều tại cạnh bàn ăn ngồi xuống tất cả mọi người sắc mặt đều có chút quái đương nhiên mỗi người cũng đều có mỗi người tâm tư nguyễn thu dương cảm giác ngồi không yên liền kéo dịp thu văn một chút đại tỷ ngươi theo giúp ta đi nhà vệ sinh đi dịp thu văn ứng thanh tốt cùng với nàng đứng dậy nhà vệ sinh đến nhà vệ sinh đóng cửa lại nguyễn thu dương câu mày vừa nói trời ạ à, đây là ý gì a à? nguyễn khê buổi sáng đem cha khí cái kia liền điểm tâm đều ăn hắn thế mà ở đơn vị bận rộn nửa ngày mang nhiều như vậy tốt đông trở về cho các nàng cái kia quân trang ta hỏi hắn muốn bao nhiêu hồi a à? hắn đến bây giờ một bộ đều mang cho ta qua dịp thu văn biểu hiện trên mặt cũng làm được thật nhiều trong lòng thậm chí sinh ra rất lớn cảm giác nguy cơ nàng cũng hiểu rõ nguyễn trường phú vì sao lại cái này buổi sáng bị nguyễn khê khí kia Kết quả phản ứng thế mà là cái này. Làm sao có thể chứ? Hắn mặc dù trên mặt biểu hiện được vẫn như cũ rất tức giận, là hành vi bên trên không phải, rõ ràng đến Nguyễn Thu Dương đều nhìn ra, hắn đây là tại lấy lòng Nguyễn Kê sao? Sau đó ý nghĩ này vừa ra tới, chính nàng đều bị kinh đến, trong nhà nhiều như vậy người, cho tới bây giờ chỉ có người khác lấy lòng Nguyễn Trường Phú, nào có hắn Nguyễn Trường Phú lấy lòng người khác, nàng thực sự không hiểu. Nguyễn Khê đến cùng kích động đến hắn cái kia cây kinh rồi, đây cũng quá mức tại khác thường, nàng vẫn cảm thấy, Nguyễn Trường Phú bây giờ còn có thể đối Nguyễn Khê tha thứ một chút, là bởi vì nàng từ nông thôn vừa tới, chờ qua một đoạn thời gian hắn đối Nguyễn Khê kia nhẫn khô kiệt, lấy Nguyễn Khê kia một điểm liền nổ tính tình, nói chuyện lại khó nghe, trong nhà khẳng định cái gì tốt ngày qua, coi như hiện tại nhìn như vậy, giống như không phải chuyện như vậy, nàng tiếng nói làm được lợi hại, phát ra ngốc nửa ngày đều có nói ra lời. Nguyễn Thu Dương nhìn nàng không nói lời nào, đưa tay rung một cái bả vai nàng, lắc nàng hồi, nhìn xem nàng nói, "Tỷ, ngươi nghe được ta nói chuyện có a?" À? "Cho đây là ý gì a?" À? "Hắn có phải là uống nhầm thuốc à nha?" Diệp Thu Văn về nhẹ nhàng hút khẩu khí, "Ta cũng không hiểu, ta cảm thấy chúng ta tạm thời vẫn là đừng quản những sự tình này, nhìn xem tiếp xuống tình huống rồi nói sau, hiện tại về trước ăn cơm đi." Nguyễn Thu Dương tức giận đến nghỉ dậm chân này chỗ nào còn có thể nuốt trôi a? À? Ta một hạt gạo đều ăn không vô á, Diệp Thu Văn bị nàng nói đến, cảm giác trong dạ dày đầy đến nỗi ngay cả nửa hạt gạo đều ăn không vô. Chương 55, bế ngôn hối lỗi, Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương từ xí ra tới trở lại phòng ăn, Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm cũng từ trên lầu đi xuống, Nguyễn Hồng Quân ngồi tại cạnh bàn ăn vừa đi vừa về xoay, cười đến liếm lát một gương mặt, đối Nguyễn Trường Phú nói, cha, xem ở ta gần đây biểu hiện tốt như vậy phân thượng đều không có ra ngoài đánh nhau gây chuyện khiến người bận lòng cũng cho ta làm bộ quân trang mặt một chút chứ sao nguyễn trường phú nhìn hắn một ta nhìn ngươi cần lại biểu hiện biểu hiện nguyễn thu dương tiếp lấy lời nói liền hỏi vậy ta đâu nguyễn trường phú nhìn về phía nàng đợi sắc mặt trực tiếp trầm xuống ngươi có ý tốt mở miệng hỏi ngươi biểu hiện được không bằng hắn gần đây ngươi ở nhà náo bao nhiêu trận muốn ta từng bước từng bước nói với ngươi ra tới không muốn Nguyễn Thu Dương cúi đầu xuống đầu biểu môi, nhỏ giọng nói, Nguyễn Khê nàng liền không có náo sao? Là nàng đến mới náo, làm sao nàng náo cả nhà có người, buổi sáng đêm ngày cũng náo, ngươi cho nàng cùng Nguyễn Khiết dẫn quân trang. Nguyễn Trường Phú nhìn chầm chầm Nguyễn Thu Dương, trầm giọng nói, bởi vì nàng không phải không thủ nháo, nhiều lắm là có chút phải không tha người. Nghe nói như thế, Nguyễn Thu Dương bận biệu ngồi thẳng lên, trừng lên con ngươi nói, nàng có chút ít. Nàng có cái gì? nhìn xem nguyễn trường phú sắc mặt biến hóa nàng thanh âm chậm rãi yếu xuống tới lời nói đều chưa nói xong lại vùi đầu đi ăn cơm nàng một ngày này trời từ sáng sớm đến tối tận bị khinh bỉ thật là sắp tức chết cơm nước xong xuôi lên trên lầu phòng ngồi vào trước bàn gõ nàng xuất ra sách bài tập nhìn xem phía trên cái kia đạo đáng chết đề toán càng là tức giận đến đem răng đều cắn chặt sau đó cầm lấy bút bắt đầu chép cái này đáng chết đề toán sát vách phòng Nguyễn Khê mang theo Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt vào nhà đóng cửa phòng. Các nàng không có nắm tay túi sách buông ra đâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa. Nguyễn Khê mở cửa phòng đi xem, chỉ thấy là Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm đi theo lên. Nguyễn Hồng Quân cười nói, đại tỷ, vừa rồi ôm vào đến đều không hảo hảo sờ một chút, lại để cho ta xem một chút chứ sao. Nguyễn Khê tự nhiên không keo kiệt, đem cửa kéo ra, vào đi. Diệp Phàm mặc dù không giống Nguyễn Hồng Quân biểu hiện được như thế không có tiền đồ, nhưng hắn cũng là thích những cái này đông hắn đi theo nguyễn hồng quân đằng sau vào nhà cùng hắn cùng đi xem sách mới bao mới văn phòng phẩm chính yếu nhất chính là quân trang mới nguyễn hồng quân đem quân trang cầm nơi tay hung hăng hút khẩu khí hút trắng giả nói quá dễ ngửi dịp phàm ở bên cạnh đưa tay đẩy hắn một chút có khoa trương như vậy sao nguyễn hồng quân một giây khôi phục bình thường đương nhiên là có nếu không phải cái này hai bộ quân trang đều là kiểu nữ hắn khẳng định phải mượn tới xuyên ra ngoài lưu mấy ngày hai người bọn họ đến xem xong đông hút xong quân trang cũng liền không có quấy rầy nữa nguyễn khê nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt dù sao các nàng đều là nữ hài tử bọn hắn ra tới đóng cửa lại nguyễn hồng quân bỗng xoay người lại gõ nguyễn thu dương cùng diệp thu văn cửa diệp thu văn từ mặt đen cửa mở ra hỏi hắn làm sao rồi nguyễn hồng quân tùy tiện liếc nhìn một a à, không có gì điều tra một chút địch tình diệp thu văn làm sao liền làm sao liền không người đến đánh chết hắn a à? nguyễn hồng quân cùng dịp phàm đi nguyễn khê nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt tự nhiên đi xem nhìn những cái kia đông nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt chủ yếu là lật sách bao văn phòng phẩm cùng quân trang dù sao những cái này đông để người hiếm có nguyễn khiết thậm chí mặc lên người cho nguyễn thu nguyệt nhìn một chút cười đến rất ngượng ngùng hỏi nàng thế nào a à? có phải là rất không thích hợp nguyễn thu nguyệt lắc đầu nói à không rất thích hợp nhìn rất đẹp nguyễn khê không nhìn quân trang cũng không nhìn sách mới bao mới văn phòng phẩm nàng tại lật thả ở trên bàn sách sách giáo khoa cùng khóa ngoại tư liệu nguyễn trường phú giúp nàng tìm phải rất đủ chủ khoa sách giáo khoa đều có khóa ngoại tư liệu cũng thật nhiều mà lại không có làm nguyễn kiếp thử xong quân trang về sau lại cởi ra cho nguyễn thu nguyệt xuyên nguyễn thu nguyệt vóc dáng thực sự quá nhỏ mặc vào dài một đoạn giống hát vỡ kịch liền phất tay áo tử dạo qua một vòng chuyển xong nàng cởi quân trang phóng tới trên giường quay đầu bỗng nhìn thấy bàn đọc sách một góc bên trên nhiều rất nhiều đồ dùng hàng ngày Nàng đi đến bàn đọc sách một bên, đưa tay cầm lấy một cái uống nước cái chén nói, đây là mẹ cho các ngươi mua a. À? Nguyễn Khê đã sớm nhìn thấy, hiện tại chỉ liếc một, ứng thanh, hẳn là đi. Nguyễn Thu Nguyệt để ly xuống nhìn về phía nàng, ngươi sẽ không lại cho nàng a. À? Nguyễn Khê cười một chút, đương nhiên sẽ không, là bọn hắn thiếu ta. Nguyễn Thu Nguyệt nằm sấp ở trên bàn sách, nhìn xem Nguyễn Khê cười, đại tỷ, ta thế nào cảm giác ngươi lợi hại như vậy nha. Nguyễn Khê khóe miệng cũng vẫn treo cười cái kia lợi hại nha nguyễn thu nguyệt cười dù sao chính là rất lợi hại đem ba nàng tốt một trận đổi làm cho cha mẹ nàng như vậy thật mất mặt lại khó coi lại xuống đài không được sau đó bọn hắn không thể không đem nên mua đông cho mua nên làm sự tình cho làm sau đó không thể không nhận là thiếu nàng thiếu nàng bao nhiêu đâu thiếu nàng mười mấy năm nhân sinh mãi mãi cũng lừa gạt không đi đêm nay tâm tình tốt nguyễn thu nguyệt cũng liền không có lại phá hư dạng này tâm tình đi tìm nguyễn thu dương phiền phức Chân thật ngủ một giấc, ngày thứ hai lên tiếp tục tâm tình rất tốt đi học, hôm nay là thứ bảy, xong tiết học ngày mai chủ nhật có thể nghỉ ngơi một ngày. Hôm qua tại ngủ niên cấp nghe một ngày khóa, Nguyễn thiết cảm thấy đều không có cái gì áp lực, lấy Nguyễn Khê hôm nay liền không có lại mang nàng đi tiểu học nghe giảng bài, mà là cầm lên sách giáo khoa đi sơ trung bộ, tiếng lần đầu tiên niên cấp phòng học. Bởi vì không có tiếp xúc sơ trung trong tri thức cho, hiện tại thứ nhất học kỳ lại nhanh phải kết thúc, chương trình học tiến độ hơn phân nữa lấy nguyễn khiết nghe rất phí sức cơ bản cũng là hoàn toàn cũng nghe không hiểu chạng vạn tối tan học trên đường về nhà nàng cùng nguyễn khê nói không được a à, dạng này nghe giảng bài cũng là vô dụng nguyễn khê minh bạch liền nói kia là hoa trước từ cơ sở nhất học lên đi tiểu học cơ sở chúng ta đã đánh xuống tự học hẳn là không có vấn đề gì chúng ta cùng một chỗ ngươi có sẽ không liền hỏi ta nguyễn thu nguyệt nhìn các nàng thống khổ như vậy liền có chút khó hiểu nói cũng không cần thiết dạng này học đi nàng coi là nguyễn khê nguyễn khiết cũng không biết tình huống liền cùng với các nàng giải thích chỉ cần phân không có vấn đề bình lại không có phạm cái gì sai chính trị biểu hiện vẫn luôn không sai cầm tới tốt nghiệp trung học giấy chứng nhận là không có vấn đề căn bản không cần nhìn học tập tích đến đợi các ngươi cầm tới bằng tốt nghiệp ba ba là có thể đem các ngươi thu xếp ra ngoài lời nói không cách nào nói đến quá minh nguyễn khê liền cười nói thu nguyệt ngươi không có ở nông thôn ngốc ngươi giải không được cảm thụ của chúng ta ngươi biết nghĩ đọc sách lại ngay cả sách vở đều không đụng tới là cảm giác gì sao ngươi không biết chúng ta cơ hội này tới khó khăn thế nào ngươi nếu có thể trải nghiệm cũng sẽ đồng dạng liều mạng hấp thu tri thức nói nàng vỗ vỗ nguyễn thu nguyệt vai ngươi suy nghĩ một chút trên thế giới này có rất nhiều người đọc không dạy nổi sách có rất nhiều người nghĩ đọc mà đọc không được mà ngươi có thể hảo hảo ở tại cái này đọc sách ngươi có từ không cố gắng nhiều học tri thức Nguyễn Thu Nguyệt ngẫm lại có chút hổ thẹn, liền gật đầu nói, đại tỷ ngươi nói đúng, nói nàng ôm vào Nguyễn Khê cánh tay, về sau ta tất cả nghe theo ngươi. Nguyễn Khiếp giống như có cái nguy cơ đó cảm giác, bận biệu tại một bên khác đem Nguyễn Khê cánh tay ôm lấy, Nguyễn Khê nhịn không được cười một chút, liền bên trái đeo một cái bên phải đeo một cái, vui vẻ thoải mái mà đi lên phía trước. Nguyễn Khê nói làm liền làm, ban đêm cơm nước xong xuôi rửa mặt xong liền cùng Nguyễn Khiết tại phòng đứng đắn nhìn lên sách các nàng từ lần đầu tiên thứ nhất học kỳ sách giáo khoa học lên, từ cái thứ nhất đơn giản nhất tri thức điểm nhập môn, dắt tay hăm hở tiến lên, Nguyễn Thu Nguyệt ỉ vào đầu óc thông minh, tùy tiện học một ít ứng phó cuộc thi không vấn đề, lấy bình trở về cũng là không làm bài tập, nhưng hôm nay nghe Nguyễn Khê, nàng cũng liền chạy tới cùng một chỗ tham gia náo nhiệt làm bài tập học tập, là tỉ muội ba người ghé vào bàn đọc sách bên cạnh học được hoàng hôn thắp lên, mở lên đèn bàn, lại học đến đêm dài học mệt mỏi đi ngủ tự nhiên là chìm nhưng là sáng ngày thứ hai các nàng không thể ngủ nướng nguyễn hồng quân tại sắp ăn điểm tâm đợi chạy lên lâu đến đem các nàng cho kêu lên T. nguyễn khê nguyễn khiết nguyễn thu nguyệt cũng không có gì tính tình mau dậy rửa mặt một phen xuống lầu ăn cơm xuống lầu đến phòng ăn nhà người khác đã đều tại nguyễn thu dương hiện tại không trêu chọc nguyễn khê nguyễn khiết liền nhìn xem nguyễn thu nguyệt nói câu lưu muội muội ngươi bây giờ thật sự là kiêu ngạo thật lớn a Ngủ đến hiện tại cũng không dậy, yếu nhân đi lên gọi ngươi, để cha mẹ chờ ngươi. Nguyễn Thu Nguyệt tại bên cạnh nàng ngồi xuống, không có lên tiếng dựng nàng, chỉ đột nhiên dùng sức ngửi hai lần mũi, sau đó nhìn về phía Diệp Thu Văn hỏi, "Thu Văn tỷ, ngươi hôm nay cảm giác trên thân thể có hay không cái kia không thoải mái a?" À? Diệp Thu Văn nghe nói như thế vô ý thức cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì quá quen thuộc. Nhưng một không nghĩ ra đi vào đáy kỳ quái ở đâu, chính là trả lời một câu, "Không có a." À đều rất tốt nguyễn thu nguyệt cười cười vậy là tốt rồi ăn cơm trước đi dịp thu văn tâm là cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều nàng cầm lấy đũa ăn cơm sau đó ăn xong đang chuẩn bị đứng dậy rời đi đợi bỗng bị nguyễn thu nguyệt cho gọi lại mà nguyễn thu nguyệt không chỉ gọi lại nàng cũng tương tự gọi lại nguyễn thu dương nguyễn thu dương không giống dịp thu văn tốt tính mở miệng liền xong nàng gọi ta cùng đại tỷ làm gì cơm ăn xong hôm nay chủ nhật có có thể thật tốt nói sự tình. Nguyễn Thu Nguyệt từ ghế đứng lên, nhìn xem Nguyễn Trường Phú nói, cha, ta nhịn vài ngày, hôm nay ta muốn ở ngay trước mặt ngươi, ngay trước nhà có người trước mặt, vạch trần nhà hai kiện chuyện xấu, một kiện là Nguyễn Thu Dương, một kiện là Diệp Thu Văn. Nghe nói như thế, Nguyễn Trường Phú vô ý thức nhíu mày, thật tốt lại làm cái gì? Nguyễn Thu Nguyệt đi một phát bắt được Nguyễn Thu Dương thủ đoạn, dơ lên nói, vậy ta liền nói ngắn gọn. Nguyễn Thu Dương đố kỵ ta cùng đại tỷ đường tỷ đều dùng tốt kem bảo vệ da, lấy trộm dùng dịp thu văn kem bảo vệ da. Ta không biết các ngươi đều có chú ý hay không, Nguyễn Thu Dương mỗi sáng sớm đều sẽ hỏi dịp thu văn, thân thể nàng có cái gì không thoải mái, ta vừa rồi trước khi ăn cơm cũng hỏi, các ngươi cũng nghe đến, dịp thu văn một mực nói trên thân thể không có không thoải mái, nói đến đây, người khác không có phản ứng đến là chuyện gì xảy ra, dịp thu văn mặt dây lắc lục cái triệt để mà Nguyễn Thu Dương bị vạch trần trộn dùng kem bảo vệ da sự tình dây lát cũng bối rối một cái hất ra Nguyễn Thu Nguyệt Tay vội vàng phủ nhận nói ngươi con nào con ngươi nhìn thấy ta trộn dùng đại tỷ kem bảo vệ da rồi không có chứng cứ ngươi ngay tại cái này nói hưu nói vượng Nguyễn Hồng Quân từ trước đến nay thích nhất lẫn vào loại chuyện này nhìn Nguyễn Thu Dương có tật giật mình hắn lập tức nhảy ra cố làm ra vẻ nói Nguyễn Thu Dương ngươi rõ ràng đang nói láo nhà chúng ta số ngươi ngu xuẩn nhất mỗi lần nói láo đều đừng rõ ràng. Ngươi liền thừa nhận đi, Nguyễn Thu Dương quả thực muốn đi lên đánh chết hắn, rõ ràng ngươi mới là nhà ngu xuẩn nhất, Nguyễn Hồng Quân cũng không nhận, con ngươi chợt trừng lên đến, nói hưu nói vượng. Chính là ngươi là ngu xuẩn nhất, Nguyễn Thu Dương, ngươi ngu xuẩn nhất, Nguyễn Hồng Quân, ngươi siêu cấp không đáy thiên hạ đệ nhất ngu, Nguyễn Thu Dương, toàn bộ bắn ngược, Nguyễn Hồng Quân con ngươi lại trừng lên, ngươi chơi lại, Nguyễn Thu Dương lại muốn nhau nhau, bị Nguyễn Trường Phú đập bàn một cái đánh gãy. Nguyễn Trường Phú nhìn xem Nguyễn Thu Nguyệt, Thu Nguyệt, lời không thể nói lung tung. Ngươi phải xuất ra chứng cứ tới. Nguyễn Thu Nguyệt không nhiều nói nhảm, quay người hướng trên lầu đi. Các ngươi đi theo ta. Nguyễn Trường Phú đối loại sự tình này nghiêm túc, lập tức liền đứng dậy đi theo Nguyễn Thu Nguyệt đi lên lầu. Diệp Phạm Lực chú ý cũng toàn đối với chuyện này, đối Nguyễn Hồng Quân cùng Nguyễn Thu Dương ầm ỉ không hứng thú, đi theo Nguyễn Trường Phú đằng sau cùng đi lên lầu. Phùng Tú Anh không có đứng dậy nàng chỉ cảm thấy cái nhà này gần đây huyên náo đầu nàng đau, nàng phiền đến muốn mạng, nàng hiện tại thậm chí đều có chút hối hận, hối hận đem Nguyễn Khê từ nông thôn tiếp đến, nếu không phải nàng cùng Nguyễn Khiết, nhà ở đâu ra những cái này làm ầm ĩ sự tình, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết biết sự tình ngọn nguồn, tự nhiên cũng không có đi cùng lên lầu, ngược lại là Nguyễn Hồng Quân, cái gì náo nhiệt cũng không nguyện ý sai, cùng Nguyễn Thu Dương nhau nhau xong. Lập tức ba bước cũng một bước nhảy lên đi lên lầu, diệp thu văn cùng nguyễn thu dương đứng tại bên cạnh bàn ăn một bên trên mặt nàng nhan sắc thay đổi liên tục sau đó nàng cuối cùng nhịn không được hỏi nguyễn thu dương một câu ngươi vụng trộm dùng ta kem bảo vệ ra sao nguyễn thu dương bắt đầu ê a lên bắt đầu nói không ra lời cái này không đủ minh bạch nha diệp thu văn cuối cùng không kềm được gấp đến độ hướng trên mặt đất một ngồi xổm đem mặt vùi vào cánh tay một lát sau nàng lại ngẩng đầu lên nhìn xem nguyễn thu dương nói muốn dùng ngươi không thể nói một tiếng sao, đến cùng vì cái gì, vì cái gì lại hố nàng nha. Nguyễn Thu Dương nắm mắt ngón tay ê a, à, không còn gì để nói, sau đó không một lát, Nguyễn Thu Nguyệt liền mang theo Nguyễn Trường Phú cùng Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm từ trên lầu đi xuống, tay nàng cầm hai bình kem bảo vệ da, một bình là chính nàng, một cái khác bình là Diệp Thu Văn, bởi vì Diệp Thu Văn bị đổi trên lệch kem bảo vệ da, hương vị đã có chút không giống, Diệp Thu Văn sợ là bởi vì lúc trước sự tình gần đây tâm tình kém, lấy cũng không có chú ý. Nguyễn Thu Nguyệt đem kem bảo vệ da sau khi để xuống không nói gì, đứng ở một bên đi. Nguyễn Trường Phú mặt đen lên nhìn Nguyễn Thu Dương, trước nghiêm nghị hỏi nàng, nói. Có phải là trộn dùng ngươi đại tỷ kem bảo vệ da rồi? Sử dụng hết lại dùng trên lệch kem bảo vệ da lấp trở về, Nguyễn Thu Dương bị hắn dọa đến thân thể mạnh mẽ cú sốc, nước mắt xoát một chút liền hạ đến, méo máu gật đầu, ừm. Nguyễn Hồng Quân tại Nguyễn Trường Phú sau lưng một thân cán bộ phạm, đau lòng nhất ốc nói, "Thấy không, cả nhà ngu xuẩn nhất, dám làm loại sự tình này." Nguyễn Thu Dương hiện tại cái gì cũng không dám nói, chỉ là móc ngón tay cúi đầu khóc. Nguyễn Trường Phú cái này lại nhìn về phía Diệp Thu Văn, gọi nàng, "Đứng lên." Loại này mang theo điểm cứng rắn ngữ khí, là hắn trước kia cho tới bây giờ không đối Diệp Thu Văn dùng. Diệp Thu Văn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, cũng là cúi đầu. Nguyễn Trường Phú hỏi nàng, thành thật trả lời ta, mặt của ngươi sát trên lệch kem bảo vệ da, đến cùng có thể hay không ngứa. Diệp Thu Văn đứng không nói lời nào, nước mắt từ sừng trượt ra đến, trôi tiếng miệng. Nguyễn Trường Phú ánh mắt chìm, thanh âm chợt mấy cái độ, trả lời ta. Diệp Thu Văn cũng bị hắn giật mình, căn bản không còn dám nói láo, vội vàng lắc đầu, sẽ không. Nếu không phải đây là Diệp Thu Văn, Nguyễn Trường Phú đại khái sớm cầm dây lưng quất lên. Hắn nhịn tốt một lát khí, nhìn xem Diệp Thu Văn còn nói, lần trước ngủ sự tình là giả ta không nói ngươi cái gì, ta hướng về ngươi, kết kem bảo vệ gia sự tình lại là giả, ta hiện tại không có cách nào thay ngươi giải vây, ngươi nói cho ta. Có bao nhiêu chuyện là giả, hắn tức giận đến ngực chập trùng, thu văn, ta một mực tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi, muốn cái gì cho cái gì, đem ngươi trở thành tấm gương, để đệ đệ muội muội nhiều học ngươi, học một ít trên người ngươi lôi phong tinh thần. Học một ít ngươi làm sao vô tư cao thượng, ngươi quả thực khiến ta thất vọng cực độ a ngươi loại hành vi này nói nhỏ chuyện đi là dở trò dối trá nói lớn chuyện ra chính là hưởng lạc chủ lại hướng nghiêm nói đây là giai cấp tiểu tư sản tư tưởng là muốn dịp thu văn bị hắn hù đến phù phù một tiếng quỳ tới đất bên trên nàng xoay người nằm ở nguyễn trường phú trước mặt cúi đầu nói cha thật xin lỗi ta sai thấy sự tình triển dạng này nhìn xem muốn hơi không khống chế được bên kia phùng tú anh cũng vội vàng đến nói gia sự ngay tại nhà giải quyết đi đừng làm rộn ra ngoài gọi người chế dẻo nào có nào có như vậy nghiêm a à. nguyễn trường phú đứng nhìn dịp thu văn tốt một lát đến cùng không có thật thượng cương thượng tuyến sau đó nàng nhìn về phía phùng tú anh cứng rắn tiếng nói từ giờ trở đi nhà không cho phép bất luận kẻ nào lại làm khác biệt có người đối xử như nhau nói xong lại nhìn về phía nguyễn thu dương mang người đại tỷ chạy trở về phòng đi hôm nay hai người các ngươi đóng cửa nghỉ không cho phép đi ra ngoài không cho phép ăn cơm. Một người viết một ngàn chữ kiểm điểm, ban đêm ăn cơm đợi ngay trước nhà mặt người cho ta đọc. Nguyễn Thu Dương không dám nói lời nào, bận biểu đi đem Diệp Thu Văn từ dưới đất kéo lên. Nàng viện Diệp Thu Văn cùng đi lên lầu, nhưng vừa đi xong thang lầu lên trên lầu, Diệp Thu Văn bỗng nhiên đưa tay từng thanh từng thanh nàng đẩy ra. Nàng không có phòng bị kém chút ngã sấp xuống, mà Diệp Thu Văn đẩy ra nàng sau đưa tay bôi một chút nước mắt, không cao hứng nói câu, ngươi cách ta xa một chút, chương 56, kiểm điểm hiện trường, bị thân nhất yêu nhất đại tỷ đối xử như thế, Nguyễn Thu Dương tâm bị khuất càng sâu, đã ngừng lại nước mắt nháy mắt lại ào ào rơi xuống, rơi mặt mũi tràn đầy không xác đi theo Diệp Thu Văn nói, đại tỷ, thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, Diệp Thu Văn không nghĩ để ý đến nàng, tiếng gian phòng thuận tay trực tiếp đem phòng cửa đóng lại, Nguyễn Thu Dương đứng tại cửa phòng, trong lúc nhất thời tiếng cũng không được, không tiếng cũng không được nàng đứng tại cửa hút mũi rơi nước mắt móc ngón tay, đối khe cửa nhỏ giọng tiếp tục nói xin lỗi, đại tỷ, ta thật không phải là cố ý muốn hại ngươi, nói hút hút mũi, ta chính là nhìn thấy Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Dương các nàng đều dùng tốt kem bảo vệ da, ta tâm nhịn không được ngứa, ta cũng muốn dùng, thế nhưng là ta lại không dám tìm ngươi muốn, cho nên ta nhất thời hồ đồ. Ô, nói đến đây lại đứng khóc lên, vừa ô lấy khóc một hồi. Bỗng nghe được trên cầu thang có tiếng bước chân, nàng liền bận biệu đưa tay đem nước mắt cho xác còn hít mũi một cái, để cho mình nhìn không có thê thảm như vậy đáng thương. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Kiếp Nguyễn Thu Nguyệt lên lầu, lên bậc thang nhìn thấy Nguyễn Thu Dương tại dịp thu văn cửa gian phòng đứng, Nguyễn Khê liền nhìn xem nàng hỏi một câu, làm sao rồi, nàng không để ngươi đi vào sao, Nguyễn Thu Dương không nhìn Nguyễn Khê, mang theo giọng mũi nói, liên quan gì đến ngươi, Nguyễn Khê cười một chút, còn không có lại nói tiếp, cửa phòng từ mặt mở ra, sau đó truyền ra dịp thu văn thanh âm ngươi mau vào đi đừng có lại tại mặt đứng tựa như là ta khi dễ ngươi đồng dạng nguyễn thu dương nhìn dịp thu văn để ý đến nàng nhịn không được hốc mắt vừa ướt bẹp miệng nghiêng người đi vào nhà vì không để nguyễn khê nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt tiếp tục xem náo nhiệt nàng vào nhà sau tự nhiên lập tức đem phòng cửa đóng lại khóa trái nguyễn khê nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt nhưng không có thời gian nhàn rỗi đâu nhìn các nàng náo nhiệt ba cái đi vào bên cạnh gian phòng đi tại bàn đọc sách bên cạnh trên vị trí của mình ngồi xuống tiếp tục mở sách bản đọc sách tập làm bài tập nguyễn khê mình thực là ôn lại sơ trung tri thức thêm ôn tập cơ bản không có cái gì chướng ngại là nguyễn khiết là từ số không cất bước sơ nàng liền tốn sức một chút từ khó khăn tương đối lớn đều là nguyễn khê mang theo đến đọc sách tập nhanh đến buổi trưa nguyễn khê lại lấy ra bút máy hút đầy mực nước cho nhà cùng lăng hào cắt viết một phong thư bởi vì cách xa vạn tự nhiên là tốt khoe xấu che chủ yếu nói một chút tốt sự tình, ví dụ như Nguyễn Hồng Quân các loại chuyện lý thú, ví dụ như Nguyễn Thu Nguyệt cùng các nàng ở chung, còn có nhiệt tình hữu hảo Diệp Phàm còn lại Nguyễn Trường Phú Phùng Tú Anh cùng Diệp Thu Văn Nguyễn Thu Dương Nguyễn Hồng Binh, đều là sơ lược không chút nói, viết xong tin nàng cẩn thận đem thư giấy gãy lên, cất vào túi, giữa trưa xuống dưới cơm nước xong xuôi nàng chưa có trở về trên lầu, mà là ra ngoài mua phong thư cùng tem. Viết lên gửi kiện địa chỉ dán tốt tem phong tốt miệng về sau, Đem hai phong thư cùng một chỗ ném đến lục sắc hồng thư, ném xong thư tính, Nguyễn Khiết còn từ đưa miệng hướng hồng thư nhìn một chút, ngoài miệng nói, không biết bao lâu có thể tới, Nguyễn Khê đại khái tính một cái, nhanh nhất cũng phải nửa tháng, chậm khả năng một tháng cũng không chỉ, thư tính từ cái này một trạm một trạm đến thiên phượng công xã liền cần thời gian rất lâu, đến công xã, người phát thư lấy thêm lên núi đi phái phát, cái kia người phát thư phụ trách toàn bộ phượng Minh Sơn, phái tinh cũng là phi thường chậm ba cái nói chuyện từ bưu cục đi về nhà cốt sau vẫn không làm khác vẫn là về đến phòng đọc sách tập nguyễn thu nguyệt không có nhiều như vậy làm việc tối hôm qua liền làm xong hôm nay liền liền ghé vào bên cạnh nhìn chút khóa sách chính nhìn thời điểm chợt nghe đến mặt truyền đến rất nhẹ tiếng đập cửa nhưng các nàng cũng có thế phân biệt ra được đập đập không phải các nàng cửa phòng nghe được tiếng đập cửa về sau nguyễn thu nguyệt cầm sách nhìn nguyễn khê cùng nguyễn khiết vội vàng vễn tay tới một lát căn phòng cách vách truyền đến khóa cửa vang động tiếng mở cửa, sau đó lại là đóng cửa thanh âm. Nguyễn Thu Nguyệt dứt khoát từ bàn đọc sách bên cạnh lên, cút sấp trên vách tường đi nghe, nhưng nghe nửa ngày, cũng không có nghe được cái gì đồ vật. Căn phòng cách vách, Phùng Tú Anh bưng bốc hơi nóng đồ ăn vào nhà, dịp Thu Văn lập tức giữ cửa cho khóa ngược lại. Nguyễn Thu Dương cảm động muốn khóc, vừa muốn lên tiếng nói chuyện, bị Phùng Tú Anh xuyệt một tiếng lập tức lại nuốt trở về. Phùng Tú Anh tại bàn làm việc bên trên buông xuống bàn ăn, nhỏ giọng đối với các nàng nói, các ngươi ba ba hiện tại ngủ trưa, ngủ chính quen đâu, muốn một hồi khả năng lên, tranh thủ thời gian ngồi xuống ăn đi. Diệp Thu Văn ôm một chút Phùng Tú Anh, cảm động nói câu, tạ ơn mẹ. Nguyễn Thu Dương cũng cảm động, đi lên ôm Phùng Tú Anh một chút, cùng Diệp Thu Văn cùng một chỗ ngồi xuống ăn cơm. Phùng Tú Anh lui hai bước tại bên giường ngồi xuống, thở dài vẫn là nhỏ giọng nói, ai gần đây nhà này gà bay chó chạy không yên ổn không biết lúc nào có thế an bình xuống tới tiếp tục náo loạn thật không có thời gian qua nguyễn thu dương nói tiếp để nguyễn khê đi là được đều do nàng thu nguyệt cũng là bị nàng cho làm hư trước đó nàng không đến thời điểm thu nguyệt nhiều trung thực a à, bị ta quản ngoan ngoãn phùng tú anh nhìn nguyễn thu dương ngươi cũng có sai ngươi ba phen mấy bận hại ngươi đại tỷ làm cái gì nguyễn thu dương nói thầm ta không phải cố ý Phùng Tú Anh lại nhìn Diệp Thu Văn, ngữ khí mềm mại, Thu Văn ngươi cũng vậy, ngươi ở nhà một mực được coi trọng, cha ngươi cho tới nay là coi trọng nhất ngươi, ngươi vung những cái này láo làm gì nha, ngươi nếu là muốn dùng tốt, nói với ta là được. Diệp Thu Văn cúi đầu, bên tai cùng khuôn mặt đều rất đỏ, Phùng Tú Anh nhìn so Diệp Thu Văn còn khó chịu hơn, nói tiếp, ngươi từ nhỏ đã có chủ ý có kiến thức, là cái làm đại sự phải có triển vọng lớn nha, ở trường là các loại cái gì học sinh ưu tú biểu ở nhà giúp ta cũng nhiều ta cái này làm việc không chu toàn đều dựa vào ngươi bình thường cho ta nghĩ đến sự tình lần này cần không phải tiểu khê vừa đến đã chọc giận ngươi ngươi cũng sẽ không mặc kệ nàng sự tình ta cũng sẽ không quên cho nàng đặt mua đồ vật dừng một chút lại kéo trở về nói nhà những hài tử này số ngươi nhất hiểu chuyện trên nhất mặt bàn nhất gọi chúng ta bớt lo ngươi sĩ diện dùng đồ tốt cũng là phải nhà đều có thể lý giải thu dương thu nguyệt cũng đều minh bạch sẽ không cùng ngươi ganh đua so sánh. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên dùng loại này dở trò dối trá phương thức, lừa gạt ta và cha ngươi cha. Diệp Thu Văn cúi đầu, hơn nửa ngày nói, mẹ, ta thật biết ta sai, nhìn nàng dạng này, Phùng Tú Anh bỗng có chút bối rối, giật giật thân thể còn nói, Thu Văn, ngươi cũng không cần quá khó chịu, ta cũng không phải trách cứ ngươi giáo huấn ngươi ý tứ, ngươi một thông minh, hẳn là hiểu tâm tư của ta ba ba của ngươi hiện tại ngay tại nổi nóng, các ngươi cũng không cần lại gây sinh khí, về sau biểu hiện tốt một chút chính là, Diệp Thu Văn cúi đầu ừ một tiếng, ta biết mẹ, Phùng Tú Anh ngồi tại bên trên giường chờ lấy, đợi đến Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương cơm nước xong xuôi, nàng bưng lên bàn ăn đi, trước khi đi lại hảo ngôn hảo ngữ dặn dò Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương, thật tốt viết kiểm điểm, buổi tối hảo hảo đọc, thành khẩn một. Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương ứng thanh, biết, mẹ. Phùng Tú Anh bưng bàn ăn ra khỏi cửa phòng, vừa mới đi ra ngoài, chợt thấy bên cạnh cửa phòng đứng ba cái, Nguyễn Khê Nguyễn Khiếp cùng Nguyễn Thu Nguyệt, nhìn ba điệu bộ này, tựa như là đang cố ý đợi nàng ra tới đồng dạng, ánh mắt đụng tới nháy mắt, không khí ngưng kết. Phùng Tú Anh bưng bàn ăn ngẩn người, Nguyễn Thu Nguyệt nhìn xem nàng nói, ba ba nói hôm nay không cho phép các nàng ăn cơm, Phùng Tú Anh hồi hồi, chỉ nói, không có ăn cơm, chỉ là bưng nước cho các nàng uống, nói xong nàng không có lại đứng, bưng bàn ăn liền vội vàng đi xuống lầu. Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt nhìn xem nàng xuống lầu, sau đó kia ở giữa liếc nhau, quay người trở về phòng đi. Tiếng gian phòng tại bàn đọc sách bên cạnh ngồi xuống, Nguyễn Thu Nguyệt cầm lấy khóa sách còn nói, đói hai bữa đều bỏ không, có thế ghi nhớ giáo huấn mới có quỷ, sợ không phải cũng đều cảm giác mình hoàn toàn không sai đâu. Nguyễn Khê không có vấn đề nói, quan tâm nàng đâu, nàng là nâng quen thuộc, để nàng tiếp tục bưng lấy đi. Diệp Thu Văn từ nhỏ đến lớn hẳn là không nhận qua loại này ủy khuất, nàng nhìn không được cũng là bình thường, chúng ta đừng quản. Diệp Thu Văn hẳn là Phùng Tú Anh nuôi nhất ý một đứa bé, đại khái từ nhỏ đã cho nàng tăng thể diện, hiểu chuyện hào phóng lên đài mặt lại sẽ đến sự tình, ở đâu đều để nàng có mặt mũi, cho nên nàng một mực đem Diệp Thu Văn kiêu ngạo. Diệp Thu Văn tại nàng tâm chính là tốt nhất, cũng là không thể nhất thụ ủy khuất, phạm sai lầm nhỏ cũng không ảnh hưởng nguyễn thu nguyệt cũng không nghĩ quản nhiều cái này sự tình chỉ nói để ta quản cũng sẽ không quản dù sao trên mặt nàng giả da đã bị ta cho kéo xuống đến về sau ở nhà không thể làm đặc thù đừng có lại bưng đại tỷ giá đỡ là được nguyễn khiết ở bên cạnh nói tiếp nàng hôm nay đều quỳ xuống như vậy mất mặt hẳn là sẽ không nguyễn thu nguyệt sẽ không liền tốt nhất dịp thu văn cùng nguyễn thu dương một ngày đều không có ra khỏi phòng nhưng trừ ra tới đi nhà xí nói là tại gian phòng hối lỗi Nguyễn Thu Dương vẫn là không có lật nàng chưa xem xong sách, nàng trình độ lại có hạn giấy kiểm điểm không viết ra được đến, liền liền đi Diệp Thu Văn bên cạnh khoe mẻ, để Diệp Thu Văn giúp nàng suy nghĩ một chút cho nàng chép qua tới. Diệp Thu Văn trước kia xác thực thường giúp nàng loại sự tình này, càng không có giúp nàng sáng tác văn, nàng tại Nguyễn Thu Dương lòng có địa vị, tự nhiên cũng không phải không dựa vào một cái đại tỷ tên tuổi, nàng bình thường vẫn là hoa chút tâm tư, sẽ giúp Nguyễn Thu Dương giải quyết một chút nàng mình không giải quyết được vấn đề, một tiểu ân huệ để Nguyễn Thu Dương cảm giác nàng rất lợi hại cũng đối nàng tốt, thế là đối nàng trung thành tuyệt đối như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Thu Văn hiện tại triệt để không chào đón Nguyễn Thu Dương, chỉ lạnh mặt nói, mình viết, Nguyễn Thu Dương hiện tại cũng không dám hướng trên người nàng cọ, nhỏ giọng nói, đại tỷ, ta thật không biết viết như thế nào, nàng mặc dù tính tình là không quá an tâm, trước kia ở nhà cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn, sai lầm nhỏ đều thật nhiều, bình thường Diệp Thu Văn cái gì đều chiếu cố nàng, mà Nguyễn Thu Nguyệt bị nàng khi dễ cũng sẽ không nói cái gì, nhà một mực rất thái bình, nàng nói, ta đều không có viết qua giấy kiểm điểm, Diệp Thu Văn quay đầu nhìn nàng, vậy ngươi cảm giác ta viết qua sao, nàng từ nhỏ đến lớn mặc kệ ở đâu đều là bị tán dương bị khen ngợi, viết đọc đều là phát biểu bản thảo, lúc nào viết qua giấy kiểm điểm loại vật này. Nếu không phải Nguyễn Thu Dương hai lần hố nàng, nàng sinh bên trong không có cái này ô. Nguyễn Thu Dương bị nàng trắng nói không ra lời, một lát nàng xoay người sang chỗ khác, cầm lấy bút máy bóp nơi tay chuyển, tại đỏ cách trên giấy thủ giữa các hàng ở giữa viết xuống ba chữ, giấy kiểm điểm. Cơm tối thời gian, cả nhà ngồi tại bên bàn, Diệp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương tay cầm giấy kiểm điểm đứng ở bên cạnh, tất cả đều nhìn các nàng, Nguyễn Trường Phú mở miệng nói, ai tới trước, Nguyễn Thu Dương nhếch nhếch miệng, lên tiếng nói, đại tỷ viết xong, đại tỷ tới trước đi, Diệp Thu Văn loại sự tình này cũng đừng lại nói nàng viết xong tốt a à. dịp thu văn nhẹ nhàng nhấp khẩu khí triển khai tay mình giấy kiểm điểm thấp lông mày đối giấy kiểm điểm bắt đầu đọc trên mặt bàn đều nghiêm túc nghe nàng đọc càng nguyễn hồng quân kia cùng lãnh đạo còn nhíu lại lông mày đọc xong về sau nguyễn trường phú vẫn không nói gì nguyễn hồng quân trước tiên mở miệng vô dụng nói nhảm quá nhiều lời xã giao chiếm hơn phân nữa, tổng kết lại chính là ba chữ giả lớn không không có quá nhiều thực tế tỉnh lại lúc nói chuyện nguyễn trường phú liền chăm chú nhìn một bộ muốn đi lên rút dáng vẻ nói xong đụng tới nguyễn trường phú ánh mắt vội vương một chút tay nói thủ trưởng vẫn là ngài đến bình đi cái này lại không phải diễn thuyết tranh tài nguyễn trường phú tự nhiên không có bình trực tiếp nhìn nguyễn thu dương ngươi đâu nguyễn thu dương chậm rãi triển khai tay giấy kiểm điểm hắn giọng một cái nói thân yêu ba ba mụ mụ thật xin lỗi ta gần đây phạm hai cái sai lầm nghiêm trọng một lần là miệng không có giữ cửa nói ra đại tỷ có thế cùng ngủ chung sự thật để nàng ném mặt mũi lần thứ là trộm dùng đại tỷ kem bảo vệ da trộm đồ dùng vốn cũng không đúng còn vạch trần đại tỷ có thể sử dụng kém kem bảo vệ da sự thật lại làm cho nàng ném mặt mũi nói đến đây nàng lại hắn giọng ta biết ta phạm sai lầm không thể tha thứ ta thật xin lỗi tổ quốc thật xin lỗi đảng thật xin lỗi dân có lỗi với ta thân yêu ba ba mụ mụ càng thêm có lỗi với ta thân ái nhất đại tỷ nàng đang học đến cái này đoạn thời điểm, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt đã không nhịn được cúi đầu tiếng trầm cười lên, Nguyễn Hồng Quân vậy căn bản không cất giấu, trực tiếp nhìn xem nàng cười ra tiếng, liền Diệp Phàm cũng nhịn không được ngậm miệng, Nguyễn Trường Phú không cười, mặt đen lại nói, ta nhìn ngươi là một đều không biết mình sai tại na, lời này mới ra, Nguyễn Khê mấy cái đều không cười, chỉ có Nguyễn Hồng Quân còn tại cười. Nguyễn Trường Phú Trừng Nguyễn Hồng Quân chợt vỗ một chút cái bàn, cười chùi y nguyễn hồng quân cái này liền bận bịu khoa trương nhất lên bờ môi cùng sử dụng răng trắng môi cũng không tiếp tục cười nguyễn trường phú lại nhìn nguyễn thu dương ngươi đến cùng có biết hay không ngươi sai ở đâu nguyễn thu dương ủy khuất ta biết a à, ta không đều nói sao nguyễn trường phú khí muốn chết thật muốn đứng lên quốc nàng nguyễn hồng quân thực sự nhịn không được lại mở miệng nói đồng chí ta đến nói cho ngươi ngươi từ đầu tới đuôi chỉ sai một sự kiện chính là trộm dùng đại tỷ kem bảo vệ da trộm đồ đây là không đúng, sự tình chỉ có thể nói rõ ngươi xuẩn, xuẩn cũng không phải là sai, thậm chí còn có thể nói là thành thật, cho nên ngươi không cần kiểm điểm, ngươi dạng này một kiểm điểm, ngược lại nói rõ ngươi có bao che đại tỷ tâm, cái này tư tưởng liền nghiêm trọng có vấn đề, đồng chí ta hy vọng ngươi muốn mình chú ý, Nguyễn Thu Dương nghe nói như thế trên mặt tối đen, xong Nguyễn Hồng Quân liền hô, ngươi đánh rắm, ngươi mới ngu. Nguyễn Hồng Quân còn không có lên tiếng nữa, nguyễn trường phú vừa tức vỗ một cái cái bàn ngươi còn có mặt mũi tại cái này nhao nhao nhìn xem mình viết cái gì đồ vật ta nhìn đầu óc ngươi tất cả đều là bột nhão đi lên cho ta tiếp tục tỉnh lại đi nguyễn thu dương tức giận thu hồi giấy kiểm điểm quay người lại lên lầu đi nguyễn trường phú thu lại cảm xúc lại nhìn dịp thu văn nói ta hy vọng ngươi là thật biết mình sai cũng một mực ghi nhớ lần này giáo huấn về sau làm một chút sự tình muốn thành thật cũng phải giản dị cho các đệ đệ muội muội làm tốt làm gương mẫu hưởng lạc chủ nghĩa tật xấu này sửa không được ta suy xét đem các ngươi đều đưa đến nông thôn chen ngang hai năm dịp thu văn từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu thấp giọng nói cha ta biết nguyễn trường phú hắn giọng ta nhất định phải nói lời giữ lời nói là hôm nay không cho phép ăn cơm chính là không cho phép ăn tuyệt đối không thể dàn xếp ngươi cũng tới lâu đi thôi lại tỉnh lại tỉnh lại dịp thu văn không có lên tiếng nói cái gì cầm giấy kiểm điểm quay người đi lên trên lầu nhìn thấy nguyễn thu dương ngồi tại bàn làm việc bên cạnh cầm bút họa giấy kiểm điểm cho hả giận đâu dịp thu văn không có quan tâm nàng mình tới một bên khác đầu giường ngồi tựa ở trên gối đầu ngẩng người đi ngẩng người thời điểm tự nhiên trong lòng nghĩ, nàng không thể đi nông thôn chen ngang tuyệt đối không thể từ nhà dễ giả mạo nhất tốt kém cỏi nhất nàng vẫn luôn là nhà ưu tú nhất kiên quyết không tiếp thụ sau khi tốt nghiệp đi nông thôn chen ngang hai năm cũng không được cho nên nàng không thể lại phạm sai lầm càng trọng yếu chính là nàng cách nguyễn thu dương thằng ngu này xa một dưới lầu phòng ăn nguyễn khê nguyễn khiếp cơm nước xong xuôi đứng dậy đang chuẩn bị trở về phòng chợt bị nguyễn hồng quân cho gọi lại nguyễn hồng quân đối nàng hai nói đại tỷ đường tỷ đêm nay đại viện quảng trường bên trên chiếu phim các ngươi muốn hay không đi xem nghe được chiếu phim nguyễn khiếp ánh mắt nháy mắt lóe ra tâm động nguyễn khê liền xong nguyễn hồng quân cười cười đi a à, Nguyễn Hồng Quân cái này liền bận bịu đứng người lên, vậy ta mang các ngươi đi, vị trí ta đều gọi chiếm tốt, xem phim là nhóm đại viện thông thường giải trí, có đôi khi một tuần lễ thả một lần, có đôi khi hai tuần lễ thả một lần, mỗi lần đều là chủ nhật ban đêm tới thả, Nguyễn Trường Phú cùng Phùng Tú Anh tự nhiên mặc kệ những thứ này, Nguyễn Hồng Quân mang theo Nguyễn Khê Nguyễn Kiết hướng thời điểm ra đi, Nguyễn Thu Nguyệt hỏi một câu, có ta vị trí sao, Nguyễn Hồng Quân đi đem túi sách lấy tới lưng đến trên thân, cùng đi đi vừa nói vừa hỏi Diệp Phàm Tam ca, ngươi có đi hay không a à? Diệp Phàm nghĩ nghĩ, vậy liền cùng đi chứ. Phùng Tú Anh cái này liền bận bịu kéo một chút Diệp Phàm Tiểu Phàm mang theo đệ đệ cùng đi chứ. Diệp Phàm tự nhiên không có ý kiến, dắt lên Nguyễn Hồng Binh cùng theo đi. Nguyễn Thu Dương trên lầu cửa sổ nhìn thấy đều đi ra ngoài chơi, chỉ có nàng cùng Diệp Thu Văn bị giam trên lầu tỉnh lại, mà lại Diệp Thu Văn hiện tại triệt để không để ý tới nàng không nói với nàng, liền khí quệt mồm phòng má nguyễn khê nguyễn kiếp nhóm đi theo nguyễn hồng quân đến quảng trường bên trên quả nhiên có giúp chiếm một loạt vị trí vị trí cũng không phải cái gì chỗ ngồi chính là bậc thang bậc thang là một vòng một vòng hình nửa vòng tròn cấp một cao hơn cấp một nhóm đến trên bậc thang xếp hàng ngồi xuống đến chính là khoảng cách phim màn sân khấu vị trí tốt nhất bởi vì đại viện đại hài tử tiểu hài tử đều không quảng trường bên trên có thể nói là âm thanh huyên náo riêng là những cái kia choai choai tiểu tử cùng một chỗ bắn súng chiến cãi nhau ầm ĩ thanh âm không dứt bên tai nhao nhao không được đợi đến sắc trời tối đen phim bắt đầu quảng trường bên trên mới chậm rãi an tĩnh lại nguyễn khiết ngồi tại nguyễn khê bên cạnh kéo nguyễn khê cánh tay xem phim nhìn mười phần nghiêm túc con mắt đều không nháy mắt một chút mà nguyễn khê tại cái này u ám hoàn cảnh trong được một hồi phim về sau quay đầu nhìn bốn phía chợt nhớ tới ăn tết trước đêm hôm đó nhóm tại thiên phượng bên trong trên bãi tập cùng một chỗ xem phim dưới thân ngồi là bãi cỏ nàng bên trái ngồi lăng hào chu tuyết vân nguyễn thúy chi bên phải ngồi nguyễn Khiết cùng lưu hạnh hoa đi vào thành thời gian cũng không dài nhưng trong nháy mắt này nàng đột nhiên cảm giác mình rời đi phượng minh sơn đã rất lâu rất lâu nghe máy chiếu phim chuyển động thanh âm nàng nhịn không được bắt đầu nghĩ phượng minh sơn bên trên những cái kia da da nải nải tam cô ngủ thúc còn có lăng hào còn có sẽ không còn được gặp lại lão thợ may chương năm mươi bảy tốt xem chiếu bóng xong trở về đã rất muộn Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt không có lại học tập, rửa mặt một phen liền ngủ, kéo đèn, Nguyễn Khê nằm ở trên giường cùng Nguyễn Khiết nói, đột nhiên thật nhớ nhà A, nghĩ gia gia nải nải, tam cô cùng ngủ thúc, cũng muốn lăng hào, biết chúng ta đi về sau, bọn hắn đều trôi qua như thế nào, có muốn hay không chúng ta, Nguyễn Khiết nàng cái này nói chuyện, đột nhiên cũng rất thương cảm, nhất là chung quanh bóng đêm sâu, tại hương sinh hoạt mười mấy năm những cái kia tràn cảnh toàn bộ xuất hiện trong đầu. Lưu Hạnh Hoa cùng Nguyễn Chí Cao kia khuôn mặt đầy nếp nhăn nhất là rõ ràng. Một lát, Nguyễn Khiết nói, tỷ, chúng ta về sau đều về sau. Nguyễn Khê quay đầu nhìn về phía nàng, đương nhiên muốn về a, à, đợi đến lúc sau Tết hồi, chính chúng ta hồi. Nguyễn Khiết, được rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ hồi. Nói trước lời hai người sống vai nằm, nghĩ đến hương một núi một lá một suối nước, nhắm mắt lại chậm rãi ngủ, ở trong mơ lại trở lại Phượng Minh Sơn hai tỷ muội cuốn lên ống quần tại tiểu khê bên trong mò cá, cá từ chân bên trên lướt qua. Ngày kế tiếp thứ hai, dịp Thu Văn cùng Nguyễn Thu Dương cấm phạt kết thúc, mặc dù kết thúc cùng không có kết thúc cũng không khác biệt, dù sao có người vụng trộn hướng các nàng phòng bên trong đưa ăn, căn bản không có đói bụng đến nửa bỗng nhiên. Cấm phạt kết thúc, các nàng buổi sáng tự nhiên giống như bình thường, trên lầu rửa mặt thu thập một phen, ghim chỉnh tề biếm tóc cổng nửa cũ mới túi sách, đến lâu trong nhà ăn ăn cơm. Nguyễn Trường Phú nhìn các nàng hai mắt, hỏi, tỉnh lại phải như thế nào, dịp thu văn gật đầu, ngữ khí mười phần thành thẩn nói, biết sai, đều sẽ đổi, Nguyễn Trường Phú biết dịp thu văn cần cường điệu, liền lại nhìn về phía Nguyễn Thu Dương, ngươi đây, Nguyễn Thu Dương nhìn Nguyễn Trường Phú một chút, thấp cẩn thận từng ly từng tí nói, ta cũng biết sai, về sau đều sẽ đổi, trước cuộc trộm dùng đồ của người khác, trước cuộc gây ngài sinh khí, mỗi ngày đều ngoan ngoãn, ít gây chuyện, Nguyễn Trường Phú nhìn xem nàng, ngươi có thế thiếu để ta sinh mấy lần khí đi. Nguyễn Thu Dương thái độ cũng rất thành khẩn, ta sẽ cố gắng, có sai cũng có thế nếu lấy thả, đến cái này Nguyễn Trường Phú tính bỏ qua hai nàng, hắn lại lực chú ý chuyển tới trên thân người khác, nhìn thấy Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết không có mặt quân trang mới cũng không mang túi sách, liền lại hỏi câu, cho các ngươi cầm về quần áo sao xuyên, còn có túi sách văn phòng phẩm, hai ngày này giống như cũng không gặp các ngươi mang trường học, Nguyễn Khê ngẩng đầu trả lời, bây giờ còn chưa có chính thức đi học, dự thính cũng giao thiệp với người dự định lưu đến sang năm chính thức lúc đi học xuyên sách mới bao mới văn phòng phẩm cũng lưu cho đến lúc đó dùng nguyễn trường phú ngẫm lại tiểu hài có tiểu hài mình tâm tư cũng không có hỏi lại nhưng nguyễn khê cảm thấy có chút sự tình là muốn chào hỏi hắn dù sao nàng cùng nguyễn khiết đi học các loại sự tình đều là hắn thu xếp đến mà lại hắn thu xếp phải coi như tận tâm cho nên nàng cùng nguyễn trường phú còn nói ta cùng tiểu khiết thứ bảy thời điểm dự thính một lần đầu tiên chương trình học chương trình học tiến độ đuổi theo nghe hiểu lão sư giảng nội dung cho nên chúng ta dự định tạm thời trường học dự tính lãng phí thời gian trước chính mình trong nhà tự học nguyễn trường phú đối với mấy cái này đều không có ý kiến dự tính không có học tịch cũng về lão sư nào quản đi học đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng liền chỉ nói chính các ngươi an bài tốt nhưng chờ học tịch làm tốt có thế dạng này nguyễn khê gật đầu chúng ta biết học tịch làm tốt chúng ta sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trong trường học phép tắc. nguyễn trường phú gật gật đầu cảm thấy nguyễn khê câu thông lên dễ dàng cũng không nói thêm ăn xong điểm tâm mọi người lục tục ngo ngoe đi ra ngoài đi học đi làm nguyễn hồng quân thời điểm ra đi còn cố ý tới cùng nguyễn khê chào hỏi một đồng thời thật sâu biểu đạt một phen mình ao ước chi tình dịp phàm đi lên một chân cho đạp đi dịp thu văn thái độ rất kiên quyết đi ra ngoài không đợi nguyễn thu dương đeo bọc sách mình bước nhanh đi Nguyễn Thu Dương ở phía sau khổ sở đến muốn mạng, đợi đến Tô Manh Manh đuổi kịp nàng nói chuyện cùng nàng, nàng cảm xúc mới tốt một điểm, sau đó ủy khuất ba ba cùng Tô Manh Manh nói, đại tỷ giận ta, giống như rốt cuộc ta. Tô Manh Manh nhìn một chút phía trước Diệp Thu Văn, đưa tay đeo bên trên Nguyễn Thu Dương cánh tay, ta sẽ ngươi. Nguyễn Thu Dương cảm động lên, Manh Manh ngươi tốt với ta, Tô Manh Manh, ai bảo chúng ta đều đần đâu. Nguyễn Thu Dương, nàng đột nhiên lại cảm thấy tốt ngay trước trong nhà tất cả mọi người mặc đọc qua kiểm điểm về sau, Diệp Thu Văn trong nhà tồn tại cảm lại yếu mấy phần. Nguyễn Khê không đến thời điểm nếu nói nàng trong nhà tồn tại cảm là 10 phần, hiện tại đại khái chỉ có 3-4 phân tả hữu, nàng cũng là cả ngày treo mặt, dù sao Nguyễn Trường Phú thích. Là không có trước đó kia thích ra danh tiếng, giống như trong nhà nàng là làm nhà, đều muốn nhúng tay quản một chút, đối với người nào đều là đại tỷ đại gia chủ dáng vẻ. Nàng cùng Nguyễn Thu Dương quyết liệt rất triệt để, là tỉ muội ở giữa buồn bực náo mâu thuẫn loại kia, mà là nàng rõ ràng Nguyễn Thu Dương hất ra, dù là ở một cái phòng, cũng cơ bản cùng nàng giữ một khoảng cách, nói bất luận cái gì lời nói. Nàng trong nhà cùng Phùng Tú Anh ở chung một chỗ thời gian so sánh, Nguyễn Thu Dương có đôi khi sẽ đi lên góp, nàng biết nói chuyện, Phùng Tú Anh nhìn ra nàng còn khí Nguyễn Thu Dương, để Nguyễn Thu Dương tránh nàng một chút, đừng hướng trước mặt nàng góp, thế là Nguyễn Thu Dương trong nhà rơi đơn, ai cũng cùng với nàng chơi. Đương nhiên, Nàng cũng coi trọng Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt, nàng đối bạn chơi yêu cầu vẫn là rất cao. Nàng thích Diệp Thu Văn là bởi vì Diệp Thu Văn hai mặt đều tốt, quản ở nhà ở trường học đều là chói mắt tồn tại. Mặc dù bây giờ ở nhà chói mắt, nhưng nàng Y Nguyên cảm thấy Diệp Thu Văn mới xứng làm nàng đại tỷ. Diệp Thu Văn trong trường học là không người biết không người hiểu tồn tại, dung mạo xinh đẹp lại rất ưu tú, mỗi lần trường học có hoạt động cơ bản đều là nàng bên trên phát biểu. Tư tưởng của nàng giác ngộ cùng chính trị biểu hiện kia là nhất lưu, là làm cán bộ liệu. Nguyễn Thu Dương nhắc đến cùng người ta dịp thu văn tự hào tràn đầy, mà nhắc lên Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt kia là ghét bỏ tràn đầy, nàng ra đều nguyện ý nói kia là nàng thân sinh đại tỷ, còn có hương đến đường tỷ, thu hút muội muội, mà tô manh manh đâu, chủ yếu là cùng nàng tính cách rất hợp duyên, hai người các nàng đều thích đánh đóng vai yêu xinh đẹp, tô manh manh mặc quần áo cách ăn mặc đều rất phong cách Tây, cùng nàng cũng tương đối có tiếng nói chung, mà lại tô manh manh ba ba chức vị thấp. Nguyễn Thu Dương coi trọng Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt tự nhiên cũng nàng để vào mắt, quan tâm nàng ở nhà có người hay không, dù sao các nàng, miễn cho hai câu nói nói ầm ĩ lên. Nguyễn Khê không tất yếu cũng sao cùng Phùng Tú Anh nói chuyện, bởi vì nàng rõ ràng có thế cảm giác được Phùng Tú Anh thích nàng, nàng đối Nguyễn Thu Nguyệt chỉ là coi nhẹ, đối nàng thì là thật sự rõ ràng thích, tự nhiên cũng nhìn trúng nàng trong lòng tám là nghĩ đến nuôi nàng cùng nguyễn khiết hai năm đợi các nàng năm bọn hắn thu xếp cả đi xong việc đúng vậy a à, nàng một cái tại trưởng làng lớn thổ oa tử một thân quê mùa lại không thấy biết nói chuyện khó nghe tính tình lại tốt trừ dùng có gai người đâm chọc trên tường phía nam không có bản sự khác cùng dịp thu văn thông minh như vậy ưu tú chu đáo người so ra vậy dĩ nhiên là một cái trên trời một cái địa nàng sao hơn được a à, nàng sau qua đương nhiên cũng sẽ tốn tâm tư tận lực so càng sẽ tốn tâm tư để Phùng Tú Anh phát hiện ưu điểm của nàng đối nàng đổi mới, bởi vì Phùng Tú Anh phối miệng nàng ngọc khoe mẻ, nàng đời này đều sẽ lấy Phùng Tú Anh nửa điểm tốt. Nguyễn Trường Phú ngược lại là không có rõ ràng thích ai rõ ràng thích ai, ai phạm sai lầm hắn mắng ai, ai làm rất đúng làm tốt hắn sẽ khen ngợi ai, bình thường mang theo cá nhân chủ quan tính, đương nhiên hắn cũng thường tại nhà, bình thường trừ ăn cơm ra kia một hồi, Nguyễn Khê cơ bản sẽ rất ít nhìn thấy hắn có đôi khi thậm chí lúc ăn cơm cũng nhìn thấy bởi vì hắn sẽ ở đơn vị thêm ban học sẽ tới rất xa đi công tác vừa đi là rất trời đều trở về nguyễn trường phú lúc ở nhà trong nhà rất loạn nhất là nguyễn hồng quân cùng nguyễn thu dương mỗi ngày nhao nhao nguyễn khê đồng dạng đều lẫn vào phùng tú anh quảng có việc lớn việc nhỏ đều tìm dịp thu văn nàng bưng lấy cao cao kém muốn cúng bái nguyễn khê sẽ quan sát những cái này nhưng là cũng tại những sự tình này bên trên tốn thời gian cùng tâm tư nàng mỗi ngày phần lớn thời gian đều mang nguyễn khiết vùi đầu làm học tập trong tay sách giáo khoa lật cũ tri thức ăn chút gì thấu đề mục làm nát cho dù trường học nghỉ nghỉ hè tiến đến về sau tất cả mọi người đang chơi nàng vẫn như cũ cùng nguyễn khiết một mực vùi đầu học tập phùng tú anh bình thường quan tâm nàng cùng nguyễn khiết cũng là không tất yếu cùng các nàng nói chuyện cũng từ tiếng gian phòng của các nàng chỉ biết các nàng mỗi ngày tránh trong phòng ra tới thế là trong lòng càng phát ra có ý kiến mà thích Hai tử khắc chí ít đều có thể giúp đỡ làm một chút sự tình trong nhà ma ma dài ma ma ngắn tìm nàng mà nguyễn khê đến trong thành cái này lâu vẫn không có gọi nàng mẹ mang theo nguyễn kiếp cùng một chỗ trong nhà trừ ăn cơm ra khác đều quản có đôi khi nhìn xem sinh khí thật cảm thấy là từ hương đến đòi nợ nguyễn khê thật là đến đòi nợ là đến vì cái này nhà làm cống hiến sáng tạo hỉ nhạc không khí nàng có chính mình sự tình phải bận rộn thời gian hai năm rưỡi cũng rộng rãi cho nên nàng chỉ có tâm tư quản tốt mình cùng Nguyễn Khiết, từ mùa hè đến mùa thu, từ mùa thu đến mùa đông, nàng mỗi ngày đều tại học tập, tâm tư chỉ chuyên tại một sự kiện bên trên, quản thần hôn, thời gian qua lên là sẽ rất nhanh, mùa đông tiến đến thời điểm, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết bắt đầu chuẩn bị một sự kiện, hồi hương ăn Tết, nó cũng không có nhưng chuẩn bị, là cùng Nguyễn Trường Phú nói một, tại trên lệch thời gian mua vé về đi, Nguyễn Trường Phú tự nhiên là nhín chút thời gian về hắn trước thời điểm loay hoay liền cái nhà này đều hồi, nhưng hắn cũng có thể là kia lâu về nhà, trông cậy vào phùng tú anh mang như trông cậy vào lão thiên gia, cho nên Nguyễn Khê dự định mình hồi, nàng lại là thật 16 tuổi tiểu cô nương, cũng là thật không có từng đi xa nhà không có thấy qua việc đời, thiên nam địa bắt nàng qua nhưng, nàng hoàn toàn có thể mang theo Nguyễn Khiết ngồi xe lửa về Phượng Minh Sơn, vì lộ ra quá mức đột nhiên, nàng tính toán thời gian, Sớm một chút thời gian cùng Nguyễn Trường Phú nói chuyện này vì mặt khác chậm trễ Nguyễn Trường Phú thời gian, nàng liền tại trên bàn cơm sách chuyện này, vào hôm nay bầu không khí tốt thời điểm cùng hắn nói, lập tức sẽ ăn Tết, ta cùng Tiểu Khiết đều rất muốn gia gia nải nải, cho nên chúng ta dự định hồi hương ăn Tết. Nguyễn Trường Phú nghe nói như thế ý thức sững sờ, chỉ hỏi, kia xa, sao về, Nguyễn Khê đã sớm chuẩn bị, tất nhiên là trả lời, ngồi xe lửa hồi. Nguyễn Trường Phú giải thích, đây là ngồi xe lửa vẫn là đi máy bay vấn đề, mà là không ai có thể mang các ngươi hồi ta rút ra thời gian này đến tính về chỉ ngây ngốc một hai ngày vừa đi vừa về một chuyến phải nửa tháng mẹ ngươi nàng cũng vô dụng đi ra ngoài đầu óc choáng váng biết đông tây nam bắc nàng mang các ngươi nguyễn khê nhìn xem hắn nháy mắt mấy cái kia nàng lúc trước tiếp vào tin lần thứ nhất quân đội tìm ngươi là sao qua nguyễn trường phú nói đó là đương nhiên là một đường hỏi người hỏi qua lúc ấy kém chút lạc đường bị mất đâu cũng là một lần kia qua đi nàng dám một mình đi xa nhà không phải muốn ta mang theo mới được ngươi đang hoài nghi nguyễn khê lấy lắc đầu không có ta có thể tự mình về nguyễn trường phú nhìn xem nàng nàng cũng từ trên núi đến nơi đây qua một lần ngươi quá nhỏ ngươi đi nguyễn khê nói có làm được ta biết chữ trên đường cột mốc đường còn có nhà ga đánh dấu khi ta tới đều nhìn qua cũng sẽ nhớ qua ta biết tất cả là ý tứ biết sao ngồi xe sao hồi mà lại nửa đường cần chuyển xe lửa từ nơi này ngồi xe lửa đi thẳng đến trong huyện lại từ trong huyện nhà ga đến công xã ta có thể tìm tới nhà nguyễn trường phú nhìn nàng nói đến đạo lý rõ ràng ngược lại là đối nàng có chút lau mắt mà nhìn dù sao hắn năm đó từ trên núi ra tới đến bộ đội tham gia quân ngũ đều mơ mơ màng màng cùng cái không có đầu con ruồi cùng cái nhị lăng tử kém nhưng hắn vẫn là yên tâm vạn nhất chạy mất đây nguyễn khê lại nói thật có cái này vạn nhất chạy mất ta tìm duy trì trật tự đội tìm đồn công an người ngươi văn phòng điện thoại cho ta chỉ cần báo chữ của người ngươi có điện thoại khẳng định sẽ có người ta đưa về trong đại viện đến nguyễn trường phú nhìn xem nàng nghĩ một mạch cảm thấy nàng mạch suy nghĩ rõ ràng gì thường có đầu gọi hắn không có cách nào lại nói vì quản khống nhân khẩu lưu động các nơi thật có thiếu duy trì trật tự đội chuyên môn làm người đưa về gia sự đương nhiên duy trì trật tự đội trục xuất những người kia đều là không có thư giới thiệu trộn đi ra tới, trừ duy trì trật tự đội, đến đồn công an tìm cảnh sát tự nhiên cũng là hữu dụng. Một lát, nàng nhìn xem Nguyễn Khê nói câu, không nghĩ tới ngươi hiểu được còn ứng lên, là ta xem thường ngươi. Chiếu ngươi cái này đầu óc, thật là muốn đi ném cũng có thể là, ngốc. Nguyễn Khê nói, ta cũng trong thành ngốc hơn phân nửa năm, những vật này nếu là đều hiểu, kia là ở không rồi. Nguyễn Trường Phú gật đầu, nhưng ta vẫn là phải suy nghĩ lại một chút. Nguyễn Khê còn không có lại nói ra lời, Nguyễn Hồng Quân chợt ở bên cạnh liếm láp mặt lấy nói, cha, vậy ta cũng bỏ vào ngẫm lại thôi, ta sớm nghĩ hương nhìn xem, ngươi lần trước chết sống để ta, bên trên chó má học, nhìn xem Nguyễn Trường Phú sắc mặt biến khó coi, hắn vội vàng đổi ngữ khí, lại có mấy ngày thả nghỉ đông, lần này ảnh hưởng, ngươi để ta cùng đại tỷ, ngươi tốt lại cho ta phối cây thương, ta cam đoan đại tỷ an toàn hộ tống tốt. Nguyễn Trường Phú nhịn xuống nghỉ hướng hắn mắt trợn trắng, ngươi lại tham gia náo nhiệt sau đó nguyễn hồng quân còn không có lại nói tiếp nguyễn thu nguyệt còn nói ba ba ta cũng muốn ta muốn thấy nhìn da da nải nải dài dạng thuận tiện nhìn xem phượng minh sơn bên trên phong cảnh đại tỷ nói phượng minh sơn rất xinh đẹp nguyễn hồng quân ba tơ có người ồn ào vội vàng lại dùng tay ngầm đụng đụng diệp phàm diệp phàm đành phải cũng hắn giọng đi theo nói vậy ta cũng muốn đi ta cũng nhìn xem da da nải nải từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn bọn hắn hẳn là cũng thật muốn nhìn xem chúng ta phùng tú anh nhìn xem nguyễn hồng quân nguyễn thu nguyệt cùng diệp phàm các ngươi đừng mù tham gia náo nhiệt xe lửa muốn ngồi hai ngày rưỡi đến trong huyện trên trấn còn không có kết thúc từ trên trấn đến trên núi phải đi bên trên hai ngày các ngươi có thể chịu nổi sao nguyễn hồng quân trực tiếp vỗ vỗ bộ ngực của mình lão tử luyện một thân khối cơ thịt trong bộ đội lớn huấn luyện giả ngoại đều mang sợ vài phút tầm đi hai ngày đường núi với ta mà nói kia là một bữa ăn sáng Phùng Tú Anh, ngươi không đi qua ngươi căn bản biết, Nguyễn Trường Phú khó được không có Trường Nguyễn Hồng Quân, nhưng cũng không có nhận lời nói, một lát chợt nhìn về phía Nguyễn Thu Dương hỏi, ngươi, Nguyễn Thu Dương nghe vậy vội hướng về sau co rụt lại, đánh chết ta đều, Nguyễn Trường Phú lại hỏi Diệp Thu Văn, Thu Văn ngươi đây, Diệp Thu Văn rất là chu toàn tri kỷ nói, ta ở nhà bồi cha mẹ cùng một chỗ ăn Tết, Nguyễn Trường Phú lại nghĩ một lát, nhìn về phía Nguyễn Khê hỏi, Hồng Quân Thu Nguyệt Tiểu Phàm đều cùng theo, được được. Nguyễn Khê nhìn xem Nguyễn Thu Nguyệt Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm đều là nghe lời tốt quản hài tử, mà lại tuổi tác đều tính nhỏ, giống Nguyễn Hồng Binh như thế đi đường phải người lưng, liền xong Nguyễn Trường Phú gật đầu nói, làm được, Nguyễn Trường Phú gật đầu nói, được, sai, tốt, một lát hắn còn nói, ta cũng muốn về nhìn xem các ngươi gia gia nải nải, thế nhưng là ta rút mở thân không có cách nào, đã các ngươi đều nghỉ hồi, vậy ta đáp ứng, giúp ta về xem thật kỹ một chút gia gia của các ngươi nải nải. Nguyễn Hồng Quân nghe vậy rất kích động, chợt vỗ cả bàn đứng lên, ô hô nha chương 58, trở về rồi, chờ hắn kích xong, Nguyễn Giàu còn nói, tất cả đều không nhỏ, xác thực cũng nên để các ngươi ra ngoài chạy một chuyến rèn luyện rèn luyện đi, không phải một điểm giả cũng có, riêng là Hồng Quân cùng tiểu phàm các ngươi hai, phải học lấy gánh sự tình, Nguyễn Hồng Quân vẫn là kích không giảm, đập vỗ cánh tay, lão tử cái gì đều có thể gánh, Nguyễn Giàu không để ý tới hắn, hướng Nguyễn Khê còn nói, tiểu khê cơm nước xong xuôi ta đem phòng làm việc của ta điện thoại cho ngươi ngươi sắp xếp gọn ở trên người tốt nhất là dùng đầu óc nhớ kỹ vé xe lửa ta cũng đều sẽ cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng còn có huyện thành bên kia cho các ngươi liên hệ một chiếc xe để người điều khiển tại nhà ga chờ các ngươi đợi trực tiếp từ trong huyện nhà ga mang các ngươi đi công xã công xã ta sẽ làm pháp phải chính các ngươi vào trong núi đi nguyễn khê nghe xong gật đầu dạng này có thể nguyễn giàu lại hướng phùng tú anh mấy ngày nay ngươi đem mấy hài tử quần áo mới đều cho làm, để bọn hắn mặc quần áo mới đi nông thôn ăn Tết. Lại đi cửa hàng mua chút đồ vật để mấy hài tử mang về cho bọn hắn gia gia nải nải, không muốn mua, trên đường không tốt cầm, không muốn một đêm mơ mơ hồ hồ, trong đầu chứa bột nhão đồng dạng, cái gì đều nghĩ không, Nguyễn Khê bộ dạng phục tùng, khóe miệng nắm một tia cười, cái gì ngẫm lại không, chỉ cần là để ở trong lòng, liền có nghĩ không sự tình. Không để trong lòng, dù là nghĩ cũng có thể lại coi nhẹ rơi phùng tú anh đối nguyễn giàu bàn giao sự tình vẫn là sẽ một mực để trong lòng tất cả đều làm tốt nàng cũng cái gì hắn lời muốn nói gọi làm thế nào liền làm như thế đó liền chỉ chọn gật đầu đáp ứng đến ta biết nguyễn giàu tiếp tục bàn giao đợi đem tiền cùng lương phiếu cầm đủ cho bọn hắn đặt ở tiểu khê trong tay đừng quên như thế trời lạnh trên đường không thể một mực gặm lương khô tối thiểu phải ăn chút nóng hổi đồ vật Phùng Tú Anh như cũ không nói lời gì chỉ chọn đầu, ghi nhớ, cái này sự tình nói cái này cũng liền không kém, năm này xác định phân hai xuống, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Hồng Quân Nguyễn Thu Nguyệt cùng Diệp Phàm đi nông thôn cùng Gia Gia nải nải qua, Diệp Thu Văn Nguyễn Thu Dương Nguyễn Hồng Binh để ở nhà cùng bọn hắn cùng một chỗ qua, dù Phùng Tú Anh trong lòng có ý kiến, nhưng nàng cũng không dám làm mặt phản đối Nguyễn Giàu quyết định, cái này sự tình này tính nói xong, Nguyễn Giàu lại nghĩ tới việc khác, thế là cơm nước xong xuôi để đổ xuống hướng Diệp Thu Văn lại hỏi, đúng, Thu Văn chính ngươi là tính toán gì, lập tức học kỳ này kết thúc, ngươi liền tốt nghiệp trung học. Tiểu phàm tuổi tác còn nhỏ, qua năm mới 15, Pháp thu xếp, chỉ có thể đi thượng trung. Ngươi qua năm 17, không nhỏ, chuyện này Diệp Thu Văn tự nhiên nghĩ tới, nếu như nàng không còn tiếp tục đi học lời nói, còn lại có thế đường có hai, một là Nguyễn Giàu đem nàng thu xếp trong bộ đội tham gia quân ngũ đi còn có một chính là xuống nông thôn chen ngang bởi vì nguyễn giàu trước đó đề cập qua nông thôn chen ngang cái này sự tình lấy nàng hiện tại trong lòng còn có chút lo lắng bất an mặc dù hơn nửa năm này nàng biểu hiện được rất tốt nhưng không biết nguyễn giàu có thể hay không còn muốn cho nàng đi chen ngang nàng không muốn đi nông thôn chen ngang nhưng cũng không tiện nói thẳng mình muốn đi tham gia quân ngũ càng sợ nguyễn giàu ra nàng xem thường đi nông thôn chen ngang chuyện này cảm thấy nàng tư tưởng có vấn đề trực tiếp để nàng đi chen ngang mà lại liền xem như đi làm lính lời nói thoạt đầu cũng là đi trước địa phương bộ đội nàng đi theo nguyễn giàu cùng phùng tú anh dạo qua địa phương bộ đội biết địa phương bên trên tử không dễ chịu đồng thời tham gia quân ngũ huấn luyện mỗi ngày cũng đều cực vất vả cân nhắc xuống tới nàng chọn dưới mắt tốt nhất đồng thời nói ra cũng là nhất chu toàn nàng lấy nguyễn giàu nói ta muốn tiếp tục đọc bên trong lại bồi cha mẹ hai năm không nỡ bỏ ngươi nhóm lưu lại tiếp tục thượng trung lời nói nàng còn có thể lại dễ chịu hai năm mà lại trường học có thể nói là nàng sân nhà nàng trong trường học coi là tai to mặt lớn nhân vật có địa vị nhất định đi làm lính lời nói nàng chính là chẳng phải là cái gì tân binh tuy nói sớm muộn cũng phải con đường này nhưng nàng càng muốn dễ chịu xong hai năm lại đi nguyễn giàu nàng còn muốn đi học cũng tôn nàng ý nghĩ liền cũng liền nói câu được thôi vậy ngươi và tiểu phàm cùng một chỗ lại đến hai năm học đi chờ thêm xong bên trong đợi sẽ cùng nhau thu xếp. Diệp Thu Văn gật gật đầu, tạ ơn cha. Lần này liền có việc khác lại muốn nói. Nguyễn Giàu đứng dậy, đi ra ngoài đi tản bộ đi. Nguyễn Khê Nguyễn Kiếp cùng Nguyễn Thu Nguyệt cơm nước xong xuôi cũng đứng dậy lên lầu. Trên lầu gian phòng bên trong ngồi xuống, Nguyễn Thu Nguyệt hưng nói, ta rốt cục có thể gia gia nải nải, còn có Phượng Minh Sơn Thượng phong cảnh. Cái này nghĩ đông hẳn là có thể trôi qua phi thường có ý tứ. Nguyễn Khê cho nàng phòng hờ, quá trình khả năng có ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy dù sao ngồi xe lửa cùng leo núi đều không phải kiện nhẹ nhõm sự tình nguyễn thu nguyệt cười nói ta không sợ nguyễn khê cười đập bên trên nàng vai không sợ sẽ tốt nguyễn thu nguyệt cầm lấy bút chì trên ngón tay chuyển lại nhỏ giọng nói lúc đầu ta còn tưởng rằng sang năm liền không dịp thu văn muốn nàng thế mà không muốn tiếp tục thượng trung người ta đều ước gì nhanh đi tham gia quân ngũ nàng thế mà không muốn đi nguyễn khê cũng muốn theo tiếp một câu tham gia quân ngũ khổ a à? Nguyễn Thu Nguyệt nói, không thể so xuống nông thôn chen ngang được không? Đọc xong bên trong còn không phải muốn đi, muốn ta nói không bằng sớm một chút đi, sớm một chút dùng xong nghĩa vụ binh, cố gắng đề bạc lưu tại bộ đội. Ở trong bộ đội làm cán bộ, không thể so ở trường học tốt, Nguyễn Khiết nói tiếp, mỗi người ý nghĩ không giống đi, Nguyễn Thu Nguyệt suy nghĩ một lát, cũng thế, có mẹ đối nàng tốt bưng lấy nàng, nàng trong nhà tử trôi qua dễ chịu, ở trường học cũng phong quan có mặt mũi, không giống chúng ta, người coi trọng, chỉ hận không được tranh thủ thời gian độc lập dọn ra ngoài. Ai? Nguyễn Khê đưa tay liền đập đầu nàng, tuổi còn nhỏ ngươi ai cái rắm. Nguyễn Thu Nguyệt sờ sờ đầu mình, ta qua năm liền 10 tuổi, rất lớn. Nguyễn Khiết nói, vẫn là tiểu hài đâu. Nguyễn Thu Nguyệt buồn rầu, xác thực nhỏ một chút, ta tối thiểu còn phải lại chịu 6 năm. Nói nàng hướng Nguyễn Khê Nguyễn Khiết, ao ước các ngươi, chịu 2 năm tốt nghiệp trung học, tuổi tác vừa vặn cũng không kém, liền có thể rời đi địa phương quỷ quái này, đi địa phương mới làm rất tốt ra điển bộ dáng tới. Nguyễn Khiết còn có chút thấp thỏm, không biết đợi đối với chúng ta sẽ có cái dạng gì thu xếp. Nguyễn Thu Nguyệt nói, đừng tỷ ngươi yên tâm được rồi, các ngươi từ nhỏ tại nông thôn lớn, dù sao làm sao cũng không thể để các ngươi lại đi nông thôn chen ngang, lão hán nhi đầu óc bình thường. Đại khái suất chính là để các ngươi đi làm lính, tiến bộ đội liền tự mình hỗn, có bản lĩnh liền đề bạc lưu tại bộ đội, bản lĩnh làm xong hai năm nghĩa vụ binh phục viên trở về, gọi lão hán lại hỗ trợ thu xếp công việc, hoặc là mình có chút ít bản lĩnh, chuyển nghề trở về, trực tiếp từ bộ đội chuyển cơ quan chính phủ. Nghe Nguyễn Thu Nguyệt kiểu nói này, Nguyễn Khiết nháy mắt cảm thấy tương lai liền minh lãng, trong nội tâm nàng hưng, nụ cười trên mặt cũng sáng, khi còn rất tốt, kết quả nàng vừa hưng nói xong, trên trán liền chịu một cái đầu băng. Nguyễn Khê đàn xong nàng thổi một chút ngón tay nói, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể buông lỏng sắc nguyễn khiết đưa tay sờ một chút cái trán, đành phải lại tiếp tục sách đi nguyễn thu nguyệt lấy nàng cười cười cũng làm việc đi các nàng học tập 10 giờ rửa mặt đi ngủ lần lên nguyễn khê cùng nguyễn khiết vẫn là buồn bực trong phòng không đi ra một mực vùi đầu sách mà nguyễn thu nguyệt thì cũng hòa bình đồng dạng nhấn tới đi học hơn nửa ngày học trở về phát hiện phùng tú anh tìm người tới nhà cho bọn hắn lượng kích thước chuẩn bị kéo vải may xiêm y tại cho Diệp Phàm cùng Nguyễn Hồng quân lượng thức đợi, Phùng Tú Anh đứng ở bên cạnh nói, các ngươi hai góp cái này náo nhiệt làm gì, hai ba ngày xe lửa thêm hai ba ngày đường núi, các ngươi coi là tư vị này là dễ chịu. Hiện tại đổi ý còn kịp, muốn ta nói các ngươi nhanh đi cùng các ngươi ba ba nói một tiếng, cũng đừng đi cùng, Nguyễn Hồng quân thần tình nghiêm túc nói, đại tỷ cùng đường tỷ là hài tử đều nhận được, Nguyễn Thu Nguyệt còn không sợ, ta cùng Diệp Phàm hai đại nam nhân, còn chịu không được điểm ấy khổ ta sớm muốn đi quê quán là các ngươi một mực ở giữa ở giữa lần trước còn nói muốn lên học không thể đi hiện tại thật vất vả trời địa lợi nhân hòa ta dù sao khẳng định là muốn đi phùng tú anh khổ bà tâm các nàng là trong núi lớn đã sớm quen thuộc các ngươi có thế cùng với các nàng so các nàng từ nhỏ lớn thiếu đường núi các ngươi quá ít đường núi có đại nhân mang theo ta có thế yên tâm sao nguyễn hồng quân lấy nàng mẹ ngươi nếu là không yên lòng ngươi dẫn chúng ta đi phùng tú anh lập tức liền nói ta nhưng bản sự này mang các ngươi đi lần trước đi một chuyến trở về trên thân đau một hai tháng tan ra thành từng mảnh ta cũng tìm không ra đường phương hướng đều không phân rõ nguyễn hồng quân còn nói đại tỷ có thế tìm được a à, tối hôm qua ngươi không phải nghe sao đi theo đại tỷ là được phùng tú anh không nghĩ lại cùng hắn nói nhảm ta không đi nguyễn hồng quân nói dù sao ta đi nói hắn lại hướng dịp phàm hỏi ngươi đây diệp phàm nói đi chung với ngươi giúp tiểu khê tỷ lấy ngươi nguyễn hồng quân trực tiếp mắt trợn trắng ta mới không muốn người ngươi trên đường đừng khóc lấy hô ma ma là được phùng tú anh nhẹ nhàng hấp khí làm sao liền cùng ngươi hai nói không thông đâu không thể giống thu văn cùng thu dương như thế cho ta bớt lo một chút nha ăn tết ngay tại trong nhà đàng hoàng qua không phải giày vò cái này một lần làm gì nguyễn thu nguyệt thực sự không muốn nghe xuống dưới hắn giọng lên tiếng còn muốn cho ta lượng kích thước sao phùng tú anh lúc này mới quay đầu nàng liền để người tới cho nàng lượng kích thước bên kia nguyễn hồng quân lại đứng trực tiếp nhảy lên đi lên lầu gọi nguyễn khê nguyễn khiết xuống tới cùng một chỗ lượng kích thước tại nguyễn thu nguyệt lượng kích thước đợi phùng tú anh liền một câu đều lại nói chờ nguyễn khê nguyễn Kiết xuống tới nàng trực tiếp đi phòng bếp xới cơm đi ở trong mắt nàng nguyễn khê nguyễn khiết là hai đại phiền phức nguyễn thu nguyệt là bị các nàng làm hư phiền toái nhỏ có việc sự tình cho nhà thêm chút sự tình để nàng phiền mình giày vò cũng coi như, hiện tại lại mang lên Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm. Nếu không phải mang lên Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm, cái này sự tình nàng căn bản cũng sẽ không quản. Các nàng yêu đi đi đâu đâu, đừng nói về Phượng Minh Sơn ăn Tết, chính là đi trên trời ăn Tết nàng đều mặc kệ. Nàng mặc kệ Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt đương nhiên cũng mặc kệ nàng. Ba người đo xong kích thước phòng ăn đi ăn cơm, ăn cơm đợi không nói lời nào, ăn xong liền lập tức về trên lầu đi hôm nay nguyễn giàu giữa trưa trở về ăn cơm nguyễn hồng quân cùng dịp phàm giữa trưa không nghỉ ngơi cơm nước xong xuôi cũng liền ra ngoài mà nguyễn hồng binh thì đi theo hai người bọn họ phía sau cái mông chạy hoặc là ra ngoài tìm mình tiểu đồng bọn trong nhà ăn chỉ còn lại phùng tú anh dịp thu văn cùng nguyễn thu dương ba người còn ăn xong trong chén cơm phùng tú anh ăn trước xong để đổ xuống ngồi hấp khí nói các ngươi giống hay không đòi nợ đến mỗi ngày cơm nước xong xuôi để đổ xuống bôi miệng liền lên lâu đi không giờ cơm không xuống, hơn nửa năm, cũng không biết mỗi ngày trốn ở trên lầu làm gì. Trước kia Thu Nguyệt còn có thể làm làm chút chuyện, hiện tại Thu Nguyệt cũng làm không được, Nguyễn Thu Dương bây giờ tại Diệp Thu Văn trước mặt không dám nói lời nào, đều là lặng tiếng không nói, Diệp Thu Văn cho Phùng Tú Anh giải sầu nói, mẹ, ngươi đừng quản các nàng. Như bây giờ không thể so Nguyễn Khê không nói điểm lời khó nghe gọi chúng ta xuống đài không được được không, ngươi cũng biết nàng kia tính tình, miệng bên trong căn bản nói không nên lời cái gì tốt lời nói, Phùng Tú Anh ngẫm lại cũng thế, miễn nghe những cái kia lời khó nghe, được rồi, liền lại nhìn các nàng hai năm đi, cái này sự tình không nói. Nhưng nàng vẫn là không hy vọng Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm đi cùng Phượng Minh Sơn chịu khổ, sợ bọn họ không chịu đựng nổi, liền lại đối Diệp Thu Văn nói, Thu Văn ngươi đi khuyên nhủ Tiểu Phàm để hắn mang theo Hồng Quân lưu lại ăn Tết, chớ cùng lấy đi nông thôn. Bọn hắn căn bản cũng không biết đường kia gặp nạn, một đầu óc phát nhiệt theo tới, trên đường tám thành muốn khóc, nghĩ Diệp Phàm cùng Nguyễn Hồng Quân hơn nửa năm này đối nàng thái độ, Diệp Thu Văn vô ý thức hít một hơi thật sâu, nàng ăn xong trong chén cuối cùng một bữa cơm để đổ xuống, hướng Phùng Tú Anh nói, ta nhưng khuyên không được, bọn hắn cũng không nghe ta. Phùng Tú Anh trong lòng cảm thấy kìm nén đến hoảng, cha ngươi cũng thế, không biết nghĩ như thế nào, đáp ứng để bọn hắn theo tới. Nguyễn Thu Dương chợt nói một câu, cha đều lên tiếng, đi thì đi thôi để bọn hắn ăn chút đau khổ phùng tú anh nghe vậy hướng nguyễn thu dương một lát lỏng cái này khí đạo được rồi đã ngăn không được để bọn hắn đi theo ăn chút khổ cũng là chuyện tốt đợi bọn hắn tự nhiên là biết ta không để bọn hắn đi đấy có phải là tốt cho bọn họ đã như thế phùng tú anh lại xoắn suýt cái này sự tình lượng mấy hài tử kích thước về sau nàng cầm miếng vải phiếu đi cửa hàng mua vải cho mấy hài tử làm ăn tết muốn mặc quần áo mới lại mua một chút thuận tiện mang theo nhẹ nhàng ăn uống, cho bọn hắn mang về quê quán cho Nguyễn Chí cùng Lưu Hạnh Hoa. Bận rộn xuống tới không kém cũng liền trường học nghỉ tử, xuất phát đầu một đêm bên trên, nàng tại Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm gian phòng bên trong giúp bọn hắn thu thập hành lý, lao thao dặn dò rất lời nói, liền sợ bọn hắn chịu khổ. Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm không muốn nàng thu thập hành lý, nàng nhất định phải tự mình thu thập, không phải không yên lòng, mà nàng mỗi lãi nhảy xong một câu, cũng còn muốn xác nhận một lần nghe có ghi nhớ có nguyễn hồng quân ngại phiền không muốn trả lời diệp phàm thì sẽ rất chân thành trả lời nghe đều ghi nhớ diệp phàm nói như vậy nàng là yên tâm giúp bọn hắn thu thập xong hành lý để một bên nàng lại gọi nguyễn hồng quân hồng quân ngươi đi lên đem ngươi nhị tỷ cho gọi xuống tới ta đem tiền cùng lương phiếu cho nàng lại bàn giao nàng mấy câu nguyễn hồng quân nhảy lên một chút từ chữ bên bàn đứng lên mấy nhanh chân bò lên trên lâu gọi Nguyễn Khê đi. Một lát sau cùng Nguyễn Khê cùng một chỗ xuống tới, mang theo Nguyễn Khê tiến gian phòng. Phùng Tú Anh cùng Nguyễn Khê ở giữa giống như có thiên nhưng bài xích nhau từ trường, chỉ cần hai người mặt đối mặt cùng một chỗ, khi khoảng cách cảm giác liền hết sức rõ ràng, hai người trên mặt đều biểu tình gì, toàn bộ đều là có chút gương mặt lạnh lùng, giống như có thù đồng dạng. Ở chung lớn nửa năm trôi qua, mẫu hai ở giữa tình cảm có mảy may tăng tiến, ngược lại so với lúc trước vừa gặp mặt vậy sẽ sống lại phân xa lánh thậm chí chuyển biến xấu, lúc trước đấy còn không quen, có bất kỳ ở chung, Phùng Tú Anh đối Nguyễn Khê có một chút ấy nấy, Nguyễn Khê đối nàng thái độ là xa cách cùng khách khí cư, nhưng ở chung xuống tới quen về sau, những cái này toàn, nguyên nhân cũng là không khác, chính là Phùng Tú Anh đối Nguyễn Khê ấy nấy thực sự quá ít, thiếu vừa tới liền quên cho nàng cùng Nguyễn Kiệt đặt mua đồ vật thiếu gần như cảm thấy đem Nguyễn Khê nhận lấy tùy tiện lừa gạt lừa gạt liền xem như đền bù. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nguyễn Khê không phải cái kia có thể bị lừa gạt người, cũng không phải có thế tiếp nhận lừa gạt người. Thế là sự tình một vòng một vòng xuống tới, Nguyễn Khê thấu Phùng Tú Anh hư tình giả ý, cũng trực tiếp xé toan nàng tầng này mặt nạ, mà Phùng Tú Anh là sợ phiền phức người. Tự nhiên ngại Nguyễn Khê sự tình tính tình kém lại yêu dày vò, cảm thấy nàng là đến đòi nợ, càng ngày càng không thích nàng, thậm chí trong lòng phiền nàng kết quả chính là hai người lẫn nhau càng càng không vừa mắt dối trá mặt nạ đã sớm kéo xuống đến đương nhiên cũng không cần lại lẫn nhau làm bộ khách khí phùng tú anh trực tiếp đem tiền cùng lương phiếu đưa nguyễn khê trước mặt lên tiếng nói ngươi muốn dẫn bọn hắn đi đừng ta mặc kệ ngươi phải đem hồng quân cùng tiểu phàm chiếu cố tốt bọn hắn đi qua xa như vậy địa phương cũng nếm qua loại khổ này nguyễn khê mặc kệ nàng đem tiền cùng phiếu tiếp xuống nắm ở trong tay đếm nguyễn hồng quân ở bên cạnh lên tiếng nói mẹ ngươi đừng lải nhải ta cùng dịp phàm căn bản không cần cần người chiếu cố nói xong hắn lại hướng kiếm tiền nguyễn khê nói đại tỷ ngươi yên tâm tốt ta cùng dịp phàm không cần ngươi chiếu cố chúng ta là nam tử hán có thể chiếu cố ngươi cùng đường tỷ còn có lục muội có chuyện gì đều có thể giao cho chúng ta phùng tú anh hướng hắn nói các ngươi mới lớn có thể làm gì nha từng có giáo huấn hiện tại Phùng Tú Anh không còn dám tùy tiện lừa gạt Nguyễn Khê, miễn cho nàng lại phải lý không tha người náo, cấp cho tiền cùng phiếu đều là đầy đủ. Nguyễn Khê đếm xong tiền trực tiếp cất vào trong túi, hướng nàng nói câu, gánh gánh hành lý được rồi đi. Phùng Tú Anh nghe lời này một trận ấm ức, tự biết luận miệng nhau nhau chẳng qua Nguyễn Khê, liền vẫn là cùng Nguyễn Hồng Quân nói, nghe có, nàng mang các ngươi đi, chính là muốn để các ngươi gánh hành lý, các ngươi còn nhất định phải đi, nói cái gì đều không nghe ngươi liền châm ngòi ly gián đi, Nguyễn Khê cho nàng ném câu này là xong. Nguyễn Hồng Quân lại bắt đầu cảm thấy phiền, mở nói Phùng Tú Anh, lúc đầu rất hưng một chuyện tình, cha đều thống thống khoái khoái đáp ứng, để chúng ta ra ngoài rèn luyện rèn luyện, trở về thật tốt gia gia nải nải, để gia gia nải nải hưng hưng ăn Tết, kết quả ngươi tại ngày này trời lãi nhãi mỗi ngày lãi nhãi. Đại tỷ nếu như bị ngươi làm sinh khí trực tiếp không mang chúng ta đi, ta tất cả đều trách ngươi, Phùng Tú Anh cũng rất ủy khuất, ta lại nhảy ta vì ai nha, Nguyễn Hồng Quân nằm ở trên giường, lại nói tiếp, cầm gối đầu đem mặt che lại, Diệp Phàm ra tới khi cùng sự tình lão, an ủi Phùng Tú Anh nói, mẹ, ta sẽ chiếu cố tốt Hồng Quân, ngài yên tâm đi, Nguyễn Hồng Quân đến tính tình, đem gối đầu hướng bên cạnh một đập, lớn tiếng nói, ta không cần người chiếu cố, Phùng Tú Anh bị hắn làm cho sắc mặt khó, lại nói ra lời, trong lòng kìm nén ủy khuất đứng dậy, mở cửa liền ra ngoài về phòng của mình bên trong ngồi xuống, nàng ngồi tại bên giường bắt đầu lau nước mắt, nuôi con tử cũng dạng này, nàng cảm thấy mình số khổ. Nguyễn Khê Nguyễn Khiếp cùng Nguyễn Thu Nguyệt hành lý là mình thu thập, hai ngày buổi sáng dậy thật sớm rửa mặt xong cầm lên hành lý xuống lầu, cùng Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm cùng một chỗ ăn điểm tâm, đi ra ngoài ngồi lên Nguyễn Phú Yên sắp xếp xe díp, đi trạm xe lửa. Người một nhà đã xuất gia bên trong đại môn, Nguyễn Giàu đứng tại cửa thay mặt Diệp Phàm cùng Nguyễn Hồng Quân, các ngươi hai là nam tử Hán, tuổi tác cũng không nhỏ, trên đường chiếu cố tốt tiểu khê tiểu khiết cùng thu nguyệt, chiếu cố tốt qua tử, biết a à. Nguyễn Hồng Quân liền thích nghe lời này, buông xuống hành lý đối Nguyễn giàu xoát xoát cũng chân chào quân lễ, khí thế mười phần nói, thủ. Ngài yên tâm đi, ta cùng Diệp Phàm cam đoan an toàn hộ tống nhà các nàng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, Nguyễn giàu hắn dạng này liền nghĩ trừng hắn, gọi hắn, cút, kết quả Nguyễn Hồng Quân lại ứng một câu, vâng. Thủ nói xong cầm lấy hành lý liền hướng bên cạnh xe chạy thả xong mình hành lý lại trở về cầm nguyễn khê nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt phùng tú anh vẫn là không an lòng cũng không yên lòng chỉ dặn dò dịp phàm tiểu phàm nhất định tốt hồng quân dịp phàm tự nhiên gật đầu đáp ứng ngài yên tâm đi hành lý cầm lên xe nguyễn khê nguyễn khiết nguyễn thu nguyệt cùng nguyễn hồng quân dịp phàm lần lượt lên xe ngồi xuống tại điều khiển viên phát xe tử về sau tại trong cửa sổ xe cùng trong nhà mấy người tùy tiện phất, phất tay chờ xe díp ra cửa đại viện, Nguyễn Hồng Quân mặt mũi tràn đầy buông lỏng dễ chịu, a, à, rốt cục, bên tai thanh tịnh, nghe lời này, Nguyễn Khê ngồi ghế cạnh tài xế quay đầu hướng hắn, cười nói, trên núi thấy gia gia nãy nãy đợi ngươi còn có thể là hiện tại loại trạng thái này, ta liền bội phục ngươi, Nguyễn Hồng Quân lập tức giữ vững tinh thần đến thân thể ngồi thẳng tắp, đại tỷ ngươi cũng đừng bản thân, Nguyễn Khê không dám nhỏ hắn, hướng hắn nắm một chút nắm đấm, chúng ta đường đi chính thức bắt đầu, cố lên nguyễn hồng quân lại tới tinh thần nắm lên nắm đấm hét lớn một tiếng cố lên thanh âm hắn quá lớn đem xe thượng nhân giật nảy mình liền người điều khiển đều nhảy một cái nguyễn thu nguyệt cùng diệp phàm một tòa hắn bên trái một tòa hắn bên phải ăn ý cùng một chỗ trợn trắng mắt đồ đần đường cái tại xe giúp dưới bánh xe hướng về sau rút lui sau đó phải đường vô cùng năm người cầm không hành lý nhà ga lên xe tại nguyễn khê chỉ huy chuyển xuống cốt hành lý trên ghế ngồi ngồi xuống bắt đầu khắp đường đi Nguyễn Khê ngồi xe lửa đau khổ liền không thích nói chuyện, Nguyễn Hồng Quân thì chiếc chiếc qua qua một mực nói xong, mà trên đường trừ nói chuyện phím nói chuyện, còn lại chính là ngoài cửa sổ xe phong cảnh. Có địa phương hoang mang một mảnh, có địa phương thì bao trùm lấy một tầng tuyết trắng mênh mang, hoặc còn có một gian phòng nhỏ, tại đất tuyết bên trong bốc lên khói bếp, Nguyễn Hồng Quân ngay từ đầu còn đặc biệt hưng phấn, nhưng ở xe lửa rồng rã một ngày sau đó, hắn cũng chậm chậm bắt đầu mệt, nhưng là hắn tinh lực khôi phục được rất nhanh, tự ở trên xe lửa ngủ một giấc rất nhanh lại sinh long hoặc hổ lên, hắn dạng này cũng là tốt, có thể gia tăng đội ngũ sĩ khí. Hai ngày rưỡi xe lửa lửa trình kết thúc, người khác ít có chút mỏi mệt, chỉ có Nguyễn Hồng Quân xuống xe lửa đứng trên đài ngắm trăng, còn sinh long hoặc hổ kéo lại toàn thân gân cốt, kéo xong thoải mái mà nói, đi xa nhà cũng chỉ cứ như vậy, có cái gì khó, nói đến dọa người như vậy, ta còn tưởng rằng trên đường có lão hổ đâu. Nguyễn Khê lấy hắn cười cười, đi công xã. Nguyễn Hồng Quân một mạch liền đem tinh thần toàn sách đầy, cất bước bày ra công kích tư thế, xong, xong nhà ga bên ngoài, có Nguyễn Phú Yên sắp xếp xe jeep đang chờ bọn hắn. Bọn hắn trực tiếp lấy hành lý lên xe, ngồi xe jeep thiên phượng công xã, công xã sau vội vã, mà là nhét đầy cái bao tử đang chiêu đãi ở một đêm, ở một đêm dưỡng tốt tinh thần về sau, lại xuất phát đi bộ hướng phượng Minh Sơn đi lên, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết dẫn đường hướng phía trước, nguyễn hồng quân dịp phàm cùng nguyễn thu nguyệt an tâm đi theo ba hài tử tay cầm tay hổ ban hỗ trợ hai nam hài tử cầm đồ vật chia sẻ lấy lấy còn có thế chạy tới nơi khác phương đi một vòng nguyễn hồng quân cùng dịp phàm tại thể lực bên trên xác thực rất đi nhưng nguyễn thu nguyệt không phải rất đi mặc dù nàng cái gì đều cầm vẫn cần không nghỉ ngơi mà lại nàng nếm qua những cái này khổ đường núi phải gian nan bàn chân cũng chịu không được nhưng nàng ý chí lực qua người lòng bàn chân mài hỏng cũng lên tiếng năm người kiên trì phượng nhãn thôn đã là hai ngày ban đêm tại hơi trầm xuống trong bóng đêm nguyễn khê cùng nguyễn khiết nguyễn chí đứng tại lồng gà bên cạnh vẫy gà ăn hai người ăn ý thật nhiều còn trước mặt liền cùng mở hô một tiếng da da nguyễn chí nghe thanh âm lập tức trở lại híp mắt phân rõ một hồi lâu mới lên tiếng là tiểu khê cùng tiểu khiết sao nghe lời này trong phòng nấu cơm lưu hạnh hoa lập tức liền ra tới lưu hạnh hoa ra tới nguyễn khê cùng nguyễn khiết lại phất phất tay hô Nãy nãy, lấy bóng người nghe thanh âm, Lưu Hạnh Hoa nháy mắt liền kích thích đến, thanh âm khẽ run nói, đúng vậy a, à, đúng vậy a, à, là Tiểu Khê cùng Tiểu Khiết trở về á. Chương 59, lương chúc, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết dẫn đầu chạy, chạy đến Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa trước mặt, Nguyễn Khê có chút thở gấp hưng phấn nói, là chúng ta trở về á. Trở về bồi nhóm ăn Tết, không chỉ chúng ta, còn có ba cái tiểu nhân đâu, nói nàng quay đầu đi xem chỉ thấy Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm tại lôi kéo Nguyễn Thu Nguyệt chậm rãi hướng bên này đi. Lưu Hạnh Hoa hướng về sau mặt ba bóng người kia nhìn sang, chỉ hỏi, ba cái kia là ai vậy? Tại Nguyễn Hồng Quân, Diệp Phàm cùng Nguyễn Thu Nguyệt đi gần quá trình bên trong, đối diện tiểu táo trong phòng tôn tiểu tuệ cùng Nguyễn Trường Quý cùng một chỗ duỗi đầu ra tới, nhìn thấy Nguyễn Khê Nguyễn Khiết, tôn tiểu tuệ lên tiếng nói, nhà đầu chết tiệt kia trở về, thế mà còn bỏ được trở về. Nguyễn Dược cùng Nguyễn Dược Hoa nghe được động tĩnh cũng từ phòng chính ra tới, đứng tại phòng chính bên ngoài. Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết không có đi quản bọn hắn một nhà bốn chiếc, tự nhiên cũng không có quá khứ chào hỏi, chỉ coi bọn hắn không tồn tại. Chờ Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm cùng Nguyễn Thu Nguyệt đi gần, Nguyễn Khê giơ tay lên nói, nhanh. Gọi gia gia nải nải, Nguyễn Hồng Quân thấy ai cũng không xa lạ, quả quyết buông ra Nguyễn Thu Nguyệt, một tay chào quân lễ sống lưng ưỡng thẳng chính bát kinh sông Nguyễn Chí Cao kính cái lễ, cùng Nguyễn Chí Cao nói chào hỏi, gia gia tốt. Ta là Nguyễn Hồng Quân, cùng Nguyễn Chí Cao đánh xong chào hỏi lại cho Lưu Hạnh Hoa đi cái quân lễ, nãi nãi tốt. Ta là Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thu Nguyệt cùng Diệp Phàm cảm thấy hắn ngốc, liền thành thành thật thật cười chào hỏi, gia gia nãi nãi, ta là trong nhà lão Tam, Diệp Phàm gia gia nãi nãi tốt, ta là Thu Nguyệt, trong nhà lão Lục. Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa một lần thấy cái này ba cái tôn tử tôn nữ, trong lúc nhất thời cũng không biết sao là tốt, chủ yếu là đột nhiên, trong lòng vừa cao hứng vừa cảm động, còn có một số nói không ra vì sao câu thúc, xem bọn hắn sững sờ, Nguyễn Khê cười nói, gia gia nải nải, đây đều là nhóm tôn tử tôn nữ nha, ta ở trong thư đều cùng nhóm đề cập qua, lão Tam Diệp Phàm, lão Ngũ Nguyễn Hồng Quân, lão Lục Nguyễn Thu Nguyệt, nhóm suy nghĩ một chút. Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa nghe nói như thế mới phản ứng được, bận bịu che giấu luống cuốn, lên tiếng chào hỏi lên, nhanh nhanh nhanh, đều chớ đứng, đi cái này nhiều đi ngang qua đến, khẳng định đều mệt chết, tranh thủ thời gian phòng tọa hạ nghỉ, sau đó còn không có phòng đâu, bỗng nghe được một câu, nha, trong nhà đến thân thích nha, nghe được thanh âm, tất cả mọi người dừng lại bước chân quay đầu, chỉ thấy là Nguyễn Trường Sinh cùng tiền xuyến trở về, Nguyễn Trường Sinh trong đám người nhìn thấy Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết, bận biệu gỡ ra Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm cùng Nguyễn Thu Nguyệt, trực tiếp đi đến Nguyễn Khê Nguyễn Khiết trước mặt, mặt mày hưng phấn nói, ôi uy. Ta hai cái này lớn cháu gái trở về á, Nguyễn Khê cùng Nguyễn Khiết cười lên, ngủ thúc, kêu xong lại nhìn về phía tiền xuyến gọi một câu, ngủ thẩm, tiền xuyến đi đến Nguyễn Trường Sinh bên cạnh, nhìn xem hai nàng cười nói, hai ngày này ma ma đang ở nhà nhắc tới nhóm đâu, nói nhóm một lần tại bên ngoài ăn Tết, trong nhà thiếu nhóm, còn trách không thích ứng, không nghĩ tới nhóm hôm nay liền trở lại nguyễn trường sinh không nhiều đứng nói nhảm chỉ lại nói bên ngoài lạnh lẽo nhanh phòng nhanh phòng sau đó còn không có mở rộng bước chân bỗng nghe được sau người truyền đến một tiếng ngỗng đây là sơ sóc nguyễn hồng quân dùng làm cuốn họng phát ra tới nguyễn trường sinh nghe được thanh âm quay đầu lại mới ý thức mình xem nhẹ ba cái tiểu hài thế là liền lại nhìn về phía nguyễn khê nói chờ một chút ta giống như quên một sự kiện cái này ba thằng nhãi con là ai a à? Nguyễn Khê còn chưa lên tiếng, Nguyễn Hồng Quân ưỡn ngực lên, ta cũng không phải thập bắt con. Nguyễn Trường Sinh nhìn xem hắn cười một chút, như cái đồ ngốc. Lời này vừa nói ra, Nguyễn Khê Nguyễn Khiếp Diệp Phàm cùng Nguyễn Thu Nguyệt cùng một chỗ cười ra tiếng. Nguyễn Thu Nguyệt còn nhìn xem Nguyễn Trường Sinh nói, đúng không, ngũ thúc, ta cũng cảm thấy có điểm giống. Nguyễn Hồng Quân nhìn hầm hầm Nguyễn Trường Sinh, vừa giận xem Nguyễn Thu Nguyệt, nhóm đều nghĩ nếm thử sự lợi hại của ta đúng không? Nghe được gọi ngũ thúc Nguyễn Trường Sinh liền biết, Hắn nhìn xem Nguyễn Thu Nguyệt ba người nói, "Ta biết, nhóm là cho tới bây giờ chưa từng tới nông thôn, ta cái kia chất tử cháu gái, nhóm cũng về ăn Tết a." À. Diệp Phàm nhìn xem hắn lên tiếng đáp, "Đúng vậy, bồi hai vị tỷ tỷ đồng thời trở về." Lưu Hạnh Hoa không có để Nguyễn Trường Sinh lại nói tiếp, lúc này bận biệu lên tiếng nói một câu, "Hài tử trở về đều mệt chết, trời lại cái này lạnh, đừng tại đây đứng ở phía ngoài, tranh thủ thời gian phòng đi, có chuyện ngồi xuống từ từ nói." Đối diện tiểu táo trong phòng Tôn Tiểu Tuệ đưa đầu nhìn Nguyễn Chí Cao Lưu Hạnh Hoa mang theo một đám hài tử phòng, thu hồi đầu đến cùng Nguyễn Trường Quý nói, không chỉ các nàng trở về, còn mang về ba cái, Tiểu Khê còn rất có bản lĩnh, Nguyễn Trường Quý không có thập tâm tình, đừng quản, dù sao đại ca hắn không trở về, hắn cũng không muốn ra ngoài trang thập bộ dáng, liền xem như đại ca hắn cũng trở về, lần này hắn cũng không nhất định giả bộ ở, ai bảo Nguyễn Trường Phú trở về không cho hắn thập chỗ tốt, còn mang đi hắn nữ tôn tiểu tuệ ngược lại là rất muốn quản thế nhưng phải có thế quản được mới được a à, nếu không sợ nguyễn chí cao cùng nguyễn trường sinh bảo nổi nếu có thể quản nàng đi sớm nguyễn khiết hao tới đánh lên một chầu đánh xong lại nàng giữ lại gọi nàng đời này đừng nghĩ lại đi ra chạy loạn bên cạnh phòng bên trong người một nhà tại bên bàn ngồi xuống trên mặt bàn đốt một ngọn đèn dầu ngọn lửa chọn đến lớn nhất dưới ánh đèn tất cả mọi người khuôn mặt tất cả đều rõ ràng Nguyễn Khê Đàn Hoàng tại Nguyễn Chí Cao Lưu Hạnh Hoa Nguyễn Trường Sinh Tiền Xuyến cùng Nguyễn Hồng Quân Nguyễn Thu Nguyệt Diệp Phàm ở giữa làm giới, thiệu, để bọn hắn xưng hô danh tự cùng mặt đều đối đầu hào. Giới thiệu xong, Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm cùng Nguyễn Thu Nguyệt lại đứng đắn gọi một lần gia gia nải nải ngủ thuốc ngủ thẩm. Nguyễn Chí Cao nhìn Nguyễn Hồng Quân liền vui, cười hỏi, lão ngủ bao lớn rồi? Nguyễn Hồng Quân ngồi ngay ngắn, trả lời Nguyễn Chí Cao vấn đề cũng bưng thật nhiều, gia gia, ta qua năm liền 12 tuổi. Nguyễn Chí Cao nhìn xem hắn cười, cùng cha khi còn bé giống nhau như đúc, là cái làm lính chất liệu tốt. Nghe nói như thế, Nguyễn Hồng Quân nhịn không được đắc ý, ý mừng tại khóe miệng giấu không được, sau đó dứt khoát trực tiếp cười lên, không che giấu chút nào nói, da da tốt ánh mắt, ta chính là vì tham gia quân ngũ mà thành. Nói xong đột nhiên lại đứng lên, khen khen chào quân lễ, lớn tiếng nói, cúi chào, ngồi tại hai bên Diệp Phàm cùng Nguyễn Thu Nguyệt lại hắn giật mình, chịu đựng không cho hắn mắt trợn trắng nguyễn trường sinh nhìn hắn dạng này cười lên thậm chí cười đến không dừng được tốt một lát nói tiểu tử này có chút ý tứ kết quả nguyễn hồng quân ngồi xuống nhìn về phía nguyễn trường sinh nói ta là lão ngũ là tiểu ngũ tử nguyễn trường sinh nghe nói như thế đột nhiên nháy mắt không cười hắn cố ý lông mày dựng thẳng lên đến hắc tiểu tử lại dám khiêu khích ta ra ngoài hỏi thăm một chút ta nguyễn trường sinh tại phượng minh sơn nói một ai dám nói hai mà hắn không cười cái này nói chuyện, người bên cạnh nhưng lại đều cười lên. Nguyễn Trường Sinh kéo căng một không có băng ở, cũng đi theo lại cười lên. Cười một trận, Lưu Hạnh hoa lau lau khóe mắt nước mắt nói, nhanh không náo không náo, vừa vặn cơm cũng đốt tốt, ăn cơm đi, cái bé con khẳng định mệt chết, ăn xong điểm tâm đừng, hơi thở, có thập lời nói bắt đầu từ ngày mai đến lại từ từ nói. Chẳng qua nàng là thật thích cái này không khí, trong nhà thời gian thật dài không có cái này náo nhiệt qua không có tiểu hài tử đùa giỡn tóm lại ít đi rất nhiều niềm vui thú nguyễn khê đi theo lưu hạnh hoa đứng dậy đi xới cơm hỏi nàng tam cô đâu lưu hạnh hoa đi đến bếp lò bên cạnh cầm chén quên rồi đây là thập thời điểm nàng đang bận đâu nguyễn khê lập tức kịp phản ứng lại có hai ngày là giao thừa năm trước khoảng thời gian này là nguyễn thúy chi nhất thời điểm bận rộn bận rộn là thời gian rất lâu đều không về nhà được muốn một mực đang bên ngoài bôn ba chạy trốn lưu hạnh hoa xốc lên nồi thịnh tốt cơm nguyễn khê bác bưng đến trên mặt bàn đi những người khác giống như có ăn ý cả đám đều tới bưng bác bưng một cái ta bưng một cái ngược lại là ai cũng không với ai khách nhiều đoạt cho chặt bác ngồi xuống người một nhà một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm phân ngoài ý muốn rất hòa hợp không có nửa điểm xa lạ nguyễn chí cao bọn hắn hỏi nguyễn hồng quân bọn hắn rất nhiều trong thành sự tình mà nguyễn hồng quân bọn hắn thì hỏi rất nhiều nông thôn sự tình liên quan tới nông thôn sự tình nguyễn hồng quân thích nghe nhất nguyễn trường sinh tuổi nhỏ chuyện cũ nghe được kia là hai mắt tỏa ánh sáng quả thực sùng bái không được thậm chí hận mình vì sao không có sinh ở nông thôn không có thể cùng nguyễn trường sinh cùng một chỗ quát tháo phượng minh sơn trong lòng của hắn cái kia hối hận a à. nghe được ăn xong chuẩn bị đi ngủ hắn còn đổ thừa nguyễn trường sinh hỏi hắn ngủ thúc ta có thế cùng ngủ sao nguyễn hồng quân hướng hắn mỉm cười nếu không hỏi một chút ngủ thẩm nguyễn hồng quân vừa định hỏi Diệp Phàm tới một chân đạp đi, Diệp Phàm nói, Vũ Thẩm đừng để ý đến hắn, hắn chính là cái kẻ ngu. Bởi vì trong nhà không có đi ngủ, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm Nguyễn Thu Nguyệt là đi tiệm may ngủ, Nguyễn Thúy Chi không tại tiệm may, bọn hắn liền hai đứa bé trai một phòng, ba nữ hài tử một phòng, rửa mặt xong, Nguyễn Khê cho Nguyễn Hồng Quân Diệp Phàm an bài tốt, liền về nữ hài tử kia phòng đi. Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm đều rất mệt mỏi, mà lại là đi đứng đều tê dại mệt mỏi, trên đường tới vẫn tại đánh thật dài nhát, cho nên hai người đến gian phòng dính vào giường đổ xuống đắp lên tử một câu không nói liền ngủ mất nguyễn khê các nàng cũng mệt mỏi nhưng nguyễn khê vẫn là quan tâm một chút nguyễn thu nguyệt chân vừa rồi rửa mặt thời điểm nàng mới nhìn đến nguyễn thu nguyệt chân mài ra bọng máu đang trên đường tới nguyễn thu nguyệt vẫn luôn chưa hề nói hiện tại tự nhiên cũng không xem ra gì chỉ nói đại tỷ ta không sao nhiều mài mài một cái liền quen thuộc nguyễn khê nói nàng Ngược lại là thật có thể chịu khổ, Nguyễn Thu Nguyệt cười cười, về sau đi làm lính, muốn ăn khổ so cái này nhưng nhiều hơn. Nguyễn Khê cho nàng đóng lập tức, sáng mai mang đến tìm bác sĩ nhìn xem, bôi ít thuốc rất nhanh một chút. Nguyễn Thu Nguyệt không nghĩ phiền phức, không có việc gì, không cần. Nguyễn Khiết cái này lại lên tiếng nói tiếp nói, đi thôi, không đi tỉ mình cũng là muốn đi. Nguyễn Thu Nguyệt quan tâm hỏi, đại tỷ chân cũng mài hỏng rồi. Nguyễn Khê cười cười nói, không có, ta đi gặp người bằng hữu nguyễn thu nguyệt cái này minh bạch a à, vậy ta liền cùng đi đi thực sự mệt mỏi nói xong cái này sự tình ba cái cô nương liền đều nhắm mắt nằm ngủ bởi vì đi đường núi hao tổn thể quá nhiều cũng bởi vì hoàn cảnh chung quanh để người cảm thấy an tâm nguyễn khê bọn hắn năm người một mực ngủ đến trong hai ngày buổi trưa mới tỉnh lại điểm tâm không cần ăn trực tiếp về đi ăn cơm trưa đi tại trên đường trở về nguyễn thu nguyệt đánh lấy ha hỏi nguyễn khê tam cô là cái này trên núi mây vá nha nguyễn khê gật đầu nói đúng vậy ngày tết bên trong khoảng thời gian này không vội nguyễn thu nguyệt lại hỏi chúng ta không phải có nhị thúc nhị thẩm sao sao đêm qua đều không nhìn thấy nguyễn khê còn không có lên tiếng diệp phàm nói không thấy được sao ngay tại bên cạnh phòng bên trong a nói hắn nhìn về phía nguyễn khê là phân gia đi cái này hai tiểu hài trí thông minh có thể nguyễn khê lại gật đầu nói đúng vậy ngay tại bên cạnh phòng bên trong phân gia Nguyễn Hồng Quân đối những câu chuyện này không hứng thú, tại trên đường núi tới tới lui lui chạy, phóng tầm mắt đi xem trên núi phong cảnh, vào đông trên núi dù không có núi xanh cây xanh, nhưng có thể nhìn thấy phủ kính tuyết màu trắng đỉnh núi, phối thêm thương tùng thúy bách, như cũ tráng lệ. Nguyễn Thu Nguyệt cùng Diệp Phàm dù sao cũng là tiểu hài tử, đối đại nhân ở giữa chuyện nhà không có rất hứng thú, tùy tiện nói bên trên câu về sau cũng trên núi phong cảnh hấp dẫn, liền cũng chuyển mắt ngắm phong cảnh đi bởi vì không cần lại đi đường, cái này ngắm phong cảnh tâm tình khác biệt, nhìn thấy đồ vật tự nhiên lại không giống. Đi đến trong nhà, chính là ăn cơm trưa thời điểm, bởi vì nhiều năm đứa bé vây quanh ở bên người gọi gia gia nải nải, trong nhà trong lúc nhất thời trở nên rất náo nhiệt, Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa mặt kia bên trên liền lúc nào cũng đều chất đống tràn đầy ý cười, một chiêu hô cái này một chiêu hô cái kia, còn không có ăn tết bọn hắn liền đồ tết lấy ra, để Nguyễn Khê năm người ăn. Nguyễn Hồng Quân tự nhiên vẫn là đổ thừa Nguyễn Trường Sinh, quả thực là đi đâu liền cùng đâu, đi theo hắn phía sau cái mông nói, Ngũ Thúc dạy ta chiêu, ta trở về cho bọn hắn biểu hiện ra biểu hiện ra, để bọn hắn biết thập mới thật sự là cao thủ. Sau khi ăn cơm trưa xong Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt không ở trong nhà ở lâu, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết mang Nguyễn Thu Nguyệt đi điếu cước lâu nhìn chân. Đến điếu cước lâu thời điểm Lăng Hào lại không ở nhà, Nguyễn Khê đành phải hỏi Chu Tuyết Vân, hắn đi cái kia à nha chu tuyết vân cho nguyễn thu nguyệt ép thuốc bột cùng nguyễn khê nói đi trên sườn núi nguyễn khê hiếu kỳ cuối năm không phải không heo nhưng thả sao chu tuyết vân nói từ lúc đi về sau hắn liền lại không nói lời nào không cùng bất luận kẻ nào liên hệ mặc kệ có heo không có heo trời lạnh trời nóng đều đi trên sườn núi ngồi trừ phi trời mưa xuống không đi nguyễn khê nghe xong quay đầu nhìn về phía nguyễn khiết vậy ta đi qua tìm hắn một chút nguyễn khiết gật đầu đi thôi ta tại cái này bồi tiếp thu nguyệt, Nguyễn Khê cùng Chu Tuyết Vân lên tiếng chào hỏi liền ra điếu cước lâu, nàng đeo bọc sách chạy chậm đến tìm tới lão địa, xa xa liền nhìn thấy lăng hào một thân một mình tại trên tảng đá ngồi, có chút đi gần chút phát hiện hắn tại thổi ý đàn, thổi chính là một bài thê lương uyển chuyển lại thúc nước mắt từ khúc, lương chút, Nguyễn Khê đi đến phía sau hắn, cách bước sau không có lại đến đi, chỉ an tĩnh nghe từ khúc, hốc mắt nhịn không được có chút phát nhiệt. Lăng Hào ngồi lại thổi một trận, sau đó bỗng nhiên cảm thấy thật. Kèn ác Monica âm thanh im bặt mà dừng, hắn lập tức đứng dậy xoay người lại, phát hiện Nguyễn Khê quả nhiên liền đứng ở trước mặt hắn, hai người đứng đối mặt dây, chợt ăn ý cùng một chỗ cười lên. Chương 60, chơi thoải mái, Nguyễn Khê đến Lăng Hào bên cạnh, tại trên tảng đá ngồi xuống, cười nói, ta đi, Lăng Hào cũng không có nửa phần hàm xúc cùng nhăn nhó, mười phần tự nhiên đáp, từng. Ngồi xuống thời điểm còn bổ câu, mỗi ngày đều tại nàng trong thành qua thế nào, nàng sẽ còn hay không trở lại, bọn hắn tại lên mỗi cái nhỏ bé dây lát, mặc dù lăng hào nói ngữ khí điểm đều không buồn nôn chán ngấy, giống như đang nói mỗi ngày đều ăn kẹo rõ ràng lại bình thường, càng nhiều hơn chính là xuất phát từ nội tâm chân thành, nhưng lời nói bản thân bên trong buồn nôn đầy đủ để nghe được mỗi người nhịn không được dơ lên khóe miệng tới, Nguyễn Khê khóe miệng ý cười càng đậm, vội cúi đầu đưa tay mở sách bao cái nắp, ở bên trong móc ra khối dài bằng bàn tay ngắn chocolate đưa đến lăng hào trong tay nói trở về chi ta tự mình đi cửa hàng mua cố ý mang cho ngươi trên núi ăn không được những vật này nhưng quý giá trong thành cũng không phải thường xuyên sẽ ăn xa xỉ đồ chơi lăng hào tự nhiên không cự tuyệt nguyễn khê tâm ý nhưng hắn đem khác khối đưa về nguyễn khê trong tay nhìn xem nàng nói chúng ta lên ăn nguyễn khê cười cười không có nói thêm cái gì trực tiếp xé mở chocolate đóng gói người sống vai ngồi tại trên sườn núi ăn chocolate còn giống như cùng lấy dạng chỉ là qua hơn nửa năm lúc trên thân người vẫn là có biến hóa không nhỏ dù sao bọn hắn ở độ tuổi này chính là đang tuổi lớn nguyễn khê nhìn xem lăng hào nói ngươi biến thật nhiều lại cao lớn lăng hào cũng nhìn xem nguyễn khê nói ngươi cũng thay đổi rất nhiều nguyễn khê đứng thẳng lưng lên có chút hấp trầm lên cố ý để hắn xem thật kỹ một chút hỏi hắn vậy ngươi nói ta nơi nào biến lăng hào nhìn xem nguyễn khê cười nghiêm túc nhìn sẽ nói biến trắng thay đổi xinh đẹp Nguyễn Khê nghe lời này rất là cao hứng, cắn miệng chocolate nói, ta trong thành ngốc hơn nửa năm, cùng Tiểu Khiết mỗi ngày đều trong phòng buồn bực không đi ra, buồn bực buồn bực không tới, ai, biến trắng, còn biến như thế trắng. Lăng Hào trong mắt ý cười là nàng gấp đôi, không có đi đi học sao? Nguyễn Khê nói, đi cũng nghe không hiểu, đi trời không có đi, sau đó chúng ta để ở nhà mình học tập. Mặc dù hơn nửa năm vừa đi vừa về qua mấy phong thư, người vẫn là trò chuyện rất nhiều riêng phần mình sự tình nguyễn khê cùng lăng hào giảng trong thành những cái kia khôi hài lại giải trí sự tình không vui sự tình không nói mà lăng hào kỳ thật không có gì nói nông thôn sống đơn điệu nguyễn khê đều là biết đến ăn xong chocolate nguyễn khê nhìn thấy trên tảng đá của kèn Monica, cầm lên hỏi hắn ngươi sẽ còn cái này vừa rồi kia đoạn lương chút thổi thật đúng là réo rắc thảm thiết đau thương lăng hào trả lời không tính sẽ tùy tiện thổi chơi đùa cha ta nguyễn khê đưa tay đem kèn Monica đưa đến hắn mặt vậy ngươi lại cho ta thổi đoạn chứ sao? Lăng Hào gật đầu, đón lấy kèn ác Monica, phóng tới bên miệng cho Nguyễn Khê thổi đoạn, yêu sướng lễ. Nguyễn Khê nghe rất quen thuộc, liền ngồi tại bên cạnh hắn có chút quơ đầu, đi theo hắn kèn ác Monica giai điệu lên hừ, làng điệu triền niên du dương, tại trên sườn núi bay xa, rơi vào nhiễm bạch đỉnh núi bên trên. Chu Tuyết Vân ép hảo dược phấn giúp Nguyễn Thu Nguyệt thoa lên trên vết thương, lại dùng băng vải giúp nàng đơn giản băng bó lại, gọi nàng không muốn vết thương đụng nước. Nguyễn Thu Nguyệt mặt biết tất cùng dày, lên điểm lấy trên chân bước, quay đầu cười cùng Chu Tuyết Vân nói tạ ơn. Nguyễn Khiết hướng điếu cước lâu bên ngoài nhìn xem, nhìn Nguyễn Khê còn chưa có trở lại, liền sẽ. Các nàng ngồi cùng Chu Tuyết Vân nói chuyện phím trời, kéo bảy kéo tám đến cái gì nói cái nấy. Ngồi sau đó nhìn thấy Nguyễn Khê cùng Lăng Hào lên trở về, người tiến điếu cước lâu thời điểm trên mặt đều treo lập lòe ý cười. Chu Tuyết Vân nhìn thấy Lăng Hào nụ cười trên mặt, trong lòng vô ý thức cảm giác ấm áp buông lỏng, nhưng lại nhìn không được ra càng nhiều sầu lo đến, liền hơi vẫn lấy khóe miệng, nhìn xem hắn yên lặng thở sâu. Nguyễn Khê Nguyễn Khiết Nguyễn Thu Nguyệt không có ở điếu cước lâu ở lâu, cùng Chu Tuyết Vân lên tiếng chào hỏi liền dẫn Lăng Hào lên. Lúc ra cửa vừa vặn đụng phải Lăng Trí Viễn từ bên ngoài trở về, lại khách khí hàng huyên chào hỏi phiên, nhìn xem Nguyễn Khê mang theo Lăng Hào xa, Lăng Trí Viễn mới lên thang lầu tiếng điếu cước lâu, vào nhà chính hắn đi đổ nước nóng, đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói, tiểu khê cùng tiểu khiết cái nữ hoa tử thực là không tồi, đều đi trong thành qua ngày tốt lành, đường xa như vậy trình, thế mà còn chạy về đến bồi các nàng gia gia nải nải ăn tết. Chu Tuyết Vân đứng tại bên cạnh bàn trường trị nàng y dược trương, không có nhận hắn, lăng trí viễn uống miệng nước nóng, nhìn ra Chu Tuyết Vân sắc mặt không thích hợp, liền lại hỏi, tiểu khê cùng tiểu khiết trở về, ngươi nhìn hào hào hôm nay cao hứng bao nhiêu a? À? ngươi làm sao nhìn còn không vui vẻ đâu. Chu Tuyết Vân cất kỹ y dược trương nhìn hắn mắt, ta không phải không vui vẻ, ta là sầu hoảng. Lăng trí viễn buông xuống uống nước bát, không nói nên lời. Chu Tuyết Vân hút khẩu khí ngồi ở bên bàn đến, lên tiếng nói, hào hào từ nhỏ là tương đối buồn bực tính tình, lại ngoan lại hiểu chuyện không yêu nghịch ngợm gây sự. Vừa tới Phượng Minh Sơn kia mấy năm, ta làm sợ, quản hắn quá mức, buộc hắn bức quá gấp, dẫn đến hắn tính cách thay đổi buồn bực. Về sau cùng khê khê kết giao bằng hữu, ta cho là hắn sẽ biến tốt đi một chút, kết quả ngươi cũng nhìn thấy, hắn chỉ ở khê khê mặt mới như cái bình thường hài tử, chỉ cần khê khê không tại, hắn cùng cái đầu gỗ không có gì khác biệt, lăng trí viễn cũng sâu thở sâu, không biết nên nói cái gì. Chu Tuyết Vân lặng tiếng một lát lại tiếp tục nói, khê khê ba ba là cán bộ, nàng tuổi tác cũng lớn, về sau sẽ không hồi hương xuống tới, chúng ta đại khái là muốn đời lưu tại nơi này, hào hào cái dạng này, về sau làm sao bây giờ a? À? nói nàng lại từ hối hận, ẩm ướt khóc mắt nói, đều tại ta, khi mấy năm cùng bệnh tâm thần dạng buộc hắn nghe nói như thế lăng trí viễn càng là tự trách lợi hại làm sao trách ngươi muốn trách cũng là trách ta nếu không phải là bởi vì ta các ngươi hai mẹ con sẽ không ở nơi này qua loại khổ này thời gian hào hào cũng sẽ không như vậy lời này không hướng hạ nói nói vừa nói vừa nói trở về năm đó lăng trí viễn là muốn ly hôn nhưng chu tuyết vân không nguyện ý quả thực là mang theo lăng hào lên tới nói nói giống như nàng hối hận dạng thế là hút hút mũi nói không nói không nói nàng đứng người lên đi bên nhà bếp ngày mai ăn tết giúp ta chưng mô mô đi lăng hào đi theo nguyễn khê đi ra ngoài chơi lại nhận biết nguyễn hồng quân cùng dịp phàm kỳ thật hắn đối nhận biết mới người cùng giao bằng hữu mới không có hứng thú quá lớn cùng nguyễn kiếp nhận biết lâu như vậy nói lời cũng không nhiều nhưng hắn hiểu khách khí cùng lễ phép chỉ cần hắn nguyện ý người bình thường tế kết giao hắn là hoàn toàn không có vấn đề hắn không cùng người ta nói chuyện chỉ là hắn không nguyện ý, hắn không. Cái này nửa ngày là hắn hơn nửa năm này đến nay buông lỏng nửa ngày, ban đêm ăn cơm hắn về đến nhà, trong mắt còn chứa tràn đầy ý cười, gọi ba ba mụ mụ thời điểm ngữ khí cũng là nhẹ nhàng lại buông lỏng. Chu Tuyết Vân nhìn hắn dạng này, liền ở trong lòng, đừng nhiều, chí ít hắn mấy ngày nay là vui vẻ. Nguyễn Thúy Chi kết thúc năm sống, tại trạng vạn tối thời điểm tốt, nhìn thấy Nguyễn Khê Nguyễn Khiết trở về, nàng cũng là vui vẻ không, trực tiếp đem cái nha đầu mì sợi ôm trong ngực, ông sẽ cười nói, trong thành là không dạng, đều biến xinh đẹp, Nguyễn Kiếp sờ chính mình mặt cười, biến bạch đúng hay không, Nguyễn Thúy Chi cũng đưa tay tại trên mặt nàng bóp dưới, tiếp tục cười nói, đúng vậy a, à, biến trắng, nhất là tiểu khê, bạch cùng tuyết bé con, các ngươi có phải hay không đều trong phòng không ra, Nguyễn Thu Nguyệt ở bên cạnh nói tiếp, đúng vậy, hai nàng mỗi ngày đều trốn ở trong phòng không ra. Nghe được Nguyễn Thu Nguyệt nói chuyện, nguyễn thúy chi mới ý thức tới trong nhà còn nhiều ba cái không biết hài tử đây cũng là lần thứ gặp mặt thiếu không lại muốn giới thiệu nhận biết phiên nhìn nguyễn hồng quân náo bên trên như vậy trận náo trận cũng đến ăn cơm chiều lúc trên bàn cơm so giữa trưa càng lộ vẻ náo nhiệt nguyễn thúy chi cười nói vẫn là hài tử nhiều một chút cốt trong nhà xem náo nhiệt lên không có tiểu hài tử nói chuyện làm ầm ĩ đều là đại nhân mà nói lời nói tóm lại cảm giác có chút vắng vẻ mấy hài tử kia là lưu không được, Nguyễn Dài nói tiếp nói, vậy chúng ta nhiều mấy cái, Nguyễn Thúy Chi nhìn xem hắn cười, cái rồi nói sao, kết hôn hơn nửa năm, cái này còn không có động tĩnh đâu, gia nhân ở dạng này bầu không khí bên trong ngươi nói ta ngữ nói chuyện, cơm nước xong xuôi vẫn ngồi ở lên nhiều trò chuyện sẻ, đến bóng đêm sâu nồng không gặp năm ngón tay thời điểm, Nguyễn Thúy Chi đánh lấy đèn pin mang Nguyễn Khê mấy cái đi tiệm may đi ngủ. Vẫn là Nguyễn Hồng Quân cùng Diệp Phàm ngủ phòng, nàng đi theo Nguyễn Khê ba nữ hài tử chen phòng, cô cháu bốn người nằm xuống lại rảnh rỗi trò chuyện sẽ trời, cơ bản đều là Nguyễn Thúy Chi hỏi Nguyễn Khê các nàng trong thành sự tình, nhất là hỏi Nguyễn Thu Nguyệt tương đối nhiều, bởi vì nàng từ nhỏ sinh trưởng ở Nguyễn Trường Phú bên người, Nguyễn Thúy Chi không biết có nhiều việc, bốn người cho tới đêm dài, cũng an tĩnh lại ngủ, bởi vì trong nhà nhiều năm đứa bé, giao thừa ngày này bận rộn, liền Nguyễn Dài cùng tiền xuyến đều không xen tay vào được. Nhất là Nguyễn Hồng Quân hưng phấn không được, lại là quét dọn vệ lại là dáng câu đối xuân, kém tiếp mua giúp lưu hạnh hoa xào hoa. Nhìn Nguyễn Hồng Quân cái này tinh thần đầu, Nguyễn Dài đều không không phục, chỉ nói, Phượng Minh Sơn lão đại vị trí tặng cho ngươi. Nguyễn Hồng Quân ngược lại là hết sức vui vẻ, nơi này thích hợp ta, ta còn thực sự lưu cái này không? Nguyễn cười dài lấy nói, vậy ngươi cha cũng không đáp ứng. Nguyễn Khê mang theo Nguyễn Hồng Quân mấy người tại Phượng Minh Sơn qua đến đầu năm, giao thừa tổng vệ sinh ăn cơm tất niên đón giao thừa đốt pháo cầm tiền mừng tuổi sơ tại toàn bộ trong làng điên nhảy lên đi các nhà bái tết cho lão thợ may đốt vàng mã mùng hai nhận biết tứ cô nguyễn thúy lan nhà mùng ba mùng bốn đầu năm mỗi ngày đều ở trên núi điên chạy không phải đào núi động là than dây ruộng mấy ngày nay là nguyễn gia náo nhiệt mấy ngày cũng là lăng hào vui vẻ mấy ngày mà vui vẻ thời gian luôn luôn ngắn ngủi đoàn viên náo nhiệt không khí lan tràn đến đầu năm ban đêm cũng kết thúc ban đêm rửa mặt xong, Nguyễn Khê Nguyễn Khiết cùng Nguyễn Thu Nguyệt trong phòng thu thập hành lý. Tại Nguyễn Khê thu thập không sai biệt lắm thời điểm, Nguyễn Thúy Chi đem nàng đơn độc gọi đi nhà bếp. Đến nhà bếp bên trong điểm lên đèn, Nguyễn Thúy Chi từ trên thân móc ra cái buộc miệng màu đen túi tiền đến, trực tiếp nhét vào Nguyễn Khê trong tay nói, trong thành qua đến cùng có được hay không, chỉ có ngươi tự mình biết. Đây là tam cô điểm tâm ý, ngươi cái gì cũng đừng nói, cầm ở trên người sắp xếp gọn, đừng quản người khác thế nào, ngàn vạn không làm oan chính mình, Nguyễn Khê tự nhiên không muốn, đem tiền hướng Nguyễn Thúy Chi trong tay đẩy, nói với nàng, thời điểm nãy nãy cho ta không ít tiền, còn lại rất nhiều, căn bản không cần, tam cô chính ngươi giữ đi, kiếm tiền không dễ dàng. Lúc ấy nàng thời điểm, Lưu Hạnh Hoa đem nàng tại nông thôn năm tiền kiếm được đều cho nàng, mức là phi thường không nhỏ, nhưng Lưu Hạnh Hoa mình còn tại bên trong thêm không ít, nàng trong thành chỗ tiêu tiền cũng không nhiều cũng là không có việc gì mang theo nguyễn khiết nguyễn thu nguyệt ra ngoài mua chút ăn hoặc chơi hoặc dụng độ bên trên phần lớn đều là hoa nguyễn trường phú nàng là không lo tiền không nói khoa trương tiền trong tay đều chống đến nàng bên trên sông đại học dù sao vừa khôi phục thi đại học kia mấy năm lên đại học không cần nộp học phí mà lại mỗi tháng còn có sống trợ cấp nhưng nguyễn thúy chi nhất định phải đem nàng cho nàng chỉ nói chúng ta tại trong vùng núi thẳm này năm trôi qua trong nhà cũng hoa không bao nhiêu tiền lại không có cái gì đại sự muốn làm trong nhà tiền có dư đây mà ngươi ở bên ngoài khó tránh khỏi sẽ không gặp phải khó khăn gì gặp được cần dùng tiền thời điểm chúng ta đều không ở bên người ngươi còn muốn chiếu cố tiểu khiết chỉ có tiền dễ dùng nghe lời tất kỹ để phòng vạn lại nói ta tiền này là thế nào kiếm được còn không phải dựa vào ngươi giáo tay nghề dựa vào ngươi lưu lại cái này cửa hàng ngươi nếu là không thu vậy ta tại cái này cửa hàng bên trong tiếp việc làm sống Ngươi cảm giác ta hiểu ý an sao?" Nguyễn Khê nhìn xem Nguyễn Thúy Chi mắt lộ ra do dự, vô ý thức sâu thở sâu. Nguyễn Thúy Chi căn bản không thương lượng, trực tiếp đem tiền cái túi nhét nàng trong túi quần áo, tức kỹ, Tam cô vì ngươi làm cũng chút chuyện này, ra ngoài đầu Tam cô cái gì đều không thể giúp, ngươi để Tam cô trong lòng thực tế một chút. Nguyễn Khê cái này liền không có từ chối nữa không muốn, đem tiền nhận lấy nói, "Tam cô, ta sẽ chiếu cố tốt mình." Nguyễn Thúy Chi cười vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng dạng này mới đúng chứ nguyễn khê đưa tay ôm một cái nàng ngươi cũng phải thật tốt nguyễn khê cười nói ta sẽ thật tốt thổi nhà bếp đèn trở lại phòng nguyễn khiết cùng nguyễn thu nguyệt đã thu thập xong lên giường nằm xuống nguyễn khê cùng nguyễn thúy chi cũng cởi giày lên giường tại trong ổ tụ lên nhiệt khí cô cháu bốn người lại trò chuyện sẽ trời ngày kế tiếp trạng sáng sáng sớm bọn hắn cầm hành lý đi trong nhà ăn điểm tâm ăn xong điểm tâm chuẩn bị người biểu hiện bỏ không thể vậy mà là nguyễn hồng quân hắn hốc mắt đỏ thật nhiều, phó không có tiền đồ dáng vẻ lại là gia gia lại là con bà nó gọi, gây Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa ào ào rơi nước mắt, Nguyễn Chí Cao lau nước mắt đập vai của hắn, nam tử hán đại trượng phu không khóc, Nguyễn Hồng Quân cái này liền nhịn xuống, lại cho Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa mấy người đi cái tiêu chuẩn quân lễ, cáo biệt dùng rất dáng dấp lúc, Nguyễn Khê cùng tất cả mọi người nói xong cáo biệt lời nói, sau đến cũng tới đưa nàng Lăng Hào mặt, Lăng Hào lần này hốc mắt không đỏ, tựa như là làm đủ chuẩn bị tâm lý dự định cười đưa nguyễn khê rời đi nguyễn khê đứng ở hắn mặt không nói chuyện một lát hướng hắn mở ra cánh tay lăng hào trên mặt ý cười nhìn xem nàng như cũ không có nửa điểm nhăn nhó cùng hàm súc đáy mắt là thủy ý âm u tĩnh mịch ôm nhu trực tiếp đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực tại đỉnh đầu nàng vừa nói câu ở bên ngoài chiếu cố tốt chính mình lưu hạnh hoa thẹn vội vàng đưa tay che mắt ai nha hiện tại những cái này bé con nguyễn thúy chi kéo nàng cánh tay cười lên Mắt cười vành mắt nhịn không được ẩm ướt, Nguyễn Khê ôm lấy lăng hào, vỗ vỗ lưng của hắn, ta không tại cũng phải học được vui vẻ lên chút, biết sao, từng. Quản hắn không làm được, dù sao Nguyễn Khê nói cái gì hắn đều ứng, chẳng qua là cáo biệt, người đương nhiên cũng là đơn giản ôm dưới. Cùng tất cả mọi người nói xong cáo biệt lời nói, Nguyễn Khê cầm lên hành lý mang theo Nguyễn Hồng Quân mấy cái liền dự định người. Lần này Nguyễn dài đi theo đưa bọn hắn rời núi, tương đối mà nói muốn nhẹ nhõm chút bởi vì hắn lưng Nguyễn Thu Nguyệt, Nguyễn Dài sách hành lý bao mang theo bọn hắn, bọn hắn cơ hồ là ba bước quay đầu, thẳng cùng Nguyễn Chí Cao Lưu Hạnh Hoa bọn hắn vất tay, mà Nguyễn Chí Cao cùng Lưu Hạnh Hoa bọn hắn thì thẳng hướng đưa, đưa thật lâu mới trên đường dừng lại. Lưu Hạnh Hoa Lưu Luyến không rời nói, lần sau trở về cũng không biết lúc nào. Nguyễn Thúy Chi viện bờ vai của nàng, trùng điệp vuốt ve mấy lần. Dù sao đều là hài tử, cảm xúc đến nhanh đi cũng rất nhanh đi theo Nguyễn dài đoạn đường núi về sau, Nguyễn Hồng Quân không còn thương nạn qua, thẳng đi theo Nguyễn dài phía sau cái mông, để hắn giảng hắn phong quan chuyện cũ, Nguyễn dài vì ứng phó hắn, kia là giảng đường, chỉ kém mặt tả thời điểm không có giảng, mà Nguyễn dài không chỉ có muốn giúp cầm hành lý, muốn cho Nguyễn Hồng Quân giảng mình thuở thiếu thời cố sự, giảng hắn như thế nào đánh khách Phượng Minh Sơn. Còn muốn tại Nguyễn Thu Nguyệt không được thời điểm, cổng Nguyễn Thu Nguyệt hướng đoạn, có thể nói là bận biệu không? chẳng qua cũng bởi vì có hắn tại bọn hắn đi đường muốn so đến thời điểm nhanh rất nhiều đuổi tới công xã bọn hắn không có vội vã vẫn là tại công xã nhà khách ở muộn dưỡng dưỡng tinh thần mở tốt phòng đem hành lý thả đi phòng về sau nguyễn khê lại tại sở chiêu đãi dùng tiền mượn dùng điện thoại cho nguyễn trường phú gọi điện thoại qua nói với hắn hạ ngày mai buổi sáng ngồi xe lửa trở về còn lại liền do hắn đến thu xếp nguyễn trường phú thu xếp lên cũng nhanh ngày kế tiếp nguyễn khê các nàng mới vừa dậy xe jeep đã đến nhà khách bên ngoài. Nguyễn Khê các nàng thật cũng không vội vã bên trên, vẫn là cùng Nguyễn Dài đi doanh nhà ăn ăn điểm tâm. Ăn xong điểm tâm ra tới, Nguyễn Dài nhìn xem bọn hắn bên trên xe jeep, mới thở vào, đứng cùng bọn hắn vất tay nhìn xem cổ xe xa lúc, hắn nhịn không được ở trong lòng thái, cái này làm cán bộ quả nhiên là không dạng, con em cán bộ cũng là thật dễ chịu, đời này, hắn không biết không ngồi trở lại ô tô, cái này nghẹn người thế đạo đầu đội thiên không như cũ tối tăm mờ mịt phiến, lúc nào là cái đầu A, tổng không, thật đời này đều như thế qua đi. Nguyễn Khê Nguyễn Kiếp mang theo dịp phàm ba người ngồi xe díp đến nhà ga, cầm phiếu sau khi lên xe tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống, lại bắt đầu trong vòng ngày rưỡi xe lửa lay động hành trình, từ cái này quả nhiên thành nhỏ, đến kia quả nhiên thành phố lớn, xe lửa thổi còi lên đường, bánh xe chậm chạp chuyển động lên, tốc độ xe ổn định lại về sau, nguyễn thu nguyệt chợt ở bên cạnh hỏi nguyễn khê câu tam cô là không có kết hôn sao mặc dù bọn hắn tại qua không ít trời nhưng kỳ thật rất nhiều chuyện nhà sự tình đều chưa nói qua dù sao ăn tết náo nhiệt mỗi ngày đều tại lên quậy điên náo mà lại bọn hắn là tiểu hài tử rất nhiều chuyện không thích hợp đến hỏi bây giờ rời đi nguyễn thu nguyệt mới hiếu kỳ hỏi cái này a à câu nguyễn khê quay đầu nhìn nàng một cái thừa nước đục thả câu về sau có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết nguyễn thu nguyệt nghi hoặc thần bí như vậy sao cũng không phải có cái gì thần bí chỉ nói là lên dông dài thôi mà lại đây cũng không phải là tiểu hài tử chi hội nói chuyện chủ đề nguyễn khê cũng xác thực không tùy tiện nói nguyễn thúy chi sự tình nhất là giống như là nói xấu dạng thuyết pháp kỳ thật nguyễn thúy chi sự tình liền nguyễn trường phú cùng phùng tú anh cũng không biết bọn hắn lần trước trở về ngốc lúc ngắn hơn mà lại khi đó nguyễn sinh trưởng ở lo liệu hôn lễ vui mừng không khí nặng càng không có cơ hội nói đến loại chuyện này bọn hắn không biết nguyễn trường quý cùng tôn tiểu tuệ náo phân gia sự tình cũng không biết nguyễn thúy chi ly hôn sự tình đương nhiên bọn hắn có biết hay không những sự tình này cũng đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cho nên nguyễn khê nói không phải thần bí là tạm thời không tiện nhiều lời nguyễn thu nguyệt cũng không phải đặc biệt bác quái người còn lại là đại nhân sự tình thế là gật đầu nói tốt a à. ngồi xe lửa nguyễn khê không có nói nhiều rất nhanh nàng liền tìm tư thế nhắm mắt nghỉ ngơi đi chỉ hy vọng thông qua đi ngủ loại phương thức này, nhanh lên vượt qua cái này đoạn đường xe, tốt xuống dưới thân thân gân cốt hít thở mới mẻ không khí. Nguyễn Hồng Quân tinh thần đủ, dịp phàm mệt mỏi không nói chuyện với hắn thời điểm, hắn tìm cùng xe người khác nói chuyện phiếm. dạng này lão đảo ngày rưỡi xuống tới, xe lửa thổi còi chậm rãi nương đến trạm bên cạnh, lần này là Nguyễn Kiếp đánh thức Nguyễn Khê, đập nàng lên nói, tỷ, chúng ta đến trạm, Nguyễn Khê mở to mắt nhìn xem ngoài cửa sổ xe, cười đứng người lên đi lấy túi hành lý, đối Nguyễn Khiết nói, không tệ a, à, không chỉ không giống lần thứ đến thời điểm khẩn trương như vậy, còn biết đến đó cái trạm xuống xe. Nguyễn Khiết cũng cười, vừa đi vừa về ngồi qua mấy chuyến, khẳng định phải rất nhiều, Năm người lấy hành lý lần lượt xuống xe, đến trên đài ngắm trăng đứng sâu thở một ngụm, Nguyễn Hồng Quân tan lông mày đạp mắt nói, lại trở về, lại muốn bắt đầu mỗi ngày đi học tan học, đi học tan học thời gian, rất nhàm chán, ai? Diệp Phàm trực tiếp đạp chân hắn, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi. Năm người xách hành lý bao đến nhà ga bên ngoài, xe jeep cũng ở bên ngoài, người điều khiển vẫn là năm đưa bọn hắn phát cáo nhà ga cái kia người điều khiển, xem bọn hắn lên xe, còn cười hỏi, đều chơi vui vẻ sao? Nguyễn Hồng Quân lên xe tọa hạ hướng trên ghế ngồi dựa vào, vui vẻ ta đều không trở lại, nói hắn bắt đầu nói dài dòng lên, gia gia của ta, hắn dạy ta chơi bước thương, là xác thực a có đạn cái chủng loại kia. Ngươi dám tin tưởng sao, hắn mang ta đi trên núi, ta thứ phát đánh con thỏ hoang, gia gia của ta nói ta là thần thương thủ, sao cha ta khi còn bé nhưng có tiền đồ nhiều. Nãy nãy ta cùng tam cô, cho ta làm rất thật tốt ăn, ngũ thúc đây chính là Phượng Minh Sơn bên trên lão đại, hắn còn dạy ta mấy cái tuyệt chiêu đâu. Đối còn có ta ngủ thẩm, nàng thế mà cũng sẽ đánh nhau, ngươi dám tin tưởng sao, ta đều chấn kinh nàng trưởng thành như thế thế mà lại đánh nhau nguyễn khê ngồi ghế cạnh tài xế bên trên nghe lấy cười lần này hồi hương dưới thật đúng là để hắn chơi thoải mái